Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 81. Cuồn cuộn sóng âm giống như là lôi đình vô tận, giống như hàng tỷ thanh kiếm chiều, cuồng bạo trùng kích về phía trước, oanh ra một cái hố sâu kéo dài mấy trăm dặm, như là xuất ra một vết cắt kinh khủng trên vạn dặm ma đồ. Ngay sau đó toàn thân Thiên Hậu bộc phát ra bí lực vô lượng, hóa thành một con cự mãng bảy màu, dài đến hơn 3.000 mét, quay quanh ở xung quanh nàng, cự mãng ngẩng đầu lên trời gào thét. Toàn thân hiện ra phù văn quỷ dị, cướp đoạt năng lượng từ giữa thế gian này. Cự thú hồng hoang, thất thải, bảy màu thôn thiên mãng. Đây chính là trung cực huyết mạch của Tô Lăng. Chu Ngạo Hoàng cũng nói. Thần tôn, thật ra ta cảm thấy, chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Chỉ cần thế giới hỗn độn còn ở trong hư không thượng thương, chúng ta cứ trực tiếp làm. Mặc kệ Khương Phàm có khôi phục hay không, trước đó nhận tổn thương nghiêm trọng như vậy, bây giờ khẳng định không thể thành thần. Bằng vào thực lực của hai bên chúng ta, tuyệt đối có thể bổ thế giới hỗn độn ra, trọng thương bọn người Khương Phàm. Ít nhất phải hủy cái chỗ kia, để bọn hắn triệt để bại lộ ở thế giới bên ngoài, không thể nào lại trốn vào hư không được nữa. Xích Thiên Thần Tôn hỏi lại Chu Ngạo Hoàng. Ngươi có thể bảo chứng Chu Thiên Thần Điện sẽ phối hợp trận hành động này của chúng ta. Ta có thể bàn bạc cùng hắn. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta, 7 phần đi. Ngươi 3 phần đều không có. Chu Ngạo Hoàng há hốc mồm, không nói gì nữa. Xích Thiên Thần Tôn nói. Chúng ta sẽ không chủ động tiến công thế giới hỗn độn. Đầu tiên chúng ta không rõ ràng rốt cuộc thế giới hỗn độn mạnh cỡ nào, thứ hai nơi đó là hư không, không phải chiến trường của chúng ta, thứ ba, coi như Khương Phàm và Thiên Hậu đều không có thức tỉnh, lấy số lượng Thánh Vương Thánh Hoàng nơi đó, cũng có thể bằng vào phòng ngự của thế giới hỗn độn, chống đỡ chúng ta tập kích. Chúng ta vẫn là nên dựa theo kế hoạch đã định. Dẫn bọn người Khương Phàm khởi xướng tiến công chúng ta, do chúng ta chiếm ưu thế phòng ngự, sau khi tiêu hao năng lượng của bọn hắn, lại khởi xướng phản kích bất cứ lúc nào. Chu Nguyên Bá cùng Chu Ngạo Hoàng đụng đụng ánh mắt, đều cảm thấy thật đáng tiếc. Mặc dù thần tôn lo lắng có đạo lý, nhưng, cơ hội cực tốt, cứ thế từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc. Mà rất có thể đây là một cơ hội cuối cùng duy nhất của bọn hắn trước khi đại chiến bắt đầu. Xích Thiên Thần Tôn nói. Khương Phàm và Thiên Hậu bị thương nặng, cần Đan Hoàng mời chào luyện đan sư Thiên Hạ cùng nhau luyện đan cứu vớt, nếu như những tin tức này là thật, chỉ ít chúng ta có thể xác định Khương Phàm và Thiên Hậu trong thời gian ngắn không có đột phá cao hơn, ngay cả thời kỳ đỉnh phong cũng đều không đạt được. Ở dưới tình huống này, rất có thể mục tiêu chủ yếu của bọn hắn sẽ phóng tới Chu Thiên Thần Điện. Hoàng thành nơi này, bọn hắn hoặc là không đến, hoặc chỉ là phô trương thanh thế. Tiếp tục chờ tin tức, nếu như tin tức là thật, Chu Nguyên Bá, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến Chu Thiên Thần Điện nghênh chiến. Chu Nguyên Chính dựa theo phân phó, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức vào thế giới hỗn độn. Ám ngữ xen lẫn trong vật liệu luyện binh mang đến thượng thương, chuyển tới trong tay Sở Sanh Ca. Hướng Vãn Tình cố ý đợi một thời gian mới an bài Sở Sanh Ca truyền ra tin tức. Trong tin tức vẫn mơ hồ không rõ, nhưng đã có ám chỉ mãnh liệt. Đầu tiên, phân phối chiến lợi phẩm sau đại chiến Cửu Lê do Dạ An Nhiên phụ trách, không thấy Khương Phàm và Thiên Hậu. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có gặp qua Khương Phàm và Thiên Hậu. Đầu thứ hai, nội bộ thế giới hỗn độn cấu kiện pháp trận khổng lồ, điên cuồng cướp đoạt hỏa nguyên lực, giống như là muốn chuẩn bị một trận đại hội luyện đan. Đầu thứ ba, nội bộ thế giới hỗn độn căn bản không chú ý đối với chủ hoạch kiến lập tân hoàng thành, cũng chưa từng thúc giục xây thành trì. Ba đầu tin tức để Chu Nguyên Chính rất là bất đắc dĩ. Bây giờ bọn hắn vô cùng cần La Thuần Linh có thể đưa ra một tin tức xác định Khương Phàm và Thiên Hậu sống hay chết, sống thế nào. Nhưng Chu Nguyên Chính cũng đã hiểu, tin tức như vậy thuộc về cơ mật tuyệt đối, La Thuần Linh vừa mới trà trộn vào mấy tháng mà thôi, không thể nào có được tình huống quá chính xác. Có thể được đến tin tức giống như bây giờ, cũng coi như đã cố gắng hết sức. Xích Thiên Thần Tôn và bọn hắn cẩn thận phân tích ba tin tức. Càng có khuynh hướng với phán đoán trước đó. Đối với chuyện chiến lợi phẩm quan trọng như vậy đều không có tự mình phân phối, đủ thấy thương thế Khương Phàm và Thiên Hậu lúc ấy cực nặng. Phù Sinh Hội là thế lực quan trọng như vậy gia nhập vào trong đó, đến bây giờ Thiên Hậu và Khương Phàm đều không có lộ diện tiếp đãi, nói rõ là thật sự là ra không được. Tạo dựng hoàng thành, đối với Khương Phàm và Thiên Hậu mà nói, bất luận là ý nghĩa hay là hình thức, đều cực kỳ quan trọng, bọn hắn đã đợi ngàn năm. Điên cuồng mấy chục năm, chính là vì cái này. Vậy mà nội bộ không coi trọng. Nói rõ mục đích thật sự khi tạo dựng hoàng thành, chính là phô trương thanh thế.
Xích Thiên Thần Tôn quả quyết quyết định, Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, cùng Âu Dương Mục Thiên, ba vị thánh hoàng toàn bộ tiến về Chu Thiên Thần Điện, hiệp trợ trấn thủ, chuẩn bị phản kích. Khi bọn người Chu Nguyên Bá đến Chu Thiên Thần Điện không lâu, cửa bắc của Chu Thiên Thần Điện lần nữa nghênh đón lão bằng hữu của bọn hắn Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người cao gầy, lại khoác một chiếc áo bào trắng lên người, khí chất vũ mị được đổ thêm mấy phần lộng lẫy. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, các đệ tử và trưởng lão trong pháp trận nhìn thấy nàng đều khó mà tự đè xuống. Tần Thiên Hồng đuổi ra ngoài cửa, không nhìn phần xinh đẹp kinh tâm động phách kia của nàng, lạnh lùng nói. Hướng cô nương, ngươi xem Chu Thiên Thần Điện ta là nơi nào, muốn đến lúc nào thì đến. Hướng Vãn Tình giơ lông mày xinh đẹp lên, kinh ngạc nói. Tần điện chủ đây là thái độ gì, ta tuân theo ước hẹn nửa năm mà đến, các ngươi không nên mở cửa nghênh đón sao? Ước hẹn nửa năm? Tần Thiên Hồng tức giận cười. Thời gian trong thế giới hỗn độn là không giống với thời gian phía ngoài. Chúng ta nơi này đã là ngày mùng 6 tháng 11, xin hỏi các ngươi nơi đó, là thời gian nào? Cũng là ngày mùng 6 tháng 11. Nếu thời gian giống nhau, vậy chính là, nửa năm, trong nhận thức của ngươi và chúng ta không giống nhau. Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 bây giờ, không phải là nửa năm sao? Tần điện chủ, ngươi là đang cố ý khó xử ta. Tính từ đầu tháng 5, đương nhiên là nửa năm, nhưng lần trước ngươi tới là cuối tháng 2. Tần điện chủ, không phải là ngươi từ tính ngày ta tới đấy chứ? Chẳng lẽ ta nên tính từ ngày ngươi chết? Tâm tình tần điện chủ hôm nay hình như không tốt lắm nhỉ, là gặp được chuyện phiền lòng sao? Ước định quan trọng như vậy, đương nhiên là bắt đầu tính từ sau khi hai bên đồng ý lẫn nhau. Ta là từ đầu tháng 3 về tới thế giới hỗn độn, chuyển cáo ý nguyện của các ngươi, nhưng lúc đó Khương Phàm vội vàng lùng bắt thiên cực giới, chuẩn bị tiến công Cửu Lê Thần Cung, vẫn chưa kịp cân nhắc. Cho đến sau này, đại chiến Cửu Lê kết thúc, chúng ta tuyên bố chủ hoạch kiến lập vạn thế thần triều, khi đó mới bắt đầu thận trọng cân nhắc, thời gian cũng hẳn là tính từ đầu tháng 5. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Sắc mặt Tần Thiên Hồng bất thiện. Nhưng, đối với việc Hướng Vãn Tình đến đây, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì ba ngày trước bọn người Chu Nguyên Bá đã đến, cũng đánh cược cùng bọn hắn, nói rất có thể thế giới hỗn độn sẽ phái người đến giả ý kết minh trong thời gian gần đây, mà mục đích thực sự chính là mưu đồ Chu Thiên Thần Điện. Quả nhiên, tới thật, lại còn là Hướng Vãn Tình. Chậm trễ mấy ngày mà thôi, Tần điện chủ không nên tức giận nha. Hướng Vãn Tình mặt giãn ra cười nói. Mấy ngày? Tần Thiên Hồng hừ lạnh. Đã đến kỳ ước hẹn nửa năm, không biết Chu Thiên Thần Điện có còn ý nguyện chính thức ký kết hiệp nghị hợp tác cùng chúng ta hay không? Ngươi lại đang cố ý giả bộ hồ đồ ở đây. Chúng ta nói ước hẹn nửa năm, là các ngươi bắt lấy Xích Thiên Thần Triều, thể hiện ra thực lực tuyệt đối có thể bảo vệ Thương Huyền, chúng ta mới có thể cân nhắc hợp tác với các ngươi. Nếu như bắt không được, chúng ta chỉ có thể đứng ở bên Xích Thiên Thần Triều, dùng phương thức của chúng ta bảo vệ Thương Huyền, giải trừ nguy cơ đế ước. Nửa năm, lại còn đến trễ nửa năm, các ngươi hiện ra cái gì? Trừ vội vàng tạo dựng hoàng thành, mời chào luyện đan sư, các ngươi đã làm cái gì? Xích Thiên Thần Triều còn hùng cứ Trung Đông, nội tình 30.000 năm đang kích phát, các ngươi biết là mình không địch lại, không dám đi. Hướng Vãn Tình cố ý dùng ánh mắt quái dị nhìn Tần Thiên Hồng một lát, mới lo lắng nói. Ta cho là chiến dịch vây bắt thiên cực giới, Cửu Lê Thần Cung, còn săn giết thiên diện ma hoàng kia của chúng ta, đã đầy đủ hiện ra thực lực, không có vội vã tiến công Xích Thiên Thần Triều, chỉ là chúng ta đang tiêu hóa những tài nguyên kia, đang trở nên càng mạnh. Ta cũng cho là, sau khi các ngươi biết được tin tức, sẽ nghĩ sâu tính kỹ, cũng minh xác làm ra quyết định cuối cùng, thời gian nửa năm, đầy đủ để các ngươi suy tính. Tần Thiên Hồng lạnh lùng nhìn Hướng Vãn Tình, im ắng rằng co hồi lâu, mới nói. Thả nàng tiến đến. Tầng tầng pháp trận bên ngoài cửa bắc ba động, hình thành một con đường xuyên qua pháp trận. Hướng Vãn Tình nhìn con đường trước mặt, trái tim thoáng nhấc lên. Lần này bái phỏng, là ở trong mưu đồ của nàng, lần này bái phỏng, cũng nhất định mang theo nguy hiểm to lớn. Dù sao tất cả an bài đều là căn cứ vào suy đoán cùng dự đoán của nàng, nếu như hơi không cẩn thận, nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Bên trong Chu Thiên Đại Điện, Chu Thiên Thần Tôn, Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa, đều đã chờ ở chỗ này. Nhìn nữ tử uyển chuyển đi đến đại điện, bọn hắn bắt đầu tin tưởng suy đoán của Xích Thiên Thần Triều. Khương Phàm và Thiên Hậu đã bỏ ra cái giá thảm trọng trong trận chiến đấu săn giết thiên diện ma hoàng, thương thế cực nặng,
thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, sau khi trở lại thế giới hỗn độn đã lập tức bắt đầu điều dưỡng, cũng không lo được để ý tới chuyện khác, càng không có ai có tư cách đến Chu Thiên Thần Điện đàm phán, cho nên một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Hôm nay Hướng Vãn Tình tới, nói rõ trong Khương Phàm và Thiên Hậu khẳng định có người tỉnh, hoặc là khôi phục. Nhưng cụ thể khôi phục lại tới tình huống như thế nào, thì phải suy đoán từ Hướng Vãn Tình. Chu Thiên Thần Tôn cố ý nói ra. Khương Phàm đâu, bắt lấy Thiên Cực Giới và Cửu Lê Thần Cung, còn săn giết Thiên Diện Ma Hoàng, tài nguyên kia hẳn là đủ để hắn thành thần nhỉ. Hướng Vãn Tình hàm hồ đáp lại. Tài nguyên đúng chỗ, thực lực tự nhiên sẽ theo vào. Tần Thế Võ và đám người hừ lạnh trong lòng, không dám nói sao. Là bởi vì suýt chút nữa Khương Phàm đã chết đi, còn thành thần. Bảo mệnh rồi nói sau. Xích Thiên Thần Tôn hỏi lại. Hôm nay ngươi tới, là ký kết hợp tác hiệp nghị. Chuyện quan trọng như vậy, không phải là nên do Khương Phàm tự mình đến sao? Khương Phàm dám đến, các ngươi dám để cho hắn vào sao? Ngươi có thể đại biểu Khương Phàm. Ta có thể đại biểu Khương Phàm, cũng có thể đại biểu Vạn Thế Thần Triều tương lai. Làm sao bàn bạc, bắt đầu đi. Xích Thiên Thần Tôn ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, lạnh lùng quan sát nữ tử xinh đẹp phía dưới kia. Kỳ thật hắn vẫn hiểu không được, Khương Phàm làm thế nào xúi dục được Thiên Hồ Hướng Gia, chẳng lẽ chính là cái gọi là mị lực kia. Tần Thế Võ nhắc nhở. Đừng nói nhảm, nói thẳng trọng điểm. Hướng Vãn Tình nói. Chúng ta có hai hiệp nghị hợp tác, tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn. Cái đầu tiên, đương nhiên là thành lập công thủ đồng minh tin tưởng lẫn nhau, từ ngày lên hiệp nghị, chúng ta cùng tiến cùng lui, vinh nhục cùng hưởng. Đầu tiên, chúng ta đều muốn dốc hết toàn lực, phải dùng cái giá thấp nhất bắt lấy Xích Thiên Thần Triều. Sau đó, chúng ta dắt tay bố trí phòng ngự hệ thống, cùng nhau ứng phó đế tộc xâm lấn 2 năm sau. Tần Thế Võ ép hỏi. Phòng ngự của Xích Thiên Hoàng Thành không hề nghi ngờ là mạnh nhất thương huyền, muốn bắt lấy nơi đó, chỉ ít cần song thần, thậm chí là ba vị thần linh, thế giới hỗn độn các ngươi. Có song thần. Chúng ta đương nhiên không có, nhưng số lượng thánh vương cùng thánh hoàng, đủ để đền bù sự chênh lệch này. Ngoài ra, nếu như tiến công Xích Thiên Thần Triều, Man Hoang chiến tộc cũng sẽ tham dự vào. Liên minh như thế này, Xích Thiên Hoàng Thành căn bản gánh không được, nhiều nhất một ngày, phòng ngự tất phá. Loan Đình nói, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Xin mời ngài. Đối với chuyện Khương Phàm săn giết Thiên Diện Ma Hoàng này trong lòng ta vẫn luôn còn có hoài nghi, Khương Phàm cao nhất là Thánh Hoàng Đại Hoàn Mãn, làm như thế nào lại có thể giết được Thiên Diện Ma Hoàng? Coi như Khương Phàm là Chu Tước Linh Văn, thế nhưng đây là Ma Hoàng đế tộc. Trong thế giới ma tộc, đó là tồn tại lấy một địch hai. Huống chi Hắc Ma đế tộc còn có bí thuật nghịch thiên như Ma nghịch thương thiên, thực lực có thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Nếu như ngươi nói là dùng niết bàn tự bạo, ta cũng không tin, ma khu của Hắc Ma tộc không thể phá vỡ, trình độ có thể so với Cự Long, 1-2 lần tự bạo, không thể muốn mệnh của hắn. Loan Đình nói xong, lại nói. Ta không thể không hoài nghi, có phải Khương Phàm đã chết tại U Minh địa ngục hay không? Tần Thế Võ và đám người lập tức nhìn chằm chằm vẻ mặt Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình cười lắc đầu, nói. Chính hắn rất khó giết Thiên Diện Ma Hoàng, nhưng chúng ta còn có Thiên Hậu cơ mà. Lúc ấy Thiên Hậu cũng tham dự, dùng ma cốt bên trong Cửu Lê Ma Đồ kia, kích phát ra thần uy. Thiên Diện Ma Hoàng chủ quan, lúc đầu đã bị trọng thương, phía sau muốn bộc phát, cũng đã chậm. Bọn hắn xác thực nhận lấy trọng thương trong trận chiến kia, nhưng các ngươi cũng biết, bên trong thế giới hỗn độn có luyện đan sư Thánh Hoàng, chút tổn thương này đã sớm khôi phục. Bọn người Tần Thế Võ trao đổi ánh mắt. Thiên Hậu tham chiến, kích phát thần uy, lời nói so với Xích Thiên Thần Triều cơ bản không khác biệt, xem ra người của Xích Thiên đã thật sự trà trộn vào đó rồi. Hướng Vãn Tình tiếp tục nói. Cái thứ hai, các ngươi giữ vững thái độ trung lập, không can thiệp chuyện giữa chúng ta cùng Xích Thiên Thần Triều, 2 năm sau đế tộc xâm lấn, các ngươi cũng chỉ thủ vững khu vực phía nam trung vực. Tuy nhiên, vì để mau chóng bình định thương huyền, lấy cái giá thấp nhất để diệt trừ nguy hiểm, chúng ta cần Chu Thiên Thần Điện các ngươi trợ giúp. Trợ giúp cái gì? Mượn thần nguyên các ngươi dùng một lát. Ngươi nói cái gì? Đám người Ưu Tần Thế Võ giận tím mặt. Không có trợ giúp của các ngươi, chúng ta muốn bắt lấy nơi đó có hơi khó khăn, dĩ nhiên không phải nói bắt không được, mà là sẽ bỏ ra cái giá rất nghiêm trọng, sau này liên hợp phòng ngự vô cùng bất lợi. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể mượn thần nguyên của các ngươi dùng một lát, để Thiên Hậu bồi dưỡng đến cảnh giới thần linh.
chờ sau khi công phá Xích Thiên Thần Triều, chúng ta cam đoan tặng cho Xích Thiên Thần Nguyên các ngươi, sẽ còn phụ lên thần vật khác, ví dụ như thần cốt linh tủy. Ngươi biết thần nguyên ý nghĩa không? Đó không chỉ là chí bảo trấn điện của chúng ta, càng là di thể của tiên tổ biến thành. Há có thể giao cho người ngoài các ngươi luyện hóa? Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cũng là vì Thương Huyền. Ta biết các ngươi rất khó tiếp nhận, cho nên đáp lại các ngươi khẳng định sẽ càng nhiều hơn so với những gì các ngươi tưởng tượng. Xích Thiên Thần Tôn lạnh lùng nhìn hướng Vãn Tình, tâm tư tắt đèn chuyển cảnh, cần thần nguyên. Thật sự là cho Thiên Hậu kích phát tiềm lực. Ngược lại là còn có thể cho Khương Phàm. Thiên Hậu là tân tấn Thánh Hoàng, lại lọt vào hắc chú phản phệ, có thể khôi phục cũng không tệ rồi. Một viên thần nguyên tuyệt đối không thể nào lại lần nữa để nàng tiến tới Thánh Hoàng, trực tiếp đẩy lên thần linh cảnh giới, cho dù bây giờ là Thánh Hoàng đỉnh phong, cũng không đẩy ngã chân thần. Cho nên, viên này thần nguyên, có thể là cho Khương Phàm. Đương nhiên, bọn người Khương Phàm hẳn phải biết muốn Chu Thiên Thần Điện trực tiếp cống hiến ra thần nguyên là chuyện không thực tế. Thần nguyên chính là con đường sống thứ hai của toàn bộ Chu Thiên Thần Điện, cũng bởi vì một cái hứa hẹn mà giao cho người khác được sao. Đến lúc đó Khương Phàm bắt lấy Xích Thiên Thần Triều, nếu như đổi ý thì phải làm sao bây giờ? Chu Thiên Thần Điện không có thần nguyên, tương đương với không có uy hiếp, chẳng phải là Khương Phàm muốn thế nào thì làm thế đó sao? Cho nên, Chu Thiên Thần Tôn có thể nghĩ đến, mục đích thực sự của Khương Phàm là thúc giục bọn hắn tiếp nhận điều kiện đầu tiên. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Thần Tôn đột nhiên hỏi một câu. Thời điểm tiến công Xích Thiên Thần Triều, Khương Phàm sẽ tham gia sao? Hướng Vãn Tình nói, Khương Phàm sẽ cố gắng tham gia. Cái gì gọi là cố gắng? Hắn đang vào thời khắc mấu chốt đột phá thần linh cảnh, nếu như có thể đột phá, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Nếu như không thể đột phá, Thiên Hậu sẽ là người tham gia. Hoang đường! Xích Thiên Thần Tôn giận dữ, quát mắng khiển trách. Khương Phàm còn không có thành thần, Thiên Hậu càng không có, đến lúc đó chẳng phải là chính ta chủ công. Thiên Hậu có thần cốt của Thiên Diện Ma Hoàng, có thể kích phát thần uy. Chúng ta càng có 10 vị Thánh Hoàng, hơn 20 vị Thánh Vương, tính cả Chu Thiên Thần Điện cùng Man Hoang chiến tộc, bắt lấy Xích Thiên Hoàng Thành cũng không khó. Vậy tại sao không đợi Khương Phàm đột phá lại xuất kích? Đột phá cảnh giới thần linh há lại dễ dàng như vậy? Ngày mùng 3 tháng 3 sang năm đối với chúng ta là có ý nghĩa trọng đại, chúng ta nhất định phải triệt để bình định Thương Huyền trước ngày hôm đó. Cho nên, trước khi cuối năm, nhất định phải khởi xướng tiến công. Nếu như các ngươi trực tiếp tham gia, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như các ngươi không tham gia, xin cho một viên thần nguyên. Chu Thiên Thần Tôn lạnh lùng nhìn hướng Vãn Tình đang ra vẻ trấn định ở phía dưới, những lời này nhìn như kín đáo, nhưng kỳ thật hàm ẩn lỗ thủng. Bây giờ hắn cơ bản có thể phán định, thương thế Khương Phàm cực nặng, cần thần nguyên mới có thể khôi phục. Viên này thần nguyên, hoặc là đến từ bọn hắn, hoặc là cũng chỉ có thể tiến công Xích Thiên Thần Triều. Nhưng phòng ngự của Xích Thiên Thần Triều, thật sự là quá mạnh, Thiên Hậu không thể nào mạo hiểm như thế, cho nên tựa như Xích Thiên dự đoán, mục tiêu thật sự của Thiên Hậu, là hắn. Bọn người Tần Thế Võ cho thấy bình tĩnh, trong lòng cũng có phán đoán tương tự. Không hổ là Thiên Hậu. Thật hung ác. Vì nam tử của nàng, nguy hiểm gì cũng dám nhắc lên. Chu Thiên Thần Tôn cố ý tự định giá hồi lâu, hỏi. Nếu như chúng ta lựa chọn cái đầu tiên, nói kế hoạch hành động của các ngươi một chút. Hướng Vãn Tình cũng cố ý toát ra vẻ vui mừng, vội vàng nói. Ngày 12 tháng 12, chúng ta tập kết ở ngoài thế giới hỗn độn. Cùng một chỗ bôn tập Xích Thiên Hoàng Thành. Chỉ đơn giản như vậy, một câu bôn tập. Chính là toàn bộ kế hoạch hành động của các ngươi. Xích Thiên Hoàng Thành đang đề phòng toàn diện, bất kỳ mưu kế gì cũng đều không làm nên chuyện gì, không bằng trực tiếp giết qua. Xích Thiên Thần Tôn cười lạnh trong lòng, các ngươi đến nơi đó kết hợp. Nghĩ hay lắm, chỉ sợ đến nơi đó, các ngươi liền trực tiếp triển khai phản sát. Hướng Vãn Tình lại nói, nếu Chu Thiên Thần Điện các ngươi có đề nghị tốt, cũng có thể nói ra. Chu Thiên Thần Tôn nói, chúng ta không có đề nghị, nhưng đến lúc đó phải chăng Khương Phàm đột phá hay không vẫn không thể biết được, người chủ đạo thật sự của tràng chiến dịch này, sẽ trở thành ta, cho nên. Phân phối chiến lợi phẩm, chúng ta muốn chiếm 3/5. Hướng Vãn Tình trao mày lại, nói. Tha thứ ta nói thẳng, ngài đúng là thần tôn, nhưng đến lúc đó Thiên Hậu sẽ kích phát thần uy, mà số lượng thánh hoàng của chúng ta đạt tới 10 vị, phát huy tác dụng cả tràng chiến dịch, chúng ta so với các ngươi càng nhiều. Mà
chúng ta sẽ còn mời man hoang chiến tộc cùng nhau tham chiến, các ngươi chiếm đi 3/5, man hoang chiến tộc thì sao? Từ tác dụng chỉnh thể đến xem, xác thực các ngươi có càng nhiều, nhưng không có chúng ta, các ngươi căn bản bắt không được Xích Thiên Thần Triều. Mà, sau đó các ngươi có thể khống chế thông thiên tháp, đến thiên khải đi săn, tựa như trước đây ngươi nói, thiên khải liệp thần. Mà chúng ta không có vũ khí như thế, chỉ có thể ở lại Thương Huyền từ từ phát triển, thời kỳ sau này không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Cho nên, chúng ta nhất định phải có 3/5, thiếu một phân đều không được. Về phần các ngươi phân như thế nào cùng man hoang chiến tộc, đó là chuyện của các ngươi. Xích Thiên Thần Tôn cố ý bức bách Hướng Vãn Tình, nếu như Hướng Vãn Tình liều chết kiên trì, một bước cũng không nhường, nói rõ có thể là bọn hắn thật sự muốn bôn tập Xích Thiên Thần Triều. Phỏng đoán trước đó của mình cũng có chút sai lầm, nhưng nếu như Hướng Vãn Tình khuất nhục điều kiện này đều có thể nhịn, nói rõ bọn hắn căn bản không có ý định tiến công Xích Thiên, mục tiêu vẫn Chu Thiên Thần Điện bọn hắn. Hướng Vãn Tình nghiêm túc nói, Chu Thiên Thần Tôn, mặc dù ta có quyền làm một ít quyết định, nhưng điều kiện của các ngươi quá không hợp lý. Thiên Khải Liệp Thần, các ngươi cũng có thể tham dự cơ mà, đến lúc đó vẫn có thể tiếp tục phân phối tài nguyên. Chu Thiên Thần Tôn đe dọa nhìn Hướng Vãn Tình. 3/5, ta muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi. Đây không phải thành ý, đây là dọa dẫm. 3/5, thiếu một phân đều không được. Quyền hạn tối cao ta có được, là một viên thần nguyên xích thiên, 3 viên thần cốt linh thủy. Ngươi đuổi tên ăn mày sao? Nếu như ngươi không có quyền hạn càng cao hơn, vậy thì sao lại tự mình đến bàn bạc? Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, bất kể là ai tới, tuyệt đối không thể ít hơn 3/5 chiến lợi phẩm. Đây là ranh giới cuối cùng để chúng ta hợp tác. Hướng Vãn Tình giận dữ nhìn Sẽ Chu Thiên Thần Tôn, yên lặng rủ xuống tầm mắt, bắt đầu dẫy dụa suy nghĩ. Chu Thiên Thần Tôn lạnh lùng nhìn nữ tử phía dưới biểu diễn. Tần Thế Võ và bọn hắn đã hiểu ý tứ thần tôn, đụng đụng ánh mắt với nhau, bắt đầu đánh cược nữ tử này sẽ cố ý suy nghĩ bao lâu. 10 phút đồng hồ, 1 giờ, hay là 2 canh giờ. Hướng Vãn Tình suy tư cực kỳ lâu. Mấy lần ngẩng đầu muốn tranh luận, nhưng lại yên lặng cúi đầu xuống. Lặp lại 3 lần như thế, nàng mới cắn răng nói. Ta tiếp nhận điều kiện của các ngươi, nhưng ta cũng có 2 điều kiện ngoài định mức. Các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể lùi bước, dù là đến lúc đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, các ngươi đều phải huyết chiến đến cùng. Điều kiện thứ 2, Thiên Khải Liệp Thần sau này, các ngươi nhất định phải phối hợp, coi như thần tôn ngài đây không tự mình đi qua. Ít nhất thành ý cũng phải cam đoan 3 vị thánh hoàng. Chu Thiên Thần Tôn cười lạnh trong lòng, cái này đều có thể nhịn. Cái tên thổ phỉ Khương Phàm kia hận không thể để mình chiếm hết toàn bộ, khả năng cho ra 3/5. Man hoang chiến tộc cũng không phải tốt đuổi, nơi này muốn 3 phần, nơi đó khẳng định phải 2 phần, các ngươi thì sao? Mất trắng sao? Hướng Vãn Tình nói. Nếu như không có yêu cầu khác, hôm nay chúng ta liền định ra hợp tác. Ngày 12 tháng 12 tập kết, cùng nhau tiến công Xích Thiên Thần Triều. Tần Thế Võ hỏi lại. Khương Phàm và Thiên Hậu không đến, người ký hợp tác hiệp nghị có hiệu quả sao? Hướng Vãn Tình nói. Sau khi ký kết hiệp nghị, thần tôn lấy thần huyết đóng dấu, cùng sử dụng tinh thạch ký ức ghi chép hình ảnh tuyên thệ. Ta mang về thế giới hỗn độn, do Thiên Hậu lưu lại huyết ấn, cũng dùng tinh thạch ký ức ghi chép lại hình ảnh nàng tuyên thệ. Trong vòng nửa tháng, đưa hiệp nghị về Chu Thiên Thần Điện. Tính hiệu quả của hiệp nghị, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta mà muốn chỉnh đốn Thương Huyền, sẽ không làm chuyện bội bạc, chắc chắn vô cùng coi trọng cái hiệp nghị này. Đối mặt với việc sắp bộc phát đế tộc xâm lấn, chúng ta cũng vô cùng cần Chu Thiên Thần Điện trở nên mạnh hơn, chống cự địch càng mạnh hơn cho chúng ta. Chu Thiên Thần Tôn hừ lạnh trong lòng, nếu như không phải Xích Thiên Thần Triều tới nhắc nhở, bọn hắn thật đúng là phải tin. Hướng Vãn Tình lấy ra một khối ngọc thạch cỡ lớn. Dựa theo ý nguyện 2 bên, viết xuống cặn kẽ nội dung, trinh phạt Xích Thiên Thần Triều, cùng, phân phối tài nguyên, cũng dính đến sau khi Tổ Sơn tuyên cáo đế ước, Vạn Thế Thần Triều tận lực giải vây cho Chu Thiên Thần Điện, và các mặt hợp tác giữa 2 bên sau khi đế tộc bộc phát chiến tranh. Thái độ chăm chú của Hướng Vãn Tình, cùng trình độ kỹ càng của hiệp nghị, để Tần Thế Võ và đám người cảm thấy quái dị, cho rằng thật đúng là chuyện sẽ giống như vậy. Hết thảy 18 điều nội dung, xin mời Thần Tôn xem qua lần nữa. Hướng Vãn Tình giao ngọc thạch cho Tần Thiên Hồng, Tần Thiên Hồng hiện lên đưa cho Chu Thiên Thần Tôn. Sau khi Chu Thiên Thần Tôn xem, hắn cũng dùng thần huyết lưu lại lạc ấn. Hiệp nghị không có vấn đề,
nhưng ta còn có một yêu cầu ngoài định mức. Xin mời ngài. Bây giờ khẳng định Xích Thiên Thần Triều đang đề phòng cao độ, nếu như chúng ta trực tiếp chạy tới thế giới hỗn độn, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện, cho nên ta hy vọng võ giả không gian của các ngươi có thể mang theo bọn người thiên hậu, đi đường vòng nơi này trước, sau đó mang theo chúng ta cùng một chỗ từ hư không tiến về Xích Thiên Thần Triều. Cái này, Hướng Vãn Tình cố ý toát ra một chút thể hiện nhỏ xíu. Đám người Tần Thế Võ mẫn cảm chú ý tới những vẻ mặt này, trong lòng hừ lạnh, gạt chúng ta đến thế giới hỗn độn hốt gọn một mẻ. Nghĩ hay lắm, các ngươi vẫn là đến nơi đây chịu chết đi. Làm sao, đề nghị của ta không hợp lý sao? Hợp lý? Có gì không ổn sao? Không có gì không ổn. Vậy ngươi do dự cái gì? Kế hoạch đã định của chúng ta là đến thế giới hỗn độn tập kết. Số lượng lớn Thánh Vương, Thánh Hoàng, còn có thần tôn ta đây cùng hành động một chỗ, năng lượng ba động có thể ảnh hưởng đến phạm vi mấy ngàn dặm. Nếu như Xích Thiên Thần Triều đang bí mật giám sát nơi này thì thế nào? Đề nghị của ta là, các ngươi tới nơi này tập kết trước. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lặng lẽ mở ra cửa bắc con đường, bọn người Đông Hoàng Càn trực tiếp dùng đạo ngấn không gian xông tới, sau đó mang chúng ta lên, dùng đạo ngấn không gian, rời khỏi pháp trận, chuyển đến hư không. Như thế này thì sẽ có thể rời khỏi mà thần không biết quỷ không hay. Hướng Vãn Tình nhíu mày nhìn Chu Thiên Thần Tôn một chút. Nếu thần tôn đã kiên trì, đến lúc đó xin mời mở ra con đường, Cửu Thiên Giáo Tôn sẽ đích thân diễn biến đạo ngấn, lặng yên không tiếng động tiến đến. Vậy chúng ta gặp lại vào ngày 12 tháng 12. Trước hết xin mời thần tôn, dùng tinh thạch ký ức ghi chép, tuyên thệ hiệp nghị này. Hướng Vãn Tình lấy ra hai khối tinh thạch ký ức đồng thời ghi chép lại. Một khối mình mang đi, một khối giữ lại. Sau khi xử lý xong tất cả, Tần Thiên Hồng mang theo Hướng Vãn Tình rời khỏi đại điện. Chu Thiên Thần Tôn đứng dậy đưa mắt nhìn theo, trong lòng hừ lạnh. Muốn Chu Thiên Thần Điện ta, đừng trách ta tàn nhẫn. Lúc này, bên rìa đại điện nổi lên năng lượng ba động kỳ diệu, từng tầng bình chướng giống như thủy triều biến mất, lộ ra viện binh Xích Thiên ẩn nấp ở bên trong. Theo thứ tự là Xích Thiên Tân Thần, Chu Phục Sinh, Thánh Hoàng Cực Hạn, Bùi Tu Nghiệp, cùng vừa mới đến từ ba ngày trước là Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, cùng Âu Dương Mục Thiên. Khương Phàm quả nhiên không được. Đây cũng là cái bẫy do Thiên Hậu đặt ra, muốn dẫn Chu Thiên Thần Tôn các ngươi đến bên ngoài thế giới hỗn độn, sau đó một mẻ hốt gọn. Thiên Hậu thật ngông cuồng, thật sự cho rằng kích phát thần uy giết Thiên Diện Ma Hoàng, thì có thể lặp lại chiêu cũ, giết Chu Thiên Thần Tôn. Lúc ấy khẳng định là Thiên Diện Ma Hoàng bị Liệp Thần Thương kiềm chế Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, chỉ có thể lấy thân tác chiến, nhưng Khương Phàm hôn mê, Thiên Hậu lấy cái gì kiềm chế Chu Thiên Thần Kiếm. Không nên coi thường thế giới hỗn độn, nơi đó hẳn là có ỷ vào đặc thù. Đám người nghị luận ầm ĩ, điều này không khác tình huống bọn hắn mong muốn nhiều lắm. Rốt cuộc, bọn hắn có một lần tính lại trước mặt đám tên điên Khương Phàm kia. Phong thủy luân chuyển, cũng nên đến lúc bọn hắn may mắn. Không cần phải để ý đến những thứ kia, ngày 12 tháng 12, chúng ta ngay ở chỗ này, vây giết bọn người Thiên Hậu. Chu Phục Sinh nói với Chu Thiên Thần Tôn. Đề nghị cuối cùng của Thần Tôn, thật sự là tuyệt diệu. Mở ra con đường, mời bọn họ tiến đến, ha ha, sử dụng hoặc này đủ để kích thích đến bọn người Thiên Hậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ toàn tràn vào trước. Đến lúc đó, Thiên Hậu kích phát thần uy, phối hợp với Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại. Kiềm chế thần tôn ngài, Thánh Vương Thánh Hoàng khác triển khai đổ sát đối với Chu Thiên Thần Điện, sau đó Thánh Hoàng liên thủ, gấp rút tiếp viện Thiên Hậu, thật có khả năng vây giết thần tôn ngài. Bùi Tu Nghiệp nói, bọn hắn đạt được tài nguyên từ thiên cực giới, không bài trừ khả năng sẽ bồi dưỡng được vị Thánh Hoàng không gian thứ ba, cho dù bồi dưỡng không ra, cũng có thể sẽ dùng thần thú hư không làm vũ khí. Nếu như chúng ta không đến hiệp trợ, Thiên Hậu kích phát thần uy, phối hợp với bọn người Đông Hoàng Càn. Thật có thể uy hiếp được thần tôn ngài đây. Chu Thiên Thần Tôn nói. Ngày 12 tháng 12, chúng ta liên thủ phản kích, giải quyết triệt để sức chiến đấu của thế giới hỗn độn, sau đó bôn tập thế giới hỗn độn, bắt sống Khương Phàm. Chư vị Thánh Hoàng trao đổi ánh mắt, bầu không khí tăng vọt. Một trận chiến định càn khôn, sau đó Thương Huyền vẫn do chúng ta đến thủ vệ. Không lâu sau đó, tin tức Hướng Vãn Tình tiếp từ Chu Thiên Thần Điện. Được Chu Ngạo Hoàng phái người đưa đến Xích Thiên Thần Triều. Sau đó Chu Nguyên Chính thông qua ám ngữ phát ra tin tức, để La Thuần Linh tập kết toàn bộ đến Thượng Thương Cổ Thành trước ngày 12 tháng 12, chờ đợi rút lui.
Đông Hoàng Toại chờ ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Hướng Vãn Tình thì nhanh chóng nối liền rời khỏi, trở về thế giới hỗn độn. Hướng Vãn Tình lập tức tìm được Thiên Hậu. Từ phản ứng bọn hắn ngay lúc đó đến xem, hẳn là như ta dự đoán, Chu Thiên Thần Điện sẽ hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều, bố trí sát cục tại Thần Điện. Bọn hắn bên này hơn nửa năm không có liên hệ cùng Chu Thiên Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện khẳng định sẽ tìm tới Xích Thiên Thần Triều, Xích Thiên Thần Triều cũng sẽ không bỏ qua cơ hội hợp tác như thế này, cơ hồ có thể khẳng định được hai bên đã bí mật liên minh, còn có thể là đã bắt đầu chuẩn bị phản kích. Bây giờ bọn hắn chủ động đi qua, chẳng khác nào cho Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều một cơ hội tuyệt hảo. Thiên Hậu nói, nếu như không phải là vì cuộc chiến Côn Lôn, thật muốn đi đến giết một trận đại chiến. Hướng Vãn Tình cười nói, nơi đó chung quy vẫn là lãnh địa của Chu Thiên Thần Điện, Chu Thiên Thần Tôn ở vào thời kỳ toàn thịnh, Xích Thiên Thần Triều càng có thể gấp rút tiếp viện 3 năm vị Thánh Hoàng, hoặc là chính là Xích Thiên Thần Tôn trực tiếp đi qua, cái giá khai chiến ở nơi đó quá lớn. Chúng ta vẫn lấy kế hoạch đã định làm chủ, bố cục cuộc chiến Côn Lôn, nơi đó mới là mấu chốt. Thiên Hậu tìm tới một vùng núi thích hợp, sau khi lưu lại huyết ấn bên trên hiệp nghị hợp tác, lại dùng tinh thạch ký ức tuyên thệ hiệp nghị, đưa cho Đông Hoàng Toại ở bên cạnh, nói. Sắp xếp người đưa qua. Đông Hoàng Toại tiếp nhận hiệp nghị, nhưng không có rời khỏi, mà là nhíu mày nhìn hai nữ tử trước mặt mình. Các ngươi làm như thế, đã trưng cầu qua ý kiến Khương Phàm chưa? Thiên Hậu nói, bây giờ chàng đang trong thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu. Là các ngươi không muốn đánh nhiễu, ta dùng đầu cam đoan của ta, chỉ cần Khương Phàm biết kế hoạch của các ngươi, thà rằng cưỡng ép xuất quan, cũng muốn ngăn cản các ngươi. Thiên Hậu, ta thật khuyên ngài, ngài đây là đang cược, mà chỉ là cược có một nửa phần thắng. Một khi thua cuộc, không chỉ có mình ngài nguy hiểm đến tính mạng, sẽ còn kéo chúng ta tới bên trong cục diện cực kỳ bị động. Trên đường trở về, Đông Hoàng Toại mới từ Hướng Vãn Tình biết được ý đồ chân chính trong trận hành động, xảy ra bất ngờ, này, lúc ấy hắn suýt chút nữa đã không có đỡ lại, hai nữ tử này đúng là điên rồi, thật sự điên rồi, vậy mà lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch không biết sống chết như thế này. Mặc dù xác thực oanh động, nhưng nếu có một bước không phải như các nàng dự đoán, Thiên Hậu và Hướng Vãn Tình còn có giáo tôn, Đông Hoàng càn của bọn hắn, cùng với Kiều Vô Hối, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên Hậu nói. Chiến tranh không chỉ là liều thực lực, càng quan trọng hơn là trí tuệ và mưu lược, ta đây không phải cược, ta là đang tính. Dựa theo suy tính tình huống của chúng ta có thể toàn thân trở ra. Đông Hoàng Toại nhíu mày đến mức muốn vặn thành u cục, hắn nhìn về Hướng Vãn Tình. Ngươi ra chủ ý, ngươi biết này sẽ mang cho ngươi đến ảnh hưởng bao lớn không? Xem như thắng, lại thắng được xinh đẹp, Khương Phàm cũng sẽ chỉ trích ngươi. Nếu như thất bại, hắn sẽ hận ngươi. Mặc dù đây là mạo hiểm, nhưng nếu như thuận lợi, chúng ta không chảy một giọt máu để Thiên Khải chiến trường chấn động, để số lượng thần ma trên chiến trường Côn Lôn xuống đến mức chúng ta có thể tiếp nhận, có thể săn giết. Cũng đều vì thời kỳ chỉnh đốn Thương Huyền sau này, giảm bớt trở ngại. Nhưng chúng ta đã có thế giới mới viện binh. Không cần nói, giáo tôn các ngươi đã đồng ý. Thiên Hậu chặn ngang Đông Hoàng Toại. Ai? Đông Hoàng Toại lắc đầu, hắn cũng là người cường thế. Cũng là người vũ dũng, nhưng đối với trận hành động này của Thiên Hậu hắn thật sự không coi trọng. Dù cho cuối cùng thành công, hắn cũng không cho rằng đây là kế hoạch đáng để kiêu ngạo. Hướng Vãn Tình trấn an Đông Hoàng Toại. Chiến trường Côn Lôn nhất định tràn ngập biến cố, chúng ta phải cố gắng hết sức bảo toàn thực lực. Đây là cái giá nhỏ nhất để hoàn thành bố cục cao nhất. Nếu như thành công, đương nhiên là cái giá nhỏ nhất, nếu như thất bại, chính là cái giá không thể tiếp nhận. Đông Hoàng Toại không còn nói thêm gì nữa, hắn mở ra hư không, rời khỏi. Thiên Hậu nói với Hướng Vãn Tình. Còn hơn 20 ngày, chuẩn bị sẵn sàng. Hướng Vãn Tình nói. Ta đi thông báo bọn người Đông Hoàng càn. Sâu trong thế giới hỗn độn, Khương Phàm đang cùng Đông Hoàng như ảnh đồng hành bế quan chiều sâu. Theo ba khối ma cốt linh tủy lần lượt được luyện hóa, tiềm lực huyết mạch của Khương Phàm đã đạt được mức độ kích phát lớn nhất. Ba chu tước ấn ký được Đông Hoàng như ảnh hiệp trợ xuyên suốt lịch sử, cùng sinh ra cộng minh mãnh liệt ba chu tước truyền thừa trong thời gian 30.000 năm. Khương Phàm không có gấp vận dụng linh quả mà yêu đồng tặng cho, hắn thấy đây là bảo hộ sau cùng. Có thể không dùng thì cũng không nên dùng, nếu như có thể bằng vào sự cố gắng của mình để thành công, viên linh quả này có thể giao cho Thiên Hậu, kích phát tiềm lực huyết mạch của Thiên Hậu, xông vào Thánh Hoàng Đại Hoàn Mãn, làm cơ sở vững chắc cho quá trình thành thần sau này.
Khương Phàm cũng tin tưởng năng lực của mình. So với kiếp trước, bây giờ hắn không chỉ có 3 ấn ký kích phát tiềm lực, còn có 4 truyền thừa phụ trợ, càng có Đông Hoàng Như Ảnh thay hắn kích phát tiềm lực Chu Tước, hắn có lẽ còn rất có hy vọng. Đông Hoàng Như Ảnh cũng đúng là đã dùng toàn lực ứng phó, ngoại trừ hiệp trợ Khương Phàm cảm ngộ 3 Chu Tước truyền thừa trong 30.000 năm kia, mà nàng cũng còn đang kích phát tiềm lực, từ trong dòng sông lịch sử xa xôi tìm kiếm Chu Tước đế quân. Nếu như Khương Phàm khăng khăng không cần linh quả, vậy một sợi khí tức đế quân kia có lẽ chính là mấu chốt để Khương Phàm thành thần. Tại thời khắc mấu chốt khi Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh toàn lực ứng phó, Thiên Hậu và Hướng Vãn Tình cũng đã bắt đầu mưu đồ chuẩn bị giai đoạn cuối cùng của hành động điên cuồng bí mật của mình. Chu Nguyên Chính đưa tin tức đến trong tay Sở Sanh Ca, sau đó Sở Sanh Ca bí mật liên hệ La Thuần Linh và La Ẩn Sơn chuẩn bị rút lui. Kỷ nguyên năm thứ 18, ngày 10 tháng 12, La Ẩn Sơn đột nhiên, kích động, liên hệ thế giới hỗn độn, nói có phát hiện quan trọng, cần bọn người Sở Sanh Ca phối hợp, cũng hy vọng có thể để bọn người La Thuần Linh cùng nhau, quan sát. Kiều Hinh được Hướng Vãn Tình nhắc nhở, thả bọn họ đi. Cũng chính là tại một ngày này, Đông Hoàng Càn mang theo Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Hướng Vãn Tình, rời khỏi thế giới hỗn độn, tiến về Chu Thiên Thần Điện. Dạ An Nhiên tìm tới thần thụ thế giới, thuật lại thỉnh cầu của Thiên Hậu. Đông Hoàng tọa liên hệ, đoàn cướp bóc đang đến trong thượng thương cổ thành đào hố khắp nơi, chuẩn bị trở về thế giới hỗn độn bất cứ lúc nào. Ngày 12 tháng 12, Chu Thiên Thần Điện sẵn sàng trận địa đón quân địch. Chu Thiên Thần Tôn Tế lên Chu Thiên Thần Kiếm, mang lên thần nguyên trong tổ từ, ngồi đợi Thiên Hậu vào cuộc. Chu Phục Sinh tiềm phục trong pháp trận ẩn tàng, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Mà pháp trận của Chu Thiên Thần Điện đã bí mật trải qua điều chỉnh, bộ phận lớn chuyên vì đối nội. Bùi Thế Cẩm, Tần Thế Võ cùng với các thánh hoàng, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt chuẩn bị điên cuồng chém giết. Mặc dù bọn hắn rất có lòng tin đối với mình, càng đang mong đợi đám người Chu Phục Sinh giết ra tràng diện, nhưng nếu Thiên Hậu muốn tính kế Chu Thiên Thần Điện, khẳng định sẽ điều động số lượng lớn cường giả giết đến, mà cũng đã làm xong kỹ càng chiến thuật phân phối. Ví dụ như Không Võ cùng Thánh Vương phối hợp cùng Thánh Hoàng. Hơn 20 vị Thánh Vương, 10 vị Thánh Hoàng, lại được Không Võ cường hãn phụ trợ, sức chiến đấu mà đội hình này phát huy ra, không nói gấp bội cũng không kém nhiều. Nhất là Thiên Hậu, nàng khẳng định lợi dụng một loại bí thuật, kích phát ra thần uy trước tiên. Trận chiến này, nhất định sẽ vô cùng thảm liệt. Nhưng, chỉ cần bọn hắn có thể thành công thì sẽ có thể chân chính trọng thương thế giới hỗn độn, thay đổi cục diện bị động của bọn hắn, triệt để khống chế thương huyền chiến cuộc. Khẩn trương, chờ mong, kiềm chế, chiến ý. Bọn hắn bắt đầu chờ đợi từ bình minh, từ màn đêm đến sáng sớm, lại đến giữa trưa. Thời gian giống như đặc biệt trôi qua chậm chạp. Thời gian nửa ngày, giống như nửa tháng. Đội cảm tử đóng giữ cửa bắc luôn chú ý tình huống bên ngoài vào thời khắc khắc. Vào lúc giữa trưa, một mảnh ánh sáng vạch phá không gian, lao tới cửa bắc Chu Thiên Thần Điện. Chúng ta đã đến, mở. Ánh sáng dừng ở bên ngoài cửa, không gian nổi lên gợn sóng, truyền ra thanh âm trầm thấp. Trấn thủ cửa bắc truyền âm ra phía ngoài. Người đến là ai? Cửu Thiên Giáo Tôn, Đông Hoàng Càn. Thiên Hậu có đó không? Có. Bây giờ mở ra con đường cửa bắc, xin mời tuân thủ quy củ Chu Thiên Thần Điện. Thời gian con đường mở ra, 3 giây. Sau khi trấn thủ cửa bắc truyền âm xong, hắn sâu hít một ngụm khí lạnh, hai tay vung đánh về hai bên phải trái. Tế đàn tại cửa bắc tuân lệnh, do trưởng lão chỉ dẫn, chúng đệ tử phối hợp, chậm rãi rộng mở cánh cửa đá nguy nga, một con đường sáng chói xuyên qua tầng tầng pháp trận, kéo dần ra đến bên ngoài. 1. Trấn thủ cửa bắc vừa cất tiếng, mê quang không gian xuyên qua con đường, thẳng đến nội bộ. 2. 3. Bế. Trấn thủ cửa bắc căng cứng toàn thân, phát ra tiếng hô to cao vút, tiếp đó thì nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng, sau khi mê quang xông vào con đường, cũng không có triển khai đồ sát đối với bọn hắn. Tế đàn không đợi qua 3 giây lại một lần nữa khép kín con đường, sau đó làm tốt chuẩn bị tử chiến. Kết quả, chiến tranh cũng không có bộc phát. Ổn định. Các cường giả đang ẩn núp cưỡng bức ngăn chặn thân thể suýt chút nữa đã lao đi, khẩn trương nhìn ra bên ngoài. Làm sao không có khai chiến? Chẳng lẽ đây chỉ là thăm dò? Mê quang đánh xuyên trăm dặm không gian, đến bên ngoài pháp trận nội điện, không gian vặn vẹo, ầm vang phóng đại, hình thành không gian loạn lưu giống như chiều cường. Thiên Hậu cưỡi mặc kỳ lân hùng tráng uy vũ, cao ngạo đi ra khỏi không gian loạn lưu. Kiều Vô Hối, Hướng Vãn Tình,
phân ra hai bên trái phải. Đông Hoàng Càn Tản không gian ba động ra. Chu Thiên Thần Tôn, ta đồng ý lời mời mà đến, ngươi không tự mình ra nghênh tiếp sao? Giọng Thiên Hậu trong trẻo quanh quẩn trong dãy núi an tĩnh. Giống. Mặc Kỳ Lân lay động năm cái đầu mãnh liệt, ngẩng đầu gầm lớn, năng lượng ngũ hành cuồn cuộn, khí tức tự nhiên như sóng đảo mãnh liệt. Chu Thiên Thần Tôn, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hướng Vãn Tình vẫn ngắm nhìn xung quanh, cao giọng hỏi thăm. Các cường giả Chu Thiên Thần Điện ẩn núp ở khu nội điện và ngoại điện khu đều hai mặt nhìn nhau, làm sao chỉ có mấy người như thế? Cũng không có xông tới liền trực tiếp khai chiến. Cái này so với chàng diện bọn hắn mong muốn, hoàn toàn không giống nhau. Thiên Hậu, từ biệt ngàn năm, lại gặp mặt, xem ra, Khương Phàm là không có đột phá. Chu Thiên Thần Tôn đi từ ra Chu Thiên Đại Điện rộng rãi, trực diện với Thiên Hậu ở bên ngoài pháp trận nội điện, cũng không khỏi liếc mắt đến Mặc Kỳ Lân mà Thiên Hậu ngồi. Mặc Kỳ Lân, Kỳ Lân yêu tộc vương. Trong thiên hạ, chỉ có một tôn trong Bất Hủ Thần Sơn, Thiên Hậu tìm được từ nơi nào? Chẳng lẽ là thế giới hỗn độn? Còn cần thời gian, nhưng ngươi và ta liên thủ, đã đủ rồi. Chỉ có mấy người các ngươi, những người khác đâu? Đông Hoàng Toại đã dẫn đầu những người khác tiến về Xích Thiên Thần Triều, tụ hợp cùng man hoang chiến tộc ở nơi đó. Ta, tự mình đến mời các ngươi, chung phó Xích Thiên. Chu Thiên Thần Tôn khẽ nhíu mày, thế này là có ý gì? Thật sự muốn bôn tập Xích Thiên Thần Triều, không phải đi mưu hại chúng ta. Bọn người Chu Phục Sinh đang ẩn nấp cũng đều cảm thấy kỳ quái, không nên chứ, lấy thực lực của đám người Thiên Hậu này, bôn tập Xích Thiên Hoàng Triều nguy hiểm quá lớn, tính toán Chu Thiên Thần Điện mới là thích hợp nhất. Thiên Hậu cưỡi Mặc Kỳ Lân, âm thanh trong trẻo truyền vào pháp trận. Trước đó kéo dài thời gian, có hơi thất lễ, hôm nay ta tự mình tới mời, cũng là hy vọng trước khi khai chiến, lại trịnh trọng cam đoan một lần nữa với các ngươi. Đầu tiên, sau khi bắt lấy Xích Thiên Thần Triều, 3/5 tài nguyên sẽ thuộc về các ngươi. Thứ hai, khi bề bối đế ước truyền khắp Thương Huyền, Tổ Sơn và chúng ta đều sẽ dùng hết khả năng thay các ngươi giải vây, tất cả tội trạng toàn bộ đều đẩy lên Xích Thiên Thần Triều. Thứ ba, trước khi đế ước bộc phát chiến tranh, chúng ta sẽ còn không ngừng cho các ngươi tài nguyên, tăng lên thực lực của các ngươi, bảo đảm Chu Thiên Thần Điện có thể trở thành môn thần chấn thủ Thương Huyền Đại Lục trong chiến tranh tương lai. Thứ tư, chờ sau khi Khương Phàm đột phá thần linh cảnh, chàng sẽ dùng thần huyết một lần nữa ký kết hiệp nghị hợp tác, cũng sẽ dùng thần huyết kết hiệp nghị, vĩnh thế, cùng các ngươi ký, giao phó Tổ Sơn công bố với thiên hạ, cùng nhau bảo vệ Thương Huyền Tổ Địa. Thiên Hậu chân thành nói, để Chu Thiên Thần Điện đầy ngập chiến ý lại không có chỗ phát tiết. Ngay cả bọn người Tần Thế Võ đang ẩn núp đều sửng sốt, cái này không đúng, không phải Thiên Hậu đến tập kích sao? Chẳng lẽ chuyện trước đó Hướng Vãn Tình tới làm, tới nói, đều là chân thành? Là bọn hắn lòng tiểu nhân. Thiên Hậu nói. Chu Thiên Thần Tôn, mang theo Chu Thiên Thần Kiếm của ngươi, chúng ta cùng một chỗ vây bắt Xích Thiên Thần Triều. Sỉ nhục từ đế ước, là bọn hắn tạo ra, vậy thì dùng kiếm trong tay ngươi, tự tay kết thúc nó. Chu Thiên Thần Tôn dần dần nhíu mày lại, trong lúc này bỗng nhiên lại có loại cảm giác không biết làm sao. Trước đó tiếp nhận Xích Thiên mời, là do bọn người Khương Phàm, vứt bỏ, là xuất phát từ tức giận và phản kích dưới sự bất đắc dĩ. Sau khi Xích Thiên Thần Triều bồi dưỡng được tân thần, đã cho bọn hắn ủng hộ cực lớn. Kết quả, Khương Phàm lại nguyện ý hợp tác, lại còn luôn đều nguyện ý hợp tác. Vậy phải làm sao bây giờ? Xích Thiên Thần Tôn cùng bọn người Bùi Tu Nghiệp còn ở đây. Thiên Hậu, một tiếng quát lớn, chấn động dãy núi, Bùi Tu Nghiệp tiềm phục ở phía ngoài nâng một kiếm bổ ra pháp trận che giấu, mang theo Thiên Phạt Thần Kiếm phóng lên tận trời. Cảnh giới Thánh Hoàng Đại Hoàn mãn kích ra uy lực bán thần, hào quang sáng chói nở rộ từ trong mỗi cái tế bào, như là một vòng mặt trời bay lên không, rọi khắp đất trời mênh mông. Thiên Phạt Thần Kiếm nâng nghiêng khung trời, kỳ quang giống như long mãng, lại như lôi chiều, kịch liệt bắn ra, cả bầu trời cách pháp trận đều sinh ra cảm ứng, mây đen tán loạn, hư không lộ ra, xiềng xích đại đạo như ẩn như hiện, một loại uy lực thiên phạt thẩm phán chúng sinh tràn ngập khắp đất trời, bao phủ lấy Chu Thiên Đại Trận. Bùi Tu Nghiệp, sao ngươi lại ở đây? Kiều Vô Hối lập tức kích phát linh văn, Thiên Hoàng huyết mạch bộc phát, nương theo yêu hỏa bất diệt mãnh liệt, hắn hóa thân thành bất diệt Thiên Hoàng uy nghiêm hoa lệ, ngăn ở phía trước Thiên Hậu, đưa ánh mắt bén nhọn khóa chặt Bùi Tu Nghiệp. Không chỉ có hắn, chúng ta cũng đều ở đây. Chu Nguyên Bá cùng Chu Ngạo Hoàng cao điệu xuất hiện, liệt diễm bộc phát, cuồn cuộn khắp nơi,
Cửu thiên huyền hỏa phun trào ra uy lực và năng lượng tuyệt thế, ba vòng xoáy biểu tượng cho tử vong, sinh mệnh, cùng thôn phệ, giống như là ba viên tinh cầu thần bí, u chuyển động bao quanh bọn hắn. Thiên hậu, người trúng kế rồi. Âu Dương Mục Thiên hiện ra bí thuật thánh quang, diễn biến ra thiên đồ thần bí, chỉ tới thiên hậu. Hướng Vãn Tình lập tức quát tháo. Chu Thiên Thần Tôn, người đây là có ý gì? Chúng ta đã ký kết hiệp nghị, vậy mà ngươi lại lật lọng. Ngươi quên tinh cầu ký ức trong tay chúng ta rồi. Nếu như tinh cầu được chiêu cáo thiên hạ, lại có bê bối đế ước, Chu Thiên Thần Điện các ngươi sẽ bị chúng sinh thương huyền đóng đinh bên trên bội bạc, sẽ nhận lấy tiếng xấu nói không giữ lời. Các ngươi có thể không cần mặt, liệt tổ liệt tông các ngươi còn không biết xấu hổ sao? Rốt cuộc trong lòng các ngươi có còn cao ngạo cùng tôn nghiêm của Chí Tôn Hoàng Đạo hay không? Chu Thiên Thần Tôn càng nhăn chặt lông mày, thực sự không biết nên nói cái gì. Mặc dù chỉ mấy kẻ này, nhưng cũng đủ. Chu Thiên Thần Tôn, bắt lấy bọn hắn, lại đi lừa gạt mở thế giới hỗn độn, bắt sống bọn người Khương Phàm, sau đó ngồi đợi đám người Đông Hoàng Toại kia trở về, một mẻ hốt gọn. Nương theo thanh âm uy nghiêm trầm thấp, Chu Phục Sinh đi ra từ trong pháp trận đang đổ sụp, hiện ra thần uy chân chính của Cửu Thiên Huyền Hỏa giống như là từng con sông đang giận dữ, từng mảnh biển cả đang bạo động, sôi trào tuôn ra ba cái vòng xoáy, kịch liệt thành hình. Một cái vòng xoáy diễn biến sinh cơ vô tận, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào Chu Phục Sinh, giao phó cho hắn sinh cơ minh mông cường thịnh. Một cái vòng xoáy câu thông u minh, như là đưa tới tử vong pháp tắc, xen lẫn thành xiềng xích tử vong. Một cái vòng xoáy thì cướp đoạt năng lượng giữa đất trời bao la, không ngừng liên tục kích ra thần viêm. Chu Phục Sinh, lão ngốc tử ngươi thành thần rồi. Đông Hoàng Càn khó có thể tin được mà nhìn lão gia hỏa đến mỗi cái lỗ chân lông đều đang phun trào ánh lửa. Đây không phải là Chu Phục Sinh sao? Hắn đột phá lúc nào? Làm càn. To gan. Bọn người Chu Nguyên Bá tức giận gào thét, đó là thần tôn mới của bọn họ, là thần của Xích Thiên Thần Triều. Thiên hậu có chút nhíu mày, đụng đụng ánh mắt với Hướng Vãn Tình. Chu Phục Sinh lại thành thần. Các nàng đột nhiên cảm thấy may mắn khi làm bố cục này, nếu không dựa theo kế hoạch lúc trước, nếu như tấn công Xích Thiên Thần Triều, cũng không phải là làm bộ trọng thương. Mà rất có thể sẽ trọng thương thật. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi đang chờ cái gì? Giọng Chu Phục Sinh vang dội, Cửu Thiên Huyền Hỏa bạo động sôi trào ù, ba cái vòng xoáy lưu chuyển thần uy ba động kinh khủng. Chu Thiên Thần Tôn, ra tay đi. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên, Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, bốn vị thánh hoàng cùng gào thét lên, bức bách Chu Thiên Thần Tôn. Đây không phải là mệnh lệnh hắn ra tay, mà là để hắn tỏ thái độ minh xác. Thiên hậu cưỡi trên lưng Mặc Kỳ Lân, nàng không có một gợn sóng, vẫn bình tĩnh nói. 1000 năm, quả nhiên thời gian quá lâu, lâu đến nỗi có thể thay đổi tính cách một người. Ta biết Chu Thiên Thần Tôn cường thế bá đạo, sát phạt quả quyết, có thực lực, cũng có tín ngưỡng, là chiến thần được Thiên Khải và Thương Huyền công nhận, cũng là người muốn mạnh hơn Tu La thời kỳ đầu, lại được công nhận là chiến thần ở thời kỳ sau. Nhưng bây giờ, không quả quyết, lặp đi lặp lại vô nghĩa. Đầu tiên là không có chút chủ kiến nào, đi theo Xích Thiên, phản bội Thương Huyền, lại là không nhìn khế ước thần huyết, không có chút xấu hổ nào. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi, còn nhận ra chính ngươi không? Ngươi, còn có tư cách lại đối chiến cùng Tu La không? Chu Phục Sinh cao giọng nhắc nhở. Chu Thiên Thần Tôn, đừng nghe nữ tử điên này hồ ngôn loạn ngữ. Bắt lấy bọn hắn, lập tức bôn tập thế giới hỗn độn, lấy bọn hắn làm uy hiếp, phá vỡ nơi đó, bắt sống Khương Phàm. Chiến cuộc Thương Huyền sẽ triệt để đảo hướng sang chúng ta cũng có thể giết được Khương Phàm vào cuối năm nay, ổn định Thương Huyền, lại tranh thủ thời gian nhanh chóng lớn mạnh, uy hiếp đế tộc xé bỏ đế ước. Cũng đừng lo lắng Thánh Địa Tổ Sơn, chỉ cần chúng ta có thể giết Khương Phàm, khống chế đại cục Thương Huyền, Tổ Sơn nơi đó sẽ vì bảo hộ dân chúng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp với chúng ta, không còn dám phóng thích bí mật đế ước. Bùi Tu Nghiệp bọn hắn sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhìn chằm chằm Thiên Hậu. Cũng đang cảnh giác Chu Thiên Thần Tôn. Nếu như Chu Thiên Thần Tôn thay đổi chủ ý, hợp tác cùng Thiên Hậu, hôm nay bọn hắn giữ nhiều lành ít. Đám người Tần Thế Võ đứng sau lưng Thần Tôn, cau mày lại, vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Trước đó đúng là quyết định muốn vây bắt Thiên Hậu, nhưng tình huống bây giờ, để bọn hắn thật sự là không xuống tay được. Chu Phục Sinh lại lần nữa hét lớn. Chu Thiên Thần Tôn. Vận mệnh Thương Huyền bây giờ đã sắp rơi vào trên tay chúng ta. Bắt lấy bọn hắn thì sẽ có thể chủ đạo cục diện Thương Huyền, mau chóng kết thúc nội chiến, cũng có thể đè đế ước xuống,
tất cả đều có thể trở lại như trước kia. Nếu như ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, nội chiến sẽ còn tiếp tục bộc phát, nguy cơ đế ước sẽ còn giáng lâm Thương Huyền, đến lúc đó, ngươi chính là tội nhân Thương Huyền. Chu Thiên Thần Tôn, nghĩ lại cho kỹ. Bọn người Bùi Tu Nghiệp nhanh chóng phân tán, nhưng không phải vây quanh Thiên Hậu, mà tất cả chủ yếu đều là rơi xuống trên pháp trận. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như Chu Thiên Thần Tôn muốn hợp tác cùng Thiên Hậu, vậy bọn hắn sẽ phải phản kích, nhất định có thể làm cho Chu Thiên Thần Điện san thành bình địa. Thiên Hậu ảm đạm linh văn, ra hiệu bọn người Hướng Vãn Tình đều buông lỏng cảnh giác, đối với Chu Thiên Thần Tôn nói. Chúng ta từ bỏ chống lại, mặc cho ngươi xử trí. Thiên Hậu, Hướng Vãn Tình giả ý muốn khuyên can, lại bị Thiên Hậu đưa tay ngăn cản. Chúng ta nhận thua. Bọn người Hướng Vãn Tình vẫn ngắm nhìn các cường giả xung quanh, còn có Chu Thiên Đại Trận đang khởi động toàn diện, liên tục giãy giụa, nhao nhao tản ra linh văn. Thiên Hậu nói với Chu Thiên Thần Tôn. Trước khi con người ta chết, trong đầu đều sẽ hiện lên những chuyện quan trọng trong cuộc đời này. Những chuyện đó đều là những chuyện biến đổi vận mệnh cực lớn, cùng nhau xen lẫn thành kết cục cuối cùng của vận mệnh một người. Chỉ mong tất cả những chuyện quan trọng mà ngươi đã trải qua, đều đã được làm ra quyết định thận trọng, chỉ mong cuối cùng ngươi chết đi, là mang theo kiêu ngạo và không hối hận, chỉ mong ngươi. Xứng đáng với ân sư của ngươi, đệ tử của ngươi, với Thương Huyền Đại Lục mà ngươi từng tuyên thệ bảo vệ. Chu Thiên Thần Tôn cau mày, nội tâm dao động. So với bọn người Chu Phục Sinh kịch liệt bức bách tại thời khắc này, Thiên Hậu mở miệng mấy lần, càng có thể xúc động linh hồn của hắn. Chu Nguyên Bá lại đột nhiên cười ha ha. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Chu Thiên Thần Tôn, ngươi thấy được chưa? Ha ha ha, ngươi thấy được chưa? Ngươi trong trí nhớ Thiên Hậu là dạng người gì? Có thể từng có chủ động từ bỏ, ủy khúc cầu toàn như bây giờ. Nàng sợ. Nàng khẳng định là đang sợ. Không phải nàng sợ ngươi giết nàng, cũng không phải sợ ngươi bắt sống nàng, nàng khẳng định là sợ chúng ta bôn tập thế giới hỗn độn. Sắc mặt của đám người Thiên Hậu, Hướng Vãn Tình đột nhiên lạnh lại, gắt gao tiếp cận Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá dữ tợn. Nếu như ta không có đoán sai, tình huống Khương Phàm bây giờ khẳng định vô cùng nguy cấp, chịu không được bất cứ sự trùng kích gì. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi còn chờ cái gì? Bắt lấy bọn hắn. Lập tức đuổi giết thế giới hỗn độn. Giải quyết nơi đó, giết Khương Phàm, lại giơ cao Thiên Hậu cùng bất diệt Thiên Hoàng, chúng ta sẽ có thể tuyên bố với Thương Huyền, thậm chí khắp thiên hạ, nguy cơ Thương Huyền chính thức được giải trừ. Chu Thiên Thần Tôn nhìn lên vẻ mặt hơi có vẻ khẩn trương của bọn người, ánh mắt đột nhiên sáng tỏ. Trong trí nhớ của hắn Thiên Hậu là cường thế càng là bá đạo, còn hơn cả Nam Nhi, từ trước tới giờ không thỏa hiệp trước bất kỳ ai, từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ nguy cơ gì. Cho dù là đăng thiên kiều khó khăn năm đó, nàng cũng cố nén bi thống, giết ra khỏi trùng vây một cách không thể tưởng tượng nổi, mang theo một đám tàn quân thành công trốn về vạn thế thần triều. Tình huống bây giờ kém xa năm đó, Thiên Hậu lại để ý cẩn thận như vậy. Người từ trước tới giờ không giảng đạo lý vậy mà lại nói về đạo lý. Thiên Hậu không sợ chết, nàng sợ chính là Khương Phàm chết lần nữa. Cứ như vậy, tất cả những gì nàng bỏ ra, cũng sẽ không còn ý nghĩa. Bắt lấy. Chu Thiên Thần Tôn quả quyết quyết định. Bọn người Tần Thế Võ cảnh giác tới gần phía trước. Giống. Mặc Kỳ Lân gào thét, phun trào năng lượng tự nhiên. Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối, Hướng Vãn Tình, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Thiên Hậu lại ngăn lại. Chúng ta nhận thua. Thiên Hậu. Bọn người Kiều Vô Hối khẩn trương hô to. Chu Thiên Thần Tôn, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không tùy tiện làm ra lựa chọn. Ít nhất phải xác định, người thật sự có hy vọng bắt lấy Khương Phàm, nếu không. Thiên Hậu không cần phải nhiều lời nữa. Chu Phục Sinh đột nhiên ra hiệu bọn người Chu Nguyên Bá bắt lấy. Ít nhất phải do bọn hắn khống chế mấy con tin, không thể nào cho Chu Thiên Thần Điện hết được. Khoan đã. Hướng Vãn Tình đột nhiên vung lên 8 tấm giấy vàng, cắn nát ngón tay đặt xuống trên những tờ giấy vàng kia. Đây là vật liên hệ thương sinh cung từ Tổ Sơn, trước khi chúng ta hành động. Đã liên hệ Tổ Sơn chuẩn bị phát xạ thương sinh cung bất cứ lúc nào. Nếu như các ngươi hiểu qua tình huống Tổ Sơn trong đại chiến Cửu Lê lúc đó thì sẽ biết nơi đó đã từng liên tục phát xạ qua sát sinh tiễn. Lê Vô Thương, chính là chết ở dưới sát sinh tiễn. Lần này, cũng giống vậy, Tổ Sơn đưa tới 8 tấm giấy vàng, thiêu hủy một, bọn họ sẽ liền khóa chặt người kia, tiếp tục phát xạ, đánh cho tới chết. Đông Hoàng Càn cũng lập tức bắt lấy bả vai Hướng Vãn Tình. Dùng sóng chiều không gian bảo vệ lấy nàng, lấy thực lực của hắn,
hoàn toàn có thể bảo đảm Hướng Vãn Tình có thể có đầy đủ thời gian viết xong 8 tấm giấy này. Bọn người Tần Thế Võ nhao nhao lui lại, năm đó Chu Diễm chính là chết ở dưới sát sinh tiễn, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy. Đám người Bùi Tu Nghiệp cũng lập tức dừng lại, thì ra Lê Vô Thương là chết ở dưới sát sinh tiễn. Trách không được, bằng vào cửu Lê Ma Đồ, hắn hoàn toàn có thể bộc phát thần uy, há có thể nói chết thì chết. Tổ Sơn đáng giận, quả nhiên đã thành vũ khí trong tay Khương Phàm. Thiên Hậu nói, chúng ta có thể từ bỏ chống lại, nhưng chỉ có thể tiếp nhận bị Chu Thiên Thần Điện khống chế. Chu Thiên Thần Tôn, ta vẫn câu nói kia, người hãy xác định có thể giết Khương Phàm mới quyết định, nếu không một khi để Khương Phàm chạy trốn, hắn sẽ triển khai báo thù tới trình độ gì, người hẳn là rất rõ ràng. Chu Phục Sinh, bọn hắn tạm thời do chúng ta khống chế. Chu Thiên Thần Tôn nhìn về phía Chu Phục Sinh, nhưng ngôn ngữ và thái độ không phải thương nghị, mà là cảnh cáo. Thiên Hậu, giao vũ khí của các ngươi ra. Tần Thế Võ cảnh giác bước về phía trước. Chúng ta có thể tiếp nhận bị phong ấn. Thiên Hậu tản ra linh lực. Thống khoái như vậy. Tần Thế Võ, Loan Đình trao đổi ánh mắt, từ từ tới gần. Bọn người Thiên Hậu quả nhiên không có phản kháng. Mặc cho phong ấn chấn áp, xuyên qua thân thể. Loại phong ấn này không thể nào triệt để phong bế bọn hắn, nhưng ít ra vẫn có thể phong ấn đến trong phạm vi có thể khống chế. Sau một phen rằng qua phía dưới, Chu Thiên Thần Tôn dơ cao lên một cổ điện, dùng thần huyết làm dẫn, bố trí xiềng xích, đóng toàn bộ bọn người Thiên Hậu lại. Trong lòng Chu Phục Sinh cảnh giác bọn họ, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Bọn hắn rất muốn bắt lấy mấy tù binh. Chỉ ít thì một trong hai người Thiên Hậu và Bất Diệt Thiên Hoàng, nhưng nhìn thái độ của Chu Thiên Thần Điện, chỉ sợ là không thể. Nhưng chuyện còn có chuyển cơ, chính là thế giới hỗn độn. Nếu quả thật giống như bọn hắn dự đoán, bây giờ Khương Phàm vô cùng suy yếu, chịu không được ngoài ý muốn, Chu Thiên Thần Tôn tuyệt đối sẽ không lại cho Thiên Hậu cơ hội, cũng sẽ không lại nghe nàng mê hoặc. Chu Phục Sinh nhắc nhở. Chu Thiên Thần Tôn, nhắc nhở ngươi nhất định phải khống chế tốt cổ điện. Ta có nghi ngờ. Thiên Hậu là đang hư trương thanh thế, muốn lừa gạt ngươi đến thế giới hỗn độn, đột nhiên làm một cái bộc phát. Bùi Tu Nghiệp cảm giác thật tốt, tại thời điểm chỉ có mấy người Thiên Hậu kia xuất hiện tại Chu Thiên Thần Điện, hắn đã có một cảm giác bực bội không hiểu rõ, giống như lại bị tính kế. Trong thạch điện, Thiên Hậu và Hướng Vãn Tình đụng đụng ánh mắt nhau, tất cả đều thuận lợi, trò hay. Được mở màn. Thượng Thương Cổ Thành. Người của Phù Sinh Hội đang kịch liệt nghiên cứu một bộ pháp trận. Đây không phải diễn kịch, mà là một thời gian trước xác thực đã từ trong tường thành đổ sụp phát hiện được bí mật pháp trận, cùng chất liệu bí mật của tường thành. Bắt đầu từ lúc toàn bộ tụ tập lại một chỗ, bọn hắn tựa như đều chỉ biết tới nghiên cứu. La Ẩn Sơn giảng giải đến bành trướng kích tình, các luyện binh sư khác cũng nghe vô cùng nghiêm túc. Thế giới hỗn độn rất tín nhiệm bọn hắn, không có an bài bao nhiêu người giám sát, chỉ có Kiều Hinh phụ trách các hạng sự vụ Phù Sinh Hội bồi tiếp. Sau khi quan sát tình huống, La Thuần Linh âm thầm động tâm tư, tính toán có thể thừa dịp Kiều Hinh không sẵn sàng, trọng thương nàng, cùng một chỗ áp giải về Xích Thiên Thần Triều hay không. Nếu quả thật bắt lấy Kiều Hinh, vậy đây sẽ lại là một công lao cực lớn. Nhưng để La Thuần Linh rất không cam lòng chính là, một nữ hài tên Đông Hoàng Như Yên đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đi theo Kiều Hinh bên cạnh, còn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nghe La Ẩn Sơn giảng giải. Còn chưa tới sao? La Trường Minh có chút không chịu nổi, đám người Xích Thiên Thần Triều kia đang chờ cái gì? Trong ba ngày này thế giới hỗn độn một mực không có tiến hành giám sát bọn hắn, chính là cơ hội tốt để chạy trốn, lại kéo dài thêm chẳng may có vị thánh linh, hoặc là thánh vương nào tới xem xét tình huống thì phải làm sao? Lấy thực lực của Phù Sinh Hội bọn hắn, một thánh vương tiện tay một kích đã có thể để bọn hắn máu chảy thành sông. Đêm khuya ngày 13 tháng 12. Một chi đội ngũ vận chuyển vật liệu luyện binh đi tới phía trước Thượng Thương Cổ Thành. Đây là đội ngũ thương hội bên ngoài của Phù Sinh Hội, trong mấy tháng này do một chi bọn hắn đưa vật liệu đến đây. Nhưng lần này, mấy người trừ dẫn đội không thay đổi bên ngoài, còn lại toàn bộ đều đổi thành cường giả của Xích Thiên Thần Triều. Mà trong dương chất đầy vật liệu cũng giấu giếm một vũ khí đặc biệt Tinh Vũ Tế Đài. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, hội trưởng, chúng ta đã tới. Đội ngũ đi xuyên qua phế tích bừa bộn, đi tới bên cạnh đội ngũ Phù Sinh Hội đang nghiên cứu pháp trận. Vài tiếng hô to có tiết tấu, chính là ám ngữ mà đám người La Ẩn Sơn khổ sở đợi chờ ba ngày qua. Nơi mà bọn người La Ẩn Sơn nghiên cứu được chọn ở gần cửa thành, bọn hắn nghe được thì tinh thần đại chấn. Chuẩn bị sẵn sàng. La Trường Minh lặng lẽ ra hiệu,
nắm chặt xiềng xích cất giấu trong tay áo. Vì để giữ bí mật, hơn 9 phần người của phù sinh hội đều không biết mục đích của bọn hắn, cũng không biết chuyện đào vong, cho nên bọn hắn muốn trước khi tế đàn mở ra, tận hết khả năng dùng xiềng xích cuốn người bên cạnh đi. Bọn hắn không có hy vọng xa vời sẽ mang đi toàn bộ, nhưng cũng sẽ dùng hết khả năng mang đi càng nhiều. Tỷ tỷ, ta nói nhỏ với tỷ cái này. Trong đội ngũ chen chúc, La Thuần Linh đột nhiên kéo Kiều Hinh lại. Cái gì? Kiều Hinh nghiêng đầu tiến tới. Chúng ta. La Thuần Linh nhìn Đông Hoàng Như Yên bên cạnh một chút. Không có gì, ngươi nói thẳng là được. Đông Hoàng Như Yên thuận miệng nói. Chúng ta vẫn đến bên cạnh nói đi. Như Yên muội muội, ngươi chờ một lát, chúng ta trở về rất nhanh thôi. La Thuần Linh hoạt bát le lưỡi với Đông Hoàng Như Yên, lôi kéo Kiều Hinh gạt mở vài trăm người đi ra bên ngoài, vô tình hay cố ý lại đón phương hướng đội xe. Đông Hoàng Như Yên liếc mắt, không có đuổi theo, mà đưa ánh mắt nhắm ngay La Trường Minh ở bên cạnh. Chuyện gì thế, thần bí như vậy? Kiều Hinh đi đến bên cạnh, tò mò nhìn La Thuần Linh. Ta có một bí mật nhỏ phải nói cho ngươi. La Thuần Linh nhìn trái phải một cái, lại lôi kéo Kiều Hinh đi về phía trước mấy bước, vũ khí trong tay áo là một cái rùi nhọn, là dùng xương địa long rèn đúc, có lực xuyên thấu cực mạnh. Nếu như là thánh nhân khác, La Thuần Linh khẳng định không dám đụng vào, rùi nhọn cũng không đả thương được, nhưng bây giờ Kiều Hinh lại không có chút đề phòng nào, cũng không có kích phát linh văn, chỉ cần một kích thì sẽ có thể đánh xuyên xương cổ Kiều Hinh ngay, tiếp đó sẽ là một kích đâm xuyên trái tim Kiều Hinh. Hai đòn này, đủ để cho Kiều Hinh tạm thời mất đi năng lực hành động, nàng sẽ có thể trong thời gian rất ngắn, ném Kiều Hinh lên tinh vũ tế đài, chuyển rời đến bên ngoài mấy trăm dặm. Nơi đó có cường giả của Xích Thiên Thần Triều, hẳn là có thể cưỡng ép chế phục trước khi Kiều Hinh phản kháng lại. Ngươi nói, ta nghe. Kiều Hinh nhìn La Thuần Linh khẩn trương. Tỷ đứng đây che ta lại một chút, ta không muốn người khác nghe được. La Thuần Linh vẫy tay với Kiều Hinh. Vừa nhìn về phía đội xe vừa mới dừng lại, đụng đụng ánh mắt cùng cường giả bên trong đó. Các cường giả Xích Thiên của các đội xe xung quanh nhau nhau nắm chặt tinh thạch trong tay, chỉ cần tác động mạnh vào tế đàn có thể nở rộ ánh sáng cường đại, diễn biến tinh thần trận vực. Kiều Hinh tiến đến trước mặt La Thuần Linh. La Thuần Linh nắm lấy tay Kiều Hinh, chậm rãi chuyển cái rùi nhọn trong tay áo ra. Nhưng ngay lúc La Thuần Linh muốn động thủ, Kiều Hinh đột nhiên tới một câu. Có phải ngươi coi ta là kẻ ngốc hay không? Cái gì? La Thuần Linh ngược lại hơi sững sờ. Tiểu nha đầu ngươi, rất hư đó. Chỗ cổ Kiều Hinh trong chốc lát phiêu giật ra một sợi hỏa vũ, thổi phù một cái, chặt đứt tận gốc cổ tay La Thuần Linh, máu tươi lập tức phun ra ngoài. La Thuần Linh kinh hồn thét lên, lảo đảo lui lại. Nếu ngươi thích ta như thế, vậy thì đừng đi nữa, vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Kiều Hinh vung đầu ngón tay lên. 18 sợi hỏa vũ xuyên qua thân thể La Thuần Linh, hỏa vũ sôi trào lên liệt diễm, hóa thành một tôn phượng hoàng, mang theo La Thuần Linh vỗ cánh bay lên trời. Đột nhiên xuất hiện kịch biến đã kinh động đến toàn trường. Đi! Các cường giả Xích Thiên quả quyết tỉnh lại tế đàn lay động mãnh liệt, ầm vang tăng vọt, to như núi đá đè sập đội xe, tinh quang dày đặc giống như màn mưa dâng lên, thắp sáng đông bộ thượng thương trong đêm tối. Phù sinh hội lập tức đại loạn. Số lượng lớn trưởng lão cùng đệ tử không rõ tình huống, hốt hoảng chạy trốn. Không cần loạn, theo chúng ta. La Ẩn Sơn và các cao tầng nhao nhao vung lên lít nha lít nhít xiềng xích, cuốn lấy người gần đó phóng lên tận trời, nhào về phía tinh vũ tế đài. Đông Hoàng Như Yên biến mất trong nháy mắt, sau một khắc nàng đã xuất hiện ở phía sau Sở Sanh Ca, đầu ngón tay như đao, tạch tạch, vỡ nát xương cổ của nàng, để lại một âm thanh, đắc tội, tiếp đó lại biến mất trong nháy mắt. Lần nữa xuất hiện, đã là nơi tinh không tế đàn, một tay bóp lấy cái cổ La Trường Minh đang vọt mạnh. Phụng mật lệnh của thiên hậu, giữ ngươi lại làm khách. Đông Hoàng Như Yên nhỏ giọng một câu, kéo lấy La Trường Minh biến mất ngay tại chỗ. La Trường Minh thấy là đã sắp xông vào tế đàn, trong lòng đang muốn hưng phấn, kết quả. Trong lúc thoáng qua, lại xuất hiện ở trong rừng rậm mờ tối. Kiều Hinh lạnh mặt lại, đầu chấn kích ngón tay, ra tay vô tình. Hỏa vũ dày đặc bộc phát kịch liệt, hóa thành hai thanh hỏa đao thảm liệt, chém về phía hội trưởng phù sinh hội, La Ẩn Sơn. La Ẩn Sơn chính nắm chặt xiềng xích, kéo lấy 8 vị trưởng lão lao tới tinh vũ tế đài, là người mạnh nhất phù sinh hội, là luyện binh sư bán thánh cường đại, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh nhất. Nhưng, phốc phốc, kim vũ hỏa đao liên chạm 13 người, trong nháy mắt bổ đầu La Ẩn Sơn ra.
thịt nát, máu tươi, phun lên, thân thể sắp phóng tới tế đàn lập tức bay tứ tung ra ngoài. La Ẩn Sơn với thân thể không đầu rơi xuống đất, co quắp mấy lần đã không còn khí tức. Mặc dù là bán thánh, nhưng cuối cùng vẫn không phải thánh linh, không có cường đại như thánh khu, đầu mất rồi, hắn sẽ chết thật. Đi đi đi, đều đi theo chúng ta. Các cường giả Xích Thiên Thần Triều cũng nhao nhao xuất kích, bắt lấy cường giả phù sinh hội lui về tinh vũ tế đài. Trong bọn họ có cường giả không gian, cũng có cường giả tinh thần, tốc độ quả thật rất nhanh. Mà tinh vũ tế đài chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ, sau đó sẽ tự bạo. Cho nên bọn hắn lo lắng đến điên cuồng, không đợi 2 phút đồng hồ đến, đã nhao nhao rút lui. Ầm ầm, nương theo tinh vũ tế đài bạo tạc, cường quang vô tận cùng không gian ba động đã khuấy động toàn trường. Hỗn loạn, im bặt mà dừng. Chỉ để lại 10 luyện binh sư xui xẻo, cùng hơn 20 bộ thi thể. Phi, Đông Hoàng Như Yên đứng ở bên cạnh thi thể không đầu của La Ẩn Sơn, xì một ngụm nước bọt, lấy nhẫn không gian trên tay hắn xuống. Mang huynh muội La Thuần Linh lên, về thế giới hỗn độn. Kiều Hinh không còn mang theo nụ cười như bình thường, ngọc diện như sương lạnh. Tại phía đông thượng thương cổ thành, ở bên ngoài 600 dặm. Các cường giả phù sinh hội liên tiếp di chuyển tới kinh hồn khó định. Hội trưởng đâu? La Trường Minh đâu? La Thuần Linh cũng không có trở về. Phó hội trưởng Địch Hồng Phong lo lắng tìm kiếm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Sư phụ, có ai không? Mau tới cứu sư phụ ta. Hạ Hy hốt hoảng ôm Sở Xanh Ca bị đứt gãy cái cổ, lo lắng hô to. Thế nào? Địch Hồng Phong vội vàng chạy tới, nhìn thấy Sở Xanh Ca máu chảy ồ ạt hấp hối, vội vàng nhét thuốc vào trong miệng nàng, đồng thời lo lắng la lên gọi người của Xích Thiên Thần Triều. Mau đưa chúng ta đi, nhanh nhanh nhanh. Hướng Vãn Tình, ngươi thật hung ác. Sở Xanh Ca tự lẩm bẩm, ý thức quay cuồng mà lâm vào hắc ám. Thuần Linh đâu? Đại Hoàng tử Chu Nguyên Chính tự mình dẫn đội, bảo vệ chỗ tế đàn, nhìn các luyện binh sư tán loạn, tìm kiếm khắp nơi. Không có tới, khẳng định là bị kéo lại rồi. Đừng để ý nữa, mau dẫn chúng ta đi. Địch Hồng Phong giống to. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải nàng nên rời khỏi trước nhất sao? Trong đôi mắt Chu Nguyên Chính đầy dẫy hung quang. Ta không biết, lúc ấy ta chỉ nhìn thấy La Thuần Linh mang theo Kiều Hinh đến bên cạnh nói thì thầm, còn có. Còn có, không võ cửu thiên thần giáo giám sát ở đấy. Ngu xuẩn. Chu Nguyên Chính gầm nhẹ, đưa Kiều Hinh đến bên cạnh. Chẳng lẽ nàng muốn dùng đánh lén, kéo Kiều Hinh tới đây? Đây chính là Thánh Linh, lại còn là Thánh Linh đỉnh phong. Đi mau thôi. Hạ Hy lo lắng hô to, nếu không đi sư phụ nàng sẽ phải chết. Chu Nguyên Chính cau mày, La Thuần Linh không đến, La Trường Minh cũng không đến, ngay cả hội trưởng La Ẩn Sơn đều không có đến. Nhìn lại Sở Xanh Ca sắp chết, chẳng phải là phù sinh hội tàn phế rồi. Nhưng, làm sao Địch Hồng Phong vẫn còn an ổn thế này? Sau khi bọn người Kiều Hinh trở lại thế giới hỗn độn, Dạ An Nhiên lập tức liên hệ thần thụ thế giới. Không lâu sau đó, thần thụ thế giới mang theo thế giới hỗn độn, bay đi. Ngày 15 tháng 12, Chu Thiên Thần Tôn, Chu Phục Sinh, tự mình dẫn Thánh Hoàng hai phe, giáng lâm đến Thượng Thương Cổ Thành. Lúc này bên ngoài Thượng Thương Cổ Thành có số lượng lớn cường giả đang tụ tập ở đấy. Có một số vẫn đang chú ý chuyện Thượng Thương Cổ Thành xây dựng lại, có một số thì là các luyện đan sư đường xa mà đến. Tóm lại, từ khi Khương Phàm công khai muốn trùng kiến Vạn Thế Hoàng Thành đến nay, Thượng Thương Cổ Thành đã thành tiêu điểm của toàn bộ Thương Huyền Đại Lục. Không chỉ càng ngày càng có nhiều người chạy tới nơi này, chứng kiến Hoàng Thành quật khởi, càng có nhiều người mong đợi tình thế hỗn loạn tiến đến, ngay cả tai mắt của các đế tộc bọn họ, cũng vượt qua núi sông, bí mật ẩn núp đến nơi đây. Khi hai đại thần tôn dẫn đầu rất nhiều thánh hoàng giáng lâm tới, thánh uy thần uy tràn ngập đất trời để biển người giữa dãy núi hồi hộp không thôi. Mọi người chịu đựng sợ hãi, nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Khương Phàm, đi ra nhìn xem, trong tay chúng ta là ai? Chu Phục Sinh gào thét thật lớn, nương theo liệt diễm ngập trời, như vạn cổ hỏa sơn bộc phát, oanh minh khắp nơi, chấn động mãi không dứt. Thế giới hỗn độn còn sống không, đi ra. Chu Thiên Thần Tôn tế lên thạch điện, đều ném Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Hướng Vãn Tình, Đông Hoàng Càn, cùng Mặc Kỳ Lân bị xiềng xích quấn quanh ra ngoài. Giống. Mặc Kỳ Lân mãnh liệt giãy giụa, chiến khu hùng vĩ phát ra chiến uy ngập trời, năng lượng ngũ hành cuồn cuộn không dứt, suýt chút nữa đã muốn xông mở phong ấn trên người. Kiều Vô Hối,
Đông Hoàng Càn, Hướng Vãn Tình, bọn hắn cũng liên tiếp kích phát linh văn, ngưng tụ ra hình thái đặc thù. Thiên Hậu chống cự phong ấn, phóng xuất ra một bộ phận bí lực vô lượng, hiện ra hình thái kim hống và các khế ước thú ở xung quanh. Bọn hắn không phải muốn dẫy dụa, mà là tạo nên bộ dáng phản kháng, càng là muốn để đám người giữa dãy núi biết là bọn hắn. Mặc Kỳ Lân, ta đang thấy cái gì vậy, là Mặc Kỳ Lân sao? Bất Diệt Thiên Hoàng, chẳng lẽ là hài tử Khương Phàm lưu lại ngàn năm trước kia? Bất Diệt Thiên Hoàng, là Kiều Vô Hối. Thiên Hồ, là Thiên Hồ Thánh Vương sao? Đó là ai, làm sao lại hiện ra nhiều thú ảnh như vậy? Đó là Triều Cường Không Gian, có ai biết người nào không? Thiên Hậu, Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối, Thiên Hồ Thánh Vương, còn có Mặc Kỳ Lân. Sao bọn họ lại rơi xuống trong tay Chu Thiên Thần Điện rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều bắt sống bọn người Thiên Hậu. Ông trời ơi, Thương Huyền vừa bình tĩnh lại muốn bị phá vỡ. Ta vẫn cho là Khương Phàm sẽ bôn tập Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều trước, vậy mà. Ta hiểu rồi, khẳng định là Khương Phàm muốn hợp tác với Chu Thiên Thần Điện, kết quả. Bị Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều tính kế. Kích thích, ha ha, thật kích thích. Giữa dãy núi liên tiếp xuất hiện tiếng nghị luận. Số lượng lớn tai mắt đế tộc chấn kinh, nhao nhao vào tới đỉnh núi, phải tận lực thấy rõ. Trong đám người cai còn có cả người nằm vùng mà Hướng Vãn Tình đã sớm chuẩn bị để mà khuếch tán tin tức, chỉ dẫn hướng gió nghị luận. Ví dụ như, Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều liên hợp tính toán, chính là bọn hắn cố ý thả ra, để tránh mọi người lĩnh hội không đến, tinh túy tại trận kế trong kế này. Khương Phàm, đi ra, ngươi muốn trơ mắt nhìn nữ tử của ngươi, hài tử của ngươi, chết ở ngoài Thượng Thương Cổ Thành sao? Người của Cửu Thiên Thần Giáo, nhìn thấy không? Đây là giáo tôn Đông Hoàng Càn của các ngươi. Cút đi ra ngay lập tức, quỳ gối trước Thượng Thương, nếu không chúng ta chém hắn. Chu Nguyên Bá mang theo chiến đao, đi đến phía trước nhất, gào thét với hư không của Thượng Thương Cổ Thành. Nhưng, bọn hắn hô lại hô, Thượng Thương vẫn an tĩnh, hư không vẫn bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có đáp lại. Chu Phục Sinh nói với Chu Thiên Thần Tôn. Giết một tên, để bọn hắn biết sợ. Tần Thế Võ thỉnh giáo Thần Tôn. Giết nữ tử hắn, hay là giết Mặc Kỳ Lân? Thiên Hậu lại nói. Nghe một lời khuyên của ta, đến trong hư không điều tra thêm, phải chăng thế giới hỗn độn còn ở đó hay không? Loan Đình nói. Vẫn còn, bọn hắn đã tra xét. Hướng Vãn Tình cười nhạt mà nói. Cha cẩn thận rồi, có phải chỉ thấy một cái hư ảnh cực lớn hay không? Loan Đình nhíu mày, lập tức thét lên ra lệnh Xích Thiên Thần Tôn. An bài không võ của các ngươi lại đến hư không điều tra. Nơi đó có thế giới hỗn độn hay không? Hướng Vãn Tình nhắc nhở. Cha cẩn thận một chút, là một cái không gian tàn phá, hay là thế giới hỗn độn thật lớn? Nếu như là cái trước, các ngươi phải cân nhắc xem. Đó có phải là thiên cực giới hay không? Cái gì? Các không võ của Xích Thiên Thần Triều lập tức lên đường, chui vào trong hư không. Hư không mênh mông, hắc ám vô tận, chỉ có thế giới hỗn độn, tỏa ra cường quang chói mắt, chiếu thấu hắc ám, rọi khắp thâm không. Bởi vì trước đó các không võ của Xích Thiên Thần Triều e ngại nơi này, lo lắng hư không có không võ của Cửu Thiên Thần Giáo tuần sát hơn, lúc ấy chỉ là liếc mắt nhìn đã phát hiện có cái gì đó phát sáng nên đã xác định. Nhưng lần này, khi bọn hắn cả gan đến gần, không ngờ lại phát hiện, đây không phải là thế giới hỗn độn gì cả, mà là một cái khung xương thế giới bị tàn phá, bị điểm xuyết vô số tinh thạch. Là hài cốt của thiên cực giới. Không võ của Xích Thiên trở về, thanh âm đều đang run rẩy. Thế giới hỗn độn đâu? Tần Thế Võ bỗng nhiên biến sắc, nghiêm nghị chất vấn Thiên Hậu. Thế giới hỗn độn không ở đây. Chẳng lẽ, Chu Thiên Thần Điện? Thế giới hỗn độn phóng tới Chu Thiên Thần Điện sao? Chu Thiên Thần Tôn giận dữ gầm thét, suýt chút nữa liền muốn vỗ Chu Thiên Thần kiếm trong tay tới. Thiên Hậu, nói, thế giới hỗn độn ở đâu? Thiên Hậu lạnh nhạt nói. Ta hy vọng chúng ta có thể trở lại Chu Thiên Thần Điện, lấy thân phận minh hữu. Một lần nữa ngồi xuống nói một chút. Nhưng lần này, hy vọng chỉ có hai bên chúng ta, không có Xích Thiên Thần Triều. Nếu như ngươi lo lắng chúng ta sẽ làm loạn trong nội bộ Chu Thiên, ngươi có thể sai khiến một người ngươi có thể khống chế đi đến bàn bạc. Chu Thiên Thần Tôn âm trầm sắc mặt, nhìn hằm hằm Thiên Hậu. Rốt cuộc ngươi đang đùa hoa chiêu gì? Lập tức giải thích rõ ràng cho ta, nếu không, ta sẽ để cho ngươi kiến thức được sát phạt ngàn năm trước của ta.
Thiên hậu nghênh tiếp ánh mắt kinh khủng của Chu Thiên Thần Điện, lạnh nhạt nói. Đến Chu Thiên Thần Điện, từ từ nói chuyện. Chu Phục Sinh phát giác không ổn, lập tức hô to. Chu Thiên Thần Tôn, giết nàng, đừng do dự nữa, lập tức giết bọn hắn. Bây giờ Chu Thiên Thần Tôn vừa khẩn trương lại tức giận, hắn vung xiềng xích lên kéo bọn người thiên hậu vào thạch điện, mang theo phóng lên tận trời, dùng tốc độ nhanh nhất xuôi nam. Đáng chết! Chu Phục Sinh tức giận, cũng đuổi sát theo. Bọn hắn vừa đi, phía dưới lại náo nhiệt. Dưới sự giật dây và chỉ dẫn của người mà Hướng Vãn Tình an bài trước đó, bầu không khí lập tức nóng bỏng lên. Chu Thiên Thần Điện giam Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Thiên Hồ Thánh Vương, còn có Giáo Tôn của Cửu Thiên, Đông Hoàng Càn, đây là những người quan trọng nhất của Khương Phàm trong thế giới hỗn độn mà. Khương Phàm khẳng định sẽ rất nổi giận, Hướng gia, Phượng Hoàng sở thuộc, Cửu Thiên Thần Giáo, càng sẽ như rắn mất đầu. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn rồi sao? Bọn hắn quan trọng như vậy, làm sao lại bị Chu Thiên Thần Điện vây khốn? Nhất định là muốn hợp tác với nơi đó, kết quả lúc đến đàm phán lại bị tận diệt. Khương Phàm chủ quan rồi, đây thật sự là quá chủ quan. Hắn cho là mình dẹp yên bát bộ hoàng đạo, săn giết thiên diện ma hoàng thì có thể trấn nhiếp Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều, kết quả. Chu Thiên chính là Chu Thiên, quá dũng mãnh, đây là muốn toàn diện tuyên chiến cùng Khương Phàm sao? Cuối cùng nội chiến Thương Huyền, chắc chắn sẽ bộc phát trong thời gian gần đây. Khương Phàm phản kích trong cơn giận dữ, khẳng định sẽ lật tung Chu Thiên Thần Điện. Đại quyết chiến thật sự đã muốn bạo phát rồi. Lật tung, thiên hậu là mệnh của Khương Phàm, mệnh của hắn bị bóp, ngươi thấy hắn vén như thế nào? Đông Hoàng Càn bị khống chế, ngươi thấy Cửu Thiên Thần Giáo dám động. Còn có Thiên Hồ Thánh Vương, Kiều Vô Hối. Không biết Chu Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều muốn giải quyết những tù binh này thế nào, là đàm phán cùng Khương Phàm? Hay là kéo tới chỗ nào đó chém đầu, bức bọn người Khương Phàm xuất hiện? Có những tù binh này, Khương Phàm cũng đừng nghĩ đến việc vĩnh viễn trốn ở trong hư không. Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều tùy tiện thiết bố cục, đào cái hố nào đó, hắn sẽ phải tới nhảy vào. Ha ha, Khương Phàm còn muốn trùng kiến Vạn Thế Thần Triều. Cái này vừa mới đương đầu ra tung một kích, một kiếm phong hầu, mẫu thân nó. Quá hung ác. Khương Phàm sẽ sắp phải đứng trước khiêu chiến lớn nhất từ khi trùng sinh đến nay, làm không tốt thì sẽ phí công nhọc sức. Chí Tôn Hoàng Đạo vẫn là Chí Tôn Hoàng Đạo, một kiếm nứt cổ, tuyệt sát thật. Ta đã biết, Thương Huyền bình tĩnh quá lâu không phải là chuyện tốt, cái này không phải là sắp xảy ra đại loạn sao? Tại thời điểm mọi người đang kích tình nghị luận, tai mắt của các đế tộc lại nhao nhao rút lui, muốn đưa cái tin tức rung động lại kích thích này ra khỏi Thương Huyền đại lục, mang đến đại lục của riêng mình. Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Tôn đang nóng nảy và tức giận giết trở lại, lại thấy được thần điện bình an vô sự. Hắn thở phào, nhưng cũng thật sự đã tức giận. Đường đường là thần tôn, vậy mà lại liên tiếp bị đùa nghịch, nắm cái mũi chạy tới chạy lui. Chu Thiên Thần Tôn đưa tay kéo Hướng Vãn Tình ra bóp cổ nàng lại nhìn hằm hằm thiên hậu ở bên trong. Một cơ hội cuối cùng, nói, rốt cuộc các ngươi đang giở trò quỷ gì? Nếu không ta sẽ bóp nát nàng. Thiên hậu không hề bị lay động, nàng vẫn như cũ, nói. Chúng ta có thể hợp tác, cũng chẳng mấy chốc sẽ hợp tác, ngươi không cần thiết bởi vì tức giận nhất thời mà hủy đi trận hợp tác này, hủy đi Chu Thiên Thần Điện ngươi. Nếu như ngươi thật muốn biết, đến bên trong Chu Thiên Thần Điện các ngươi bàn bạc, nhưng phải ngăn Xích Thiên Thần Triều ở bên ngoài. Chu Thiên Thần Tôn gắt gao bóp lấy Hướng Vãn Tình, gân xanh nổi cao trên bàn tay, bóp cái cổ Hướng Vãn Tình vặn vẹo, liên tiếp phát ra tiếng vỡ vụn đôm đốp. Thân thể mềm mại của Hướng Vãn Tình trở nên căng cứng, gương mặt đỏ lên, lại gắt gao cắn chặt răng, không có kêu than nửa tiếng. Thiên hậu nói, đều đã kiên trì tới bây giờ, vậy sao không thể nhịn thêm một chút, nghe ta mấy câu. Chu Thiên Thần Tôn bỗng nhiên vung Hướng Vãn Tình lên, nện vào trong thạch điện. Nếu như không thể để cho ta hài lòng, hôm nay ta đánh cược hết thảy, cũng muốn giết ngươi. Thiên hậu bước về phía trước mấy bước, đưa tay đè phía sau lưng Hướng Vãn Tình lại, thuận thế dẫn nàng ra phía sau, để nàng bình ổn rơi xuống. Chu Phục Sinh khẩn cấp chạy theo sau đến, Chu Thiên Thần Tôn đã kéo lấy thạch điện, xuyên qua con đường. Con đường lập tức khép kín, ngăn bọn người Chu Phục Sinh ở bên ngoài. Thế giới hỗn độn ở chỗ này sao? Chu Phục Sinh không có tới gần, cảnh giác thần điện ở trước mặt cùng hư không xung quanh. Nhanh tra ngay! Chu Nguyên Bá hét lớn. Đúng đúng đúng!
không võ của Xích Thiên lập tức ẩn vào hư không. Trong hư không mênh mông, ngoại trừ Chu Thiên đại trận xông tới kiếm khí lạnh thấu xương ra, cũng không có bất kỳ làn sóng không gian nào cả. Nhưng bọn hắn không dám khinh thường, sau khi lặp đi lặp lại tìm kiếm mới trở lại bên ngoài. Thế giới hỗn độn không có ở nơi này. Không ở đây, rốt cuộc Thiên Hậu đang giở trò quỷ gì? Chu Nguyên Bá càng cảnh giác. Không có đánh lén như mong muốn, ngược lại còn tự nguyện bị bắt. Thế giới hỗn độn không có ở Thượng Thương Cổ Thành, cũng không đến tập kích Chu Thiên Thần Điện. Chu Phục Sinh thực sự không nghĩ ra. Chuyện này không bình thường, rất không bình thường. Bùi Tu Nghiệp đột nhiên nói. Thế giới hỗn độn có thể đã bôn tập Xích Thiên Hoàng Thành rồi hay không? Chu Nguyên Bá cau mày. Bọn người Đông Hoàng Toại đều đã đi qua, nếu như lại có man hoang chiến tộc phối hợp, rất có thể mục tiêu thật sự của bọn hắn chính là Xích Thiên Hoàng Thành. Chu Phục Sinh cau mày, nhiều lần lắc đầu. Không đúng, tư thái của Thiên Hậu rất không đúng. Ta đã thấy nàng trưởng thành, ta cũng đã chứng kiến nàng phụ tá Khương Phàm chinh chiến Thương Huyền cùng quật khởi tại Thiên Khải. Đây không phải là Thiên Hậu mà ta biết, mấy ngày nay nàng rất khác thường, nguyên nhân khác thường tất nhiên là đang nổi lên một trận âm mưu lớn. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Chu Ngạo Hoàng nắm chặt nắm đấm, bố trí tỉ mỉ một trận sát cục, chẳng những không có phóng xuất ra, ngược lại còn bị nắm cái mũi vừa đi vừa về loạn chuyển, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. Nhìn không thấu, chúng ta không thể ở lại nơi này, lập tức trở về thần triều. Chu Phục Sinh không phải người lỗ mãng, nhất là giao đấu với loại cuồng nhân mưu lược như Thiên Hậu đây, nếu nhìn không rõ tình huống cục diện, đầu tiên cần phải làm là, dừng tổn hại, phải bảo đảm bọn hắn bình yên vô sự, bảo đảm thần triều bình yên vô sự. Có thể Chu Thiên Thần Điện nơi này. Bùi Tu Nghiệp gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn tức giận đến mức trên mặt đều nổi lên gân xanh. Bây giờ hắn đã bị Thiên Hậu, dắt mũi, chúng ta không thể chi phối quyết định của hắn. Rời khỏi nơi này trước, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Chu Phục Sinh rất muốn đi bàn bạc lại, nhưng, bây giờ quyền chủ động đã bị Thiên Hậu cầm lấy, nếu như lại kiên trì ở lại, một khi Thiên Hậu xúi dục được Chu Thiên Thần Điện, bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng, Chu Nguyên Bá vừa muốn kiên trì, lại bị ánh mắt bén nhọn của Chu Phục Sinh tiếp cận. Ngươi tin một khi hai bên bọn hắn liên hợp, việc đầu tiên nữ tử Hướng Vãn Tình kia làm sẽ là viết tên các thánh hoàng các ngươi xuống giấy vàng, sát sinh tiễn của Tổ Sơn sẽ một mực đánh các ngươi cho đến khi thần hồn câu diệt hay không. Đám người Chu Nguyên Bá giãy giụa thật lâu, gian nan ngừng xúc động lại. Bên trong Chu Thiên Thần Điện, Chu Thiên Thần Tôn chỉ ném bọn người Thiên Hậu tới khu ngoại điện, sau đó bọn hắn lui vào bên trong điện. Loại tư thái khẩn trương này để bọn hắn cũng tự mình cảm thấy hổ thẹn, nhưng vì lý do an toàn, bọn hắn không thể không giữ vững cảnh giác tuyệt đối. Thiên Hậu rút dùi nhọn phong ấn trên người ra, vừa khép lại vết thương, vừa nói. Hiệp nghị trước đó vẫn luôn hữu hiệu, đợi tương lai bôn tập Xích Thiên Thần Triều, chúng ta sẽ giao cho các ngươi 3/5 thần vật. Đây là cam đoan của ta, cũng là cam đoan của Khương Phàm. Thương Huyền Đại Lục tương lai, chúng ta cũng nguyện ý cùng các ngươi dắt tay, nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn. Sắc mặt Chu Thiên Thần Tôn hơi chậm lại, trầm giọng nói. Ta muốn biết, bây giờ các ngươi là đang làm gì? Diễn trò, cho Xích Thiên Thần Triều nhìn, cho Bát Châu Thập Tam Hải nhìn. Có ý gì? Chúng ta đang mưu đồ một trận đại chiến, cần để cho Hoàng Đạo Thiên Khải đều biết, cục diện Thương Huyền bây giờ rất tồi tệ. Mấy người chúng ta bị bắt, Khương Phàm sắp tức giận mà phản kích, thực lực và tinh lực đều bị kiềm chế ở chỗ này. Thiên Khải, Liệp Thần. Rốt cuộc Chu Thiên Thần Tôn cũng đã hiểu rõ, Thiên Hậu đúng là làm cục, nhưng không phải tại Thương Huyền, mà là tại Thiên Khải. Tần Thế Võ và đám người hai mặt nhìn nhau, cục diện Thương Huyền còn không có bình định mà đã gấp tính toán Hoàng Đạo Thiên Khải. Chẳng lẽ đám gia hỏa kia làm việc lại không thể có một lần tuân theo lẽ thường? Luôn đông một đao tây một đao như thế này, mẫu thân nó. Ai có thể đuổi theo mạch suy nghĩ của bọn hắn được? Chúng ta có năng lực bình định Thương Huyền trước, lại ra chinh chiến Thiên Khải. Nhưng thời điểm khi tin tức Thương Huyền bình định truyền khắp Thiên Khải, toàn Hoàng Đạo Thiên Khải đều sẽ sẵn sàng chiến đấu. Đến lúc đó chúng ta lại muốn xuất kích, khẳng định vô cùng khó khăn, Thiên Khải cũng có thể đào hố sâu, làm tốt bố cục, chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cho nên, chúng ta muốn trước khi khởi xướng trận chinh chiến cuối cùng tại Thương Huyền, đi đầu xuất kích Thiên Khải. Vì để có thể săn giết thần ma với mức độ lớn nhất, bây giờ chúng ta cần Thương Huyền kiến tạo một cái giả tượng đặc biệt, để nơi đó buông lỏng cảnh giác.
Chu Thiên Thần Tôn cách tam trọng pháp trận nội điện, ngắm nhìn Thiên Hậu ở thanh tú gầy gò bên ngoài, hắn cau mày lại, vẻ mặt trở nên phức tạp. Giờ khắc này, vậy mà hắn lại cảm nhận được mấy phần lạnh lẽo. Nữ tử này thật sự là đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ. Hắn như là đang về tới thời đại chiến loạn ngàn năm trước kia. Vạn Thế Tam Hùng, Thương Huyền Tam Hùng, đây là xưng hô của Thương Huyền cùng Thiên Khải đối với Khương Phàm, Thiên Hậu cùng Tu La ngàn năm trước. Ánh sáng từ phần Thiên Thần Hoàng đương nhiên sáng chói, nhưng danh uy của Thiên Hậu và Tu La cũng không hề kém một chút nào. Phần Thiên Thần Hoàng mạnh, Ngự Thiên Chiến Thần Mưu, Tu La Chiến Thần Điên, Tam Đại Thần Tôn cường cường liên thủ, mặc dù sáng lập Vạn Thế Thần Triều như phù dung sớm nở tối tàn nhưng hào quang lại đầy đủ chói sáng, ánh mắt Thiên Khải một mực đính tại Thương Huyền Đại Lục. Hành động Thiên Khải lần này đối với thời kỳ chống cự Bát Châu Thập Tam Hải sau này của chúng ta có thể nói là cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể săn giết bao nhiêu cường giả, lấy được bao lớn thắng lợi, trực tiếp quyết định trước khi chiến tranh đến, chúng ta có thể dự trữ được bao nhiêu tài nguyên, tăng lên bao nhiêu thực lực, bảo đảm bao nhiêu phần thắng. Hành động Thiên Khải lần này cũng là lần nữa Thương Huyền Đại Lục chúng ta, qua đi ngàn năm, phát khởi hò hét với Thiên Khải chiến trường, với Bát Châu Thập Tam Hải, với đế tộc tám phương. Thiên Hậu cách bình chướng, đón lấy đôi mắt của Chu Thiên Thần Tôn, trịnh trọng nói. Chu Thiên Thần Điện là một thanh kiếm sắc đứng vững trên Thương Huyền Đại Lục. Thanh lợi kiếm này, hẳn là nên bổ về phía kẻ địch, bảo vệ Thương Huyền, mà không phải dùng trong nội loạn. Ngươi là Chu Thiên Thần Tôn, là chiến thần đại biểu vạn thế chúng ta trước khi quật khởi Thương Huyền Đại Lục tại Thiên Khải chiến trường, ngươi đủ cường đại, cũng đầy đủ kiêu ngạo, ngươi không nên để cho nhân sinh của mình lưu lại một cái ô danh ruồng bỏ tổ địa, ruồng bỏ Thương Huyền. Nội loạn, tuyệt đối không hào quang, đối với một tôn thần mà nói. Vốn nên là hào quang rực rỡ một đời, tuyệt đối không nên nên ảm đạm như vậy. Đối với Thương Huyền tổ địa kiêu ngạo mà nói, càng không nên tiếp nhận tai nạn như vậy. Ta thật sự hy vọng, đại chiến Thiên Khải không lâu sau đó sẽ có bóng dáng Chu Thiên Thần Tôn ngươi cùng Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Ta cũng chân thành hy vọng, Thương Huyền tổ địa qua đi ngàn năm, lần nữa hò hét với Thiên Khải chiến trường, với Bát Châu Thập Tam Hải đầy đủ vang dội, cũng có thanh âm của các ngươi. Giọng Thiên Hậu bình tĩnh nhưng lại mang theo lực lượng nặng nề. Nguồn lực lượng này, đã đánh vào lòng người. Nguồn lực lượng này, càng là xúc động linh hồn. Không chỉ có bọn người Đông Hoàng Càn đều nghe được mà nổi lên nhiệt huyết, Chu Thiên Thần Tôn ở bên trong cũng chậm chậm buông lỏng định ý. Bọn người Tần Thế Võ đang căng cứng thần kinh, ánh mắt tức giận, cũng từ trong thanh âm Thiên Hậu mà từ từ buông lỏng. Nhất là cái âm thanh, nội chiến, tuyệt đối không hào quang kia, giống như là một bàn tay vô hình. Cầm trái tim của bọn hắn. Một hồi lâu sau, Chu Thiên Thần Tôn mở miệng. Phần Thiên Thần Hoàng thì sao? Thiên Hậu nói. Trong vòng một tháng, trở lại thần vị. Mục tiêu của các ngươi là đế tộc nào? Chuyện này thì phải nhìn xem có mấy đế tộc vào cuộc. Lấy các ngươi thực lực, giống như không đủ để ứng phó quá nhiều đế tộc. Thực lực của chúng ta tuyệt đối không phải ngươi thấy. Chu Thiên Thần Tôn, ta thật sự rất hy vọng ngươi có thể tham gia. Không chỉ là bởi vì đề cao phần thắng, càng là hy vọng lần xuất chinh này, có thể làm cho Hoàng Đạo Thiên Khải nhìn thấy các hộ giả Thương Huyền Đại Lục chúng ta tuyệt đối không phải năm bè bảy mảng, chí ít. Cửu Thiên Thần Giáo, Chu Thiên Thần Điện, nguyện ý bồi bạn ở hai bên. Thiên Hậu lui lại hai bước, nói. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi chỉ là bị nội loạn dẫn dắt tinh lực, tầm mắt của ngươi, lòng dạ của ngươi, không nên như vậy. Trong vòng một tháng, chúng ta sẽ tới lần nữa. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể làm ra một quyết định chân chính, không còn đổi ý. Một cái quyết định căn cứ vào nội tâm của ngươi, căn cứ vào Chu Thiên Thần Điện, căn cứ vào Thương Huyền Đại Cục cùng hàng tỷ dân chúng. Chu Thiên Thần Tôn đưa mắt nhìn Thiên Hậu rời khỏi, đôi mắt thâm thúy khi thì ngưng tụ, khi thì dao động, hai cánh tay khỏe mạnh cũng nhiều lần buông ra. Lại nắm chặt, Tần Thế Võ, Loan Đình, Tần Thiên Hồng, Phương Sùng Hoa, bốn vị Thánh Hoàng, cũng đều cau mày, vẻ mặt cũng rất phức tạp. Riêng phần mình đắm chìm trong ý thức của chính mình. Cùng ngày sau khi xuyên qua cánh cửa Bắc Bộ, biến mất ở bên ngoài trong hư không, Chu Thiên Thần Tôn từ từ hoàn hồn, thanh âm không cao, lại nặng nề hữu lực. Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ về Thiên Khải, lần này. Chúng ta chơi thật. Sau khi Thiên Hậu rời khỏi Chu Thiên Thần Điện, nàng không có lập tức trở về thế giới hỗn độn, mà là tiến về Man Hoang chiến tộc. Thiên Hậu. Man Thiên Cương tại Man Hoang cổ địa tiếp đãi Thiên Hậu bí mật đến, làm thánh hoàng đầu tiên của Man Hoang chiến tộc, hắn cũng đã trải qua trận hỗn chiến ngàn năm trước kia, mà cũng đã có giao thủ cùng Thiên Hậu và Tu La.
Ngàn năm đã qua, gặp lại thiên hậu, bộ dáng vẫn chưa từng thay đổi, cảnh giới cũng đã đạt đến thánh hoàng. Như là trở lại thời đại năm đó, lại hoặc là thời gian ngàn năm chỉ là một giấc chiêm bao ngắn ngủi. Người bị thương rồi. Thiên hậu mang theo ánh mắt thâm thúy dò xét Man Thiên Cương, khí tức lão quái vật này rất là lạ, lộn xộn lại lộ ra mấy phần suy yếu. Man Thiên Cương không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi. Lần này đến thiên hậu, là vì Xích Thiên. Thiên hậu lại đảo qua các cường giả chiến tộc ở xung quanh, khí tức cũng giống như đều rất loạn. Không phải vì Xích Thiên, là Thương Huyền. Man Thiên Cương nói. Lần trước Khương Phàm tới, chúng ta đã từng nói, bảo vệ Thương Huyền, chúng ta nghĩa bất dung từ, nhưng, chúng ta sẽ dùng chính cách của chúng ta. Thiên hậu nói. Trong vòng một tháng, chúng ta sẽ có một trận hành động đặc thù, nếu như thuận lợi, các ngươi sẽ đạt được quà tặng thần vật. Nếu không phải Xích Thiên, đó chính là Chu Thiên Thần Điện. Nếu như thuận lợi, di thể một tôn ma hoàng, sẽ đưa tặng các ngươi. Nhưng cụ thể là hành động gì, đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo tiếp cho các ngươi. Di thể ma hoàng. Con ngươi Man Thiên Cương hiện ra huyết quang nhìn chăm chú thiên hậu thật lâu, Thương Huyền không có ma hoàng, ma tộc đại lục mới có, nhưng thiên hậu hẳn là không cuồng ngạo đến mức bôn tập ma tộc đại lục, đó chính là Thiên Khải. Bọn người Khương Phàm muốn tới Thiên Khải chinh chiến rồi. Phần thắng trước mắt của chúng ta, 6 phần. Nếu như man hoang chiến tộc cố ý tham gia, lại thêm một phần nữa. Nếu như thành công, thời gian qua đi vạn năm, man hoang chiến tộc sẽ lại lần nữa bồi dưỡng được nhân ma thần cấp. Ngoài ra, ta dùng danh dự vạn thế thần triều xin thề, đây là một trận chiến tranh chân chính, không phải nhằm vào tính toán man hoang. Thiên hậu nói xong, nàng ra hiệu Đông Hoàng Càn đưa bọn hắn rời khỏi. Man Thiên Cương chờ sau khi thiên hậu rời khỏi, kịch liệt ho khan, máu tươi tràn ra khóe miệng. Hắn bị thương, mà còn là trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì đang nửa tháng trước đó, cũng chính là vào cuối tháng 11, man hoang cổ thành đã bạo phát một trận đại chiến điên cuồng. Bọn hắn, săn giết một tôn huyết ma tộc ma hoàng. Cũng chính là tại vài ngày trước, vào đầu tháng 12, thiên khải chiến trường đã lâm vào oanh động, bởi vì huyết ma đế tộc trong cơn nổi giận đã tuyên cáo thiên khải man hoang có thần. Lúc trước, hắc ma đế tộc nhận Xích Thiên Thần Triều thỉnh cầu, đưa cho huyết ma tộc tin tức, man hoang có thần, sau khi chấn kinh, huyết ma đế tộc cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, mà là sau khi thương nghị, an bài đặc sứ tiến về man hoang chiến tộc điều tra chân tướng. Đặc sứ huyết ma tộc giáng lâm, đã không có nhận lễ ngộ, mà man hoang chiến tộc cũng không có thừa nhận bọn hắn có thần, chỉ là biểu thị thái độ cường ngạnh muốn một lần nữa ký kết hiệp nghị hợp tác cùng huyết ma đế tộc hiệp nghị bình đẳng. Cái này khiến huyết ma đế tộc sinh ra hoài nghi. Man hoang chiến tộc sao lại đặt nặng lực lượng trước hiệp nghị? Thật sự chẳng lẽ đã ra đời thần tôn? Man hoang chiến tộc có được song thể nhân ma hoàn mỹ, còn có thể thao túng không gian, thực lực cường hãn, tính nguy hiểm cực cao. Mà man hoang chiến tộc từ xưa đến nay đều dã tâm bừng bừng, mỗi lần sinh ra thần linh, đều sẽ dẫn phát bạo động, xông ra man hoang cổ địa, hoắc loạn đông bắc, đặt chân vào trung vực Thương Huyền, không đến tàn phế, tuyệt đối không rút lui. Nếu như ra đời thần tồn tại thời kỳ đặc thù lại mẫn cảm này, mặc kệ là đối với Thương Huyền, hay là huyết ma đế tộc bọn hắn, cũng đều sẽ là một biến cố cực kỳ lớn. Cho nên, bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng tình huống của man hoang chiến tộc. Càng phải làm rõ ràng thái độ của man hoang chiến tộc. Sau đó huyết ma đế tộc an bài thánh hoàng đi đến, mặc dù vẫn không có thật sự nhìn thấy cái gọi là thần, nhưng xác thực đã từ trong tòa tổ miếu rộng rãi kia đã nhận ra thần uy cường hãn. Đại khái xác định, man hoang có thần. Vị thánh hoàng kia muốn xâm nhập hiểu rõ, nhưng man hoang chiến tộc lấy việc thánh hoàng không đủ tư cách, huyết ma không thành ý, từ chối hội kiến, từ chối đàm phán. Thái độ man hoang chiến tộc rất rõ ràng. Cũng rất kiên quyết, đó chính là bây giờ bọn họ không giống với lúc trước, càng là muốn ký kết hiệp nghị đặc thù liên quan đến việc mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sau. Muốn ký hiệp nghị, từ giờ trở đi, huyết ma tộc nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Sau đó, ma hoàng của huyết ma đế tộc tiến về man hoang cổ thành, muốn điều tra thân phận thật sự của tôn thần man hoang, cũng cẩn thận thương thảo sự hợp tác giữa hai bên, làm chuẩn bị cho hỗn chiến tại Thương Huyền thời kỳ sau. Nhưng vị ma hoàng kia không nghĩ tới, huyết ma đế tộc càng không có nghĩ tới, hắn vừa mới tiến man hoang cổ thành, còn chưa kịp mở miệng đã lập tức bị tập kích, trọng thương ngay tại chỗ, sau khi điên cuồng giãy giụa, thảm tao chém giết, đã bị vây chết tại pháp trận man hoang kinh khủng. Ma hoàng chết thảm đã kinh động huyết ma đế tộc. Bọn hắn chấn kinh đến mức khó tin.
Chết rồi. Bị giết sao? Ma hoàng bọn hắn phái đi đàm phán, bị giết. Man hoàng chiến tộc chém giết ma hoàng của huyết ma đế tộc. Man hoàng chiến tộc không muốn tái nhập thiên khải nữa rồi. Không muốn lại giữ vững hợp tác cùng bọn hắn nữa rồi. Đây là tự tuyệt đường lui. Chẳng lẽ man hoàng chiến tộc cho là có một vị thần, thì có thể ngạo thị thiên hạ. Huyết ma đế tộc thực sự không thể tin được, thậm chí một bộ phận lớn đều cho là ma hoàng của bọn họ đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn ở trên đường, bị đám người Khương Phàm kia quần đấu. Dù sao, man hoàng giết huyết ma. Đã không có lý do, càng là chuyện ngu xuẩn. Hai bên từ xưa đến nay đã hợp tác mấy chục vạn năm, man hoàng chiến tộc mặc kệ mạnh đến mức nào, đều không có chân chính trở mặt qua cùng huyết ma đế tộc. Làm cái gì vậy? Tuyên chiến. Lập tức, huyết ma đế tộc trong cơn giận dữ đã công khai tin tức man hoàng có thần, cũng bí mật gia nhập đế ước, bắt đầu khẩn cấp động viên. Man hoàng có thần, tàn sát huyết ma. Tin tức này đối với đế tộc Thiên Khải mà nói, không thể nghi ngờ lại là một tin tức hỏng bét. Khương Phàm vừa mới vây bắt hai đại hoàng đạo, săn giết thiên diện ma hoàng, hiện ra thực lực, càng là đang tăng thực lực lên. Chuyện này đã để bọn hắn sinh ra lo lắng đối với an nguy của Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều. Một khi Khương Phàm triệt để hoàn thành chỉnh đốn Thương Huyền trước kỳ hạn đế ước, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Mà man hoang có thần, còn đối kháng với huyết ma, trong lúc vô hình chẳng khác nào biểu thị với các tộc thiên khải. Khương Phàm hợp tác cùng man hoang. Điều này cũng làm cho cuộc chiến Thương Huyền trong tương lai càng trở nên nguy hiểm hơn. Dù sao, đế tộc bọn hắn không chỉ là đi thanh lý Thương Huyền. Thanh lý Khương Phàm, càng là chiếm lấy cùng chia cắt mảnh tổ địa kia, đến cuối cùng tất thậm chí càng khai chiến giữa cả đế tộc, hiển lộ rõ ràng thực lực, phân chia lãnh địa. Khương Phàm càng mạnh, Thương Huyền càng nguy hiểm, cũng sẽ để sự tiến công của bọn hắn tràn ngập biến cố. Sau đó tất cả đế tộc đều hạ mật lệnh, không chỉ có nội bộ đế tộc muốn bồi dưỡng cường giả, mà thần tộc phụ thuộc thậm chí hoàng đạo đại lục sở thuộc khác cũng phải dùng hết khả năng bồi dưỡng cường giả. Cùng lúc đó, bọn người Khương Quỳ tấp nập hoạt động ở tại địa ngục đến hơn nửa năm, cũng dần dần khiến cho U Minh đề phòng. Nhất là số lượng lớn huyết quan bị bí mật đưa đến Côn Lôn, mỗi lần đều có thể phát giác được khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Mà quỷ giới Côn Lôn càng bắt đầu từ nửa năm trước đã giới nghiêm toàn diện. Một loại tâm tình bất an bắt đầu lan tràn ở U Minh, quỷ chủ các phương nhao nhao sao động, quỷ hoàng quỷ giới tám phương lần lượt thức tỉnh. Bọn hắn không hẹn mà cùng đoán được một loại khả năng Khương Phàm là muốn phục sinh Tu La. Tu La muốn rời khỏi Côn Lôn quỷ giới. Thời gian Tu La đi đến U Minh đã ngàn năm, quỷ hoàng U Minh địa ngục trước nay chưa từng nhẹ nhõm, bởi vì có sát thần như Tu La trấn thủ vùng đất bách chiến Côn Lôn, chống cự thiên khải uy hiếp, bọn hắn cũng đã không cần thay nhau tỏa trấn giống như đã từng nữa. Một ngàn năm, bọn chúng đã quen với cục diện này, cũng rất hài lòng với cục diện này. Bây giờ Tu La đột nhiên muốn rời khỏi. Chuyện này không chỉ là muốn đánh phá sự bình tĩnh dưới U Minh, càng là trái với hiệp nghị Tu La theo chân chúng nó ký kết năm đó. Trong những năm này, nếu như không phải bọn chúng liên hợp duy trì Tu La, Tu La sớm đã chết ở Côn Lôn quỷ giới. Bây giờ muốn đi, bọn chúng tuyệt đối không cho phép. Chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Huyết Hà, lần lượt rời khỏi quỷ giới của riêng mình, lao tới U Minh quỷ giới. Một là chất vấn Tu La, hai là kiềm chế Tu La, ba là nếu như Tu La rời khỏi thật, bọn chúng muốn trấn thủ Côn Lôn, để phòng thiên khải phá hư sinh tử môn. Tu La có vấn đề, U Minh xuất hiện dị động, cũng kích thích người canh giữ, sinh tử môn tại chiến trường thiên khải. Bọn hắn muốn giám sát U Minh, lại bị Tu La đơn phương phong cấm con đường kết nối với Côn Lôn, cũng ngăn cách kết nối giữa thiên khải và U Minh. Từ đầu tháng 12 đến đầu tháng 1, tin tức chấn động liên tục truyền tới thiên khải. Đầu tiên là man hoang có thần, huyết ma nổi giận, sau đó lại là Côn Lôn quỷ giới cùng U Minh địa ngục xuất hiện dị động, sau đó nữa lại chính là sự kiện Thương Huyền truyền đến đế tộc. Một loạt tin tức bày ở trên bàn tất cả tộc trưởng đế tổ, dần dần kích phát ra một cái tín hiệu nguy hiểm Khương Phàm muốn phục sinh Tu La. Nội bộ tất cả đế tộc đều triển khai thảo luận kịch liệt, kết quả cuối cùng không hẹn mà cùng đều chỉ hướng Tu La. Nếu như chỉ là biến cố tại địa ngục, còn giống như không đủ để duy trì phỏng đoán này. Nhưng Khương Phàm muốn trùng kiến vạn thế thần triều, há có thể không có Tu La. Đại điển vạn thế khai quốc, càng không thể không có Tu La. Nếu như chỉ là mình Khương Phàm thì còn chưa đủ để phục sinh Tu La, nhưng bên cạnh Khương Phàm có luyện đan sư cảnh giới Thánh Hoàng, còn đang trắng trợn mời chào luyện đan sư toàn Thương Huyền.
Mà bây giờ Thương Huyền lại đột nhiên gặp phải kịch biến, Khương Phàm lại sắp đi đến thời khắc thắng lợi, rốt cuộc cũng té ngã, nữ tử và hài tử của mình cùng Cửu Thiên Giáo Tôn đều bị khống chế, cho nên, Khương Phàm hoặc là trì hoãn phục sinh Tu La, hoặc là phải mau chóng phục sinh Tu La. Tất cả đế tộc đều có khuynh hướng về phía sau, mau chóng phục sinh Tu La. Từ Hắc Ma tộc đến Huyết Ma tộc, từ Long tộc đến Bạch Hổ, từ Bắc Thái đến Thái Sơ, sáu đại đế tộc cũng bắt đầu chú ý con đường sinh tử giữa Thiên Khải cùng U Minh. Nếu như Tu La phải thoát khỏi Côn Lôn, quỷ tộc chắc chắn sẽ chặn đường, rất có thể Khương Phàm sẽ xông vào U Minh, nghênh chiến quỷ tộc, cho nên. Một khi chiến tranh bộc phát, bọn hắn có thể thừa dịp loạn đột phá sinh tử lưỡng giới, giết đến U Minh địa ngục, không chỉ có thể triệt để xử tử Tu La, còn có thể vây giết Khương Phàm. Bắt đầu từ đầu tháng 1, tất cả đế tộc nhao nhao hành động, có đế tộc trực tiếp tự thân, có đế tộc thì điều động thần tộc dưới trướng xuất chinh. Ngày mùng 3 tháng 1, Bắc Thái đế tộc dẫn đầu đến bí cảnh kết nối Thiên Khải cùng U Minh sinh tử giới. Thiên mệnh thần triều phụng mệnh tới. Ngày mùng 5 tháng 1, Bạch Hổ đế tộc đến sinh tử giới. Hai đại yêu tộc Thao Thiết và cùng kỳ phụng mệnh giáng lâm. Ngày mùng 5 tháng 1 cùng ngày, Hắc Ma tộc đến. Hắc Ma hoàng tự mình khống chế cửu hoàng Hắc Ma bia, thống soái số lượng lớn cường giả Hắc Ma, lại do thôn thiên ma tộc cùng đi. Ngày mùng 9 tháng 1, thần tộc đầu tiên của Thái Sơ Đại Lục, Hoàng Kim Thiên Phủ giáng lâm, cũng mời được chủ nhân của Tu Di Sơn. Ngày 11 tháng 1, Huyết Ma đế tộc giáng lâm, Huyết Ma hoàng đích thân đến, do U Ảnh ma tộc phụ thuộc làm bạn. Tất cả đại đế tộc sở thuộc giáng lâm, cũng đều có cường giả thần cấp dẫn đội, đủ thấy bọn họ coi trọng và quyết tâm đối với sự kiện lần này. Khương Phàm giấu ở Thiên Khải, bọn hắn không tiện nhúng tay, nhưng nếu như dám can đảm xông vào U Minh, bọn hắn cũng đều không có lo lắng. Về phần Tu La, bọn hắn tuyệt đối không thể để hắn sống lại, càng không thể trở lại Thương Huyền. Có lẽ có thể nhân cơ hội này, triệt để diệt trừ Tu La. Các cường giả tụ tập tới sinh tử giới, chạm tới cánh cửa sinh tử, khiến cho Côn Lôn quỷ giới kinh động. U Minh địa ngục lần nữa chấn động, số lượng lớn quỷ chủ xông ra khỏi lãnh địa của mình, lao tới Côn Lôn. Bên ngoài Huyết Hà, Hoàng Tuyền, chủ nhân luyện ngục đệ tam đại quỷ giới cũng lần nữa tái nhập thượng tầng địa ngục sau mấy ngàn năm, đi Côn Lôn quỷ giới. Trong lúc Thiên Khải cùng địa ngục tiếp tục dung chuyển đó, thế giới hỗn độn cũng đã bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng. Vào cuối tháng 12, Khương Phàm bế quan hơn 3 tháng rốt cuộc cũng đã bắt đầu trùng kích sau cùng. Mà trận trùng kích này, quan trọng nhất chính là áp lực mà Khương Phàm gánh vác, hắn không có sử dụng vạn đạo thần quả mà yêu đồng cho hắn kia. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn trộm thời không, cảm ngộ lịch sử, rốt cuộc cũng từ bên ngoài 300.000 năm xa xôi, tìm được Chu Tước đế quân đã từng chế bá yêu tộc, chống lại cùng Cự Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Cái khoảng thời không kia vô cùng xa xôi, nhưng cái thời kỳ này lại quá quan trọng. Là đế quân Chu Tước sinh ra một lần cuối cùng, càng là toàn bộ Phượng Hoàng thần tộc bắt đầu đi đến suy vong. Thời khắc tiếng gáy to bi thương của Chu Tước đế quân, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng thần tộc quanh quẩn tại thời không minh mông kia, lưu lại rõ ràng ấn ký, dẫn nổ yêu tộc. Khi Đông Hoàng Như Ảnh kích phát tiềm lực, hao hết năng lượng, từ bên ngoài 300.000 năm mang theo cái mảnh đế khí kia về lại, trong chớp mắt, hư không hắc ám đều nở rộ lên ánh sáng vô tận. Một tôn Chu Tước to lớn dương cánh che trời, chậm rãi dâng lên trong ánh lửa vô tận, đế khí vạn cổ đại đế, truyền khắp vũ trụ vô hạn, thấm vào thế giới hỗn độn. Như là khi dương cánh, chúng sinh cúng bái, khi gáy to, chư thiên yên tĩnh. Thần thụ thế giới bên trong thế giới hỗn độn đều bị xúc động, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Kiều Hinh. Tất cả người thừa kế Linh Văn Phượng Hoàng, tất cả Thiên Bằng, Kim Ô và các loại mãnh cầm, đều tại thời khắc này cảm nhận được áp bách đến ngạt thở. Mà bọn người Kiều Vô Hối như là có thể nghe được tiếng gáy to phiêu miểu mà xa xôi, lòng sinh bi thương. Trước khi Đông Hoàng Như Ảnh hôn mê, nàng đã dùng hết toàn lực điên cuồng kéo đến, để cái khí tức đại đế kia xuyên qua thủy triều hỗn độn thật dày, đánh vào sâu trong thế giới, trực kích Khương Phàm đang bắn vọt. Một mảnh bạo tạc kinh khủng, một loại thần uy được bắn ra. Liệt diễm bàng bạc mãnh liệt như biển cả, trong chốc lát sôi trào đến cực hạn. Phần thiên luyện vực u u chuyển động, ngàn dặm sơn hà kịch liệt sụp đổ, trong liệt diễm đang sôi trào nóng nảy, một mặt trời màu vàng tràn ngập huyết quang phóng lên tận trời, rọi khắp 10 vạn dặm núi sông, chiếu thấu mỗi một góc trong thế giới hỗn độn. Ánh sáng mãnh liệt tràn ngập thần uy, sóng nhiệt vô tận muốn phần diệt đất trời. Cái vòng mặt trời sáng kia chói đến cực hạn, chính là Chu Tước biến đổi, là phát động từ Khương Phàm.
Khương Phàm triệt để hóa thân thành Chu Tước yêu thể, huyết khí bàng bạc, liệt diễm như biển, hỏa vũ hoa lệ như là thần binh được vạn hỏa rèn luyện, lông đuôi thật dài lắc lư, như là đang chạm trời diệt đất, linh vũ nơi đỉnh đầu càng là tượng trưng cho vương miện trí cao của thần tổ vạn cầm, bên trong đôi mắt màu đỏ như máu kia chính là lệ khí khủng bố giống như núi thây biển máu. Mà, Kim Ô, Thiên Bằng các loại cảm nhận được thần uy Chu Tước tràn ngập đất trời trùng kích thì đều nhao nhao hạ thấp cái đầu cao ngạo, đó là một loại linh hồn rung động. Oanh, rầm rầm rầm. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, Khương Bá, Triệu Thời Việt, Kiều Hinh, giữa lúc quỳ lạy lại đột nhiên bạo động liệt diễm, linh văn của bọn hắn không bị khống chế mà thức tỉnh, huyết mạch của bọn hắn tại thời khắc này đều đang nóng hổi sôi trào. Liệt diễm cuồn cuộn, linh văn yêu hóa. Bất Diệt Thiên Hoàng, Đọa Lạc Minh Hoàng, Bá Thiên Yêu Hoàng, Liệt Ngục Yêu Hoàng, Diệt Thế Yêu Hoàng, Sát Lục Huyết Hoàng, Kim Vũ Phượng Hoàng. Toàn bộ thể hiện ra hình thái chân chính, phóng lên tận trời, nghênh đón thần uy Chu Tước liên miên bất tuyệt giống như là biển gầm trùng kích mãnh liệt cùng sóng nhiệt cuồn cuộn. Bọn hắn khủng hoảng bất an, nhưng lại phấn chấn đến run rẩy. Bởi vì, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được huyết mạch thức tỉnh chiều sâu. Khương Phàm thành thần, tượng trưng cho Chu Tước chân chính lại lần nữa luân hồi, càng tượng trưng cho chủ nhân Phượng Hoàng đã trở về, tất cả người thừa kế huyết mạch Phượng Hoàng giữa thế gian cũng sẽ bởi vậy mà bị thu hoạch. Kiều Hinh là thánh linh thiên phẩm, nhận kích phát trước nhất, trong huyết mạch sôi trào linh văn đã bước lên thánh vương thiên phẩm. Triệu Thời Việt, Khương Bá, kích phát tiềm lực huyết mạch, dẫn phát linh văn biến đổi. Khương Qua, Khương Quỳ, linh văn không có biến đổi, nhưng thực lực nhanh chóng tăng vọt. Đặc biệt nhất thuộc về Kiều Vô Hối, làm thiên hoàng huyết mạch mạnh nhất trong Phượng Hoàng yêu tộc, đương nhiên hắn sẽ nhận ảnh hưởng trực tiếp nhất, cũng cường liệt nhất, như là từ trong liệt diễm vô tận ngóng nhìn đến hy vọng thành thần. Thế giới hỗn độn lâm vào oanh động, tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện bất thình lình kia. Tập thể biến đổi, đây không phải sau khi Chu Tước xưng đế mới có thể đưa tới huyết mạch thăng hoa sao? Thiên hậu đều kinh hãi. Chu Tước là tồn tại trí cao bên trong Phượng Hoàng yêu tộc, mặc dù không thuộc về cùng một giống loài, nhưng lại tồn tại quan hệ huyết mạch trực tiếp. Ví dụ như huyết mạch Thiên Hoàng thống ngự Phượng Hoàng. Nếu như thế gian không có Chu Tước, Thiên Hoàng huyết mạch rất khó thành thần. Có Chu Tước giáng thế, tiềm lực Thiên Hoàng thành thần mới có thể được kích phát, mà khi Chu Tước đứng hàng đế quân, Thiên Hoàng tất nhiên sẽ thành thần. Đây là một loại gông xiềng truyền thừa, một loại cầu thang thăng hoa. Khương Phàm là nhân tộc, là lấy tình thế linh văn kích phát Chu Tước, cho nên khi đến thần linh cảnh giới, cơ thể thành thần, linh hồn thành thần, mới có thể tính là hợp hai làm một thật sự, cũng chính là Chu Tước chân chính giáng thế, đối với tất cả huyết mạch Phượng Hoàng đều là một loại kích phát. Nhưng có thể đạt tới trình độ biến đổi như vậy, chỉ có thể là sau khi xưng đế. Đây là có chuyện gì? Đây có liên quan cùng sợi đế khí mà Đông Hoàng Như Ảnh dẫn động kia. Đan Hoàng cau mày, cái này chỉ sợ không chỉ là đưa tới đế khí, mà rất có thể đều đưa tới khí tức Phượng Hoàng từ thời đại kia. Còn có một loại khả năng, bản thân Khương Phàm không chỉ là tượng trưng cho Chu Tước giáng thế, mà là Chu Tước đã thức tỉnh huyết mạch thủy tổ. Cũng có thể là đều có hai loại khả năng tính. Mới dẫn phát trình độ biến đổi như thế này. Kiều Vô Hối có thể đi đến thần văn sao? Thiên hậu mong đợi, tiến vào thần văn, thực lực nhất định tăng vọt, sau khi thành thần thì sẽ có tiềm lực cơ sở. Đan Hoàng lắc đầu nói. Không thể nào, có thể dẫn phát biến đổi đến trình độ này đã là kỳ tích, nhưng muốn kích phát thần văn, trừ phi Khương Phàm đứng hàng đế vị, hoặc là chạm tới vấn đề kia. Khi hỏa diễm đầy trời lui lại, Khương Phàm ôm lấy Đông Hoàng Như Ảnh đang hôn mê, về tới trước mặt mọi người. Đám người tụ tập rối rít nói lời chúc mừng, kích động đến khó tự đè xuống được. Rốt cuộc bọn hắn cũng có được thần linh chân chính. Quá khó khăn. Một ngày này thật sự là bọn hắn chờ quá khó khăn. Khương Phàm thành thần không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn có lực lượng chân chính cùng tất cả thần tộc, không còn chỉ là bỏ mạng chém giết, lấy mạng đổi mạng, càng mang ý nghĩa Khương Phàm không thể nào lại bị tùy tiện chém giết. Có thể mang theo bọn hắn đi càng xa hơn. Chu Tước thần cấp, niết bàn kinh khủng, bản thân nghịch thiên, thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể là đối thủ. Khương Phàm hộp gấm đưa cho thiên hậu. Đây là linh quả thần thụ mà yêu đồng tặng, hắn nói bên trong có rất nhiều khí tức truyền thừa, còn có linh khí thần nguyên. Nàng thử kích phát tiềm lực linh văn của nàng một chút, hẳn là có thể giúp nàng đạt tới thánh linh đại hoàn mãn. Thiên hậu nhận lấy hộp gấm. Chiến tranh mà chúng ta mong muốn là sau nửa tháng nữa. Đến lúc đó hẳn là ta đã có thể xuất quan.
Khương Phàm đang muốn an bài chiến tranh tiếp theo, nghe vậy thì lông mày hắn có chút nhăn lại. Sau nửa tháng, ta bế quan bao lâu? Bây giờ là ngày 27 tháng 12. Sau nửa tháng, không phải tháng là giữa tháng 1 sao? Kế hoạch lúc trước của chúng ta, không phải cuối tháng 1 sao? Khương Phàm không nghĩ tới mình lại bế quan lâu như vậy, nhưng dựa theo mưu đồ, bọn hắn là muốn bôn tập Xích Thiên Thần Triều trước đầu tháng 1, sau khi tạo thành giả tượng trọng thương, lại lao tới Côn Lôn. Dựa theo mưu đồ trước đó, chúng ta sẽ khởi xướng cuộc chiến Côn Lôn vào cuối tháng 1, nhưng trong thời gian này lại phát sinh một việc nhỏ xen giữa, vì để tránh cho tin tức thực truyền đến Thiên Khải, chúng ta phải hành động nhanh một chút, ngày 10 tháng 1 phải hành động, dự tính ngày 15 tháng 1 xuất hiện ở Côn Lôn quỷ giới. Nhạc đệm gì? Phù sinh hội là gián điệp Xích Thiên Thần Triều phái tới. Cái gì? Khương Phàm lập tức quét ánh mắt bén nhọn về phía bọn người Chu Bất Dĩ, Kiều Vạn Niên. Bọn người Chu Bất Dĩ lập tức cúi đầu, không dám đối mặt. Không biết là bởi vì hoảng hốt hay là do khí thế của Khương Phàm sau khi thành thần kia quá mạnh, một ánh mắt quét tới đã khiến bọn hắn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Bọn hắn không có phát hiện, là do Hướng Vãn Tình phát hiện. Chúng ta thuận thế làm một trận bố cục. Thiên hậu giới thiệu sơ lược những gì trải qua trước đó, tránh khỏi một ít nơi mẫn cảm. Khương Phàm nhìn thẳng mắt thiên hậu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các ngươi, tự đưa mình làm con tin, đưa đến trước mặt Chu Thiên Thần Điện. Các ngươi, còn tiết lộ kế hoạch chúng ta tới Thiên Khải Liệp Thần cho Chu Thiên Thần Điện rồi. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Nếu như lúc ấy Chu Thiên Thần Điện lựa chọn Xích Thiên Thần Triều. Khương Phàm lập tức nghiêm khắc, thanh âm đều cao hơn mấy phần, nhưng lời răn dạy đến miệng vẫn bị đè lại. Đám người tụ tập ở xung quanh đều rủ tầm mắt xuống, đối với trận hành động mạo hiểm này, đa số là sau đó bọn hắn mới biết. Cứ việc xem như thành công, hiệu quả còn rất đặc sắc, nhưng số đông đều rất không đồng ý mạo hiểm như thế này. Dù sao cả tràng hành động cũng đều là phỏng đoán, dù cho là suy đoán có chuẩn xác, lại bận tâm đủ đến các mặt, chung quy thực tế vẫn có khoảng cách với phỏng đoán. Một khi Thiên Hậu và Hướng Vãn Tình phỏng đoán sai, hoặc là chuyện ngoài ý muốn khác, các nàng đều sẽ biến thành tù binh. Bọn hắn không tưởng tượng nổi hậu quả như vậy sẽ có nghiêm trọng đến cỡ nào. Khương Phàm nhíu mày nhìn về hướng Hướng Vãn Tình, Hướng Vãn Tình đứng ở phía sau đám người, cũng buông thõng tầm mắt. Bầu không khí chúc mừng dần dần trở nên một ngạt. Lồng ngực Khương Phàm phiên trào thật lâu, cuối cùng vẫn không bộc phát ở trước mặt mọi người, nhưng vẻ mặt lại vô cùng âm trầm. Mặc dù hắn thường xuyên mạo hiểm, cũng thường xuyên điên cuồng, nhưng những chuyện này chỉ có thể là hắn tuyệt đối không hy vọng nữ tử của mình, hoặc là người bên cạnh mình đều bắt chước hắn, không theo quy tắc bình thường, lấy mệnh đánh cược. Dù cho kết quả thành công rất dụ hoặc, nhưng cái giá thất bại lại càng nặng nề hơn. Kiều Hinh tranh thủ thời gian đi đến trước mặt Khương Phàm, cười nói. Nói cho chàng một tin tức tốt, địa ma thụ đã thức tỉnh. Thiên hậu tự mình kiểm tra thực lực của nó. Là Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Thế nào, vui mừng không, không có để cho chàng thất vọng chứ? Dạ An Nhiên cũng nói. Lúc trước nuốt di cốt Liệp Thiên Ma Hoàng, lần này xem như đã luyện hóa triệt để. Chủ thể thai nghén trong huyết hải địa ma thụ cũng đã vô cùng cứng rắn, có thể so với hắc ma tộc. Địa ma thụ trải rộng hoàn toàn quy mô có thể đạt tới 800 dặm, số lượng xúc tu có tới 1.000 sợi, hoàn toàn chính là một pháo đài chiến tranh di động. Trong khoảng thời gian này chúng ta còn diễn luyện qua với nhau, võ giả không gian có thể hình thành phối hợp rất tốt ở bên trong dây leo, tăng cường lực sát thương cho địa ma thụ, Ngưu Chính Nguyên tộc trưởng cùng Hồng Hoang Thiên Long cũng có thể xen lẫn ở bên trong, cũng sẽ biến thành chiến binh cường đại. Sắc mặt Khương Phàm hơi chậm lại, nhìn về phía bọn người Lý Dần. Đều chuẩn bị thế nào? Một kẻ cũng không rơi, toàn đột phá. Hàn Ngạo, Lý Dần, Khương Bân, Chu Thanh Thọ. Đồng thời về phía trước, kiêu ngạo tuyên bố. Mặc dù là Chu Thanh Thọ vừa mới đột phá mấy ngày trước, nhưng cuối cùng xem như cũng đã đuổi theo kịp đội ngũ. Thánh Vương Cảnh, Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, Du Cảnh Chiến cũng đều thuận lợi đột phá. Đột phá, Ngô Thiên Khải cũng vỗ vỗ lồng ngực, kiêu ngạo tuyên bố. Có thể nói là trong hơn nửa năm này bọn hắn đều chịu nhiều đau khổ. Vì để kích phát tiềm lực. Điên cuồng chém giết, chủ động cầu ngược, vì để mau chóng đột phá, bọn hắn không ngừng dùng đan dược giữ vững tinh thần, cơ hồ đều cảm giác không có ngủ qua được mấy ngày, hận không thể bẻ thời gian một ngày thành hai ngày. Thời gian không phụ người có lòng, thần binh sở thuộc, toàn bộ đều đã đột phá, ngũ hành sở thuộc,
trừ Yến Khinh Vũ ra, cũng đều đột phá toàn bộ. Cho đến bây giờ, số lượng thánh hoàng của thế giới hỗn độn đã đạt tới 13 vị, thánh vương đã tới 40 vị, đội hình cường hãn như thế, hoàn toàn có tư cách quét ngang Thương Huyền. Bầu không khí theo đó mà dần nóng bỏng hơn, nếu như không phải là vì cuộc chiến Côn Lôn, bây giờ bọn hắn cũng hận không thể khởi xướng chiến tranh với Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều rồi. Khương Phàm hỏi, thế giới mới nơi đó có tin tức không? Đan Hoàng lắc đầu, còn không có. Man Hoàng chiến tộc liên hệ không? Liên hệ, nhưng cụ thể có tham gia hay không thì còn cần chúng ta lại đi liên hệ trước khi khai chiến. Chu Thiên Thần Điện nơi đó, chúng ta đã an bài không võ giám sát mật thiết, hơn nửa tháng nay, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không liên hệ có cùng bên ngoài. Người của Xích Thiên Thần Triều bái phỏng qua mấy lần, nhưng họ đều không có tiếp kiến. Khương Phàm lại hỏi, Thượng Thương Cổ Thành có đào ra được bảo bối gì không? Không có có. Tặc Điểu và Đại Tặc đồng thời mở miệng, chỉ là câu trả lời lại không đồng nhất. Đều nói rồi, đây là không phải. Không phải, ngươi không hiểu sao? Tặc Điểu trợn trắng mắt. Tinh thần nghề nghiệp này của ngươi có vấn đề sao? Phát hiện tình huống thì phải kiên trì tới cùng. Đào xuống chút nữa, đào xuống đi, khẳng định có. Đại Tặc lập tức phản bác. Ngươi cũng đã đào xuống 10 ki, lô, mét, đào đứt 3 địa tầng, đào xuống chút nữa. Linh mạch dưới mặt đất đều muốn bị ngươi đào gãy mất. Đó chính là linh mạch ba động, đừng bướng bỉnh. Đại vương cũng bĩu môi. Ta cũng đã dò xét xuống nữa, đúng là linh mạch. Không thể lại đào nữa. Phía dưới Thượng Thương là nơi số lượng lớn linh mạch giao hội, một khi nổi lên ngoài ý muốn, không chỉ sẽ liên lụy linh mạch dưới mặt đất toàn bộ trung vực, cũng có thể sẽ dẫn phát năng lượng bạo động, thuận theo địa tầng bao phủ Thượng Thương. Cổ tác nhân cũng an ủi. Dưới mặt đất khẳng định có đồ. Có đồ tốt. Đại Tặc rất kiên trì. Khương Phàm ngắt lời, nói. Sau khi trở về chiến trường Côn Lôn, các ngươi lại nghiên cứu. Thiên Hậu, lập tức bế quan, Côn Bằng, các ngươi đều bồi tiếp, những người còn lại làm chuẩn bị cuối cùng. Thế giới hỗn độn, tới gần Xích Chi Đại Liệt Cốc. Đông Hoàng Thánh Kiệt, lập tức tiến về Thần Dụ Chi Hải, liên hệ thế giới mới. Nếu như bọn hắn làm quyết định, mau chóng tới. Ngày 13 tháng 1, chia binh hai đường. Đến Thiên Khải và U Minh. Thiên Khải chiến trường, do ta phụ trách, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Như Ảnh, hai vị phối hợp. Cuộc chiến tại địa ngục, do Thiên Hậu phụ trách. Toàn bộ võ giả không gian, cao giai niết bàn cảnh trở lên đều tham dự, bán thánh còn lại trở lên, toàn bộ cũng đều tham chiến. Cổ tác nhân, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đi đến náo nhiệt một chút. Hành động cụ thể, nhìn tình thế địa ngục cùng Thiên Khải thay đổi mà định ra. Lĩnh mệnh. Toàn thể hô to, bầu không khí lập tức nóng như lửa. Cuộc chiến Côn Lôn, nhất định là một trận chiến tranh gian nan, hỗn loạn, càng tràn ngập biến cố, nhưng tương tự là cũng sẽ quyết định vận mệnh chiến tranh Thương Huyền. Nếu như có thể đạt tới mong muốn, thực lực tổng hợp của thế giới hỗn độn sẽ tăng lên gấp bội, tương lai phần thắng khi nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như không đạt được mong muốn, không, không thể không đạt được. Bọn hắn bỏ mạng chém giết tại Thương Huyền, chính là vì nghênh chiến Thiên Khải. Không có mong muốn không đạt được, chỉ có bọn hắn có đủ cố gắng hay không, có dùng hết toàn lực hay không. Thiên Hậu bế quan, luyện hóa linh quả thần thụ. Trước đó tiềm lực của nàng đã được kích phát, tới gần Thánh Hoàng Đại Hoàn Mãn, viên linh quả thần thụ này do yêu đồng chuyển tặng rất quý giá, hẳn là có thể thuận lợi thôi động nàng tiến đến Thánh Hoàng Đại Hoàn Mãn. Nhưng đối với Thiên Hậu mà nói, mong đợi thật sự chính là linh văn thần cấp. Ngự thiên linh văn đạt tới thần cấp linh văn mới có thể kích phát ra tiềm lực càng sâu, ví dụ như chấp trưởng càn khôn. Côn Bằng, Đằng Xà, Kim Ô, Kim Hống, còn có Mặc Kỳ Lân, Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Thiên Bằng, Luân Hồi Huyết Sư, Huyền Quy, đều đang mong đợi Thiên Hậu đột phá và trưởng thành. Thánh Hoàng Đại Hoàn Mãn, đây chính là tồn tại cấp bán thần. Thân thể hay thậm chí là linh hồn cũng đã bắt đầu bước lên thần cấp, kích phát đối với bọn chúng khẳng định là xưa nay chưa từng có. Khương Phàm thì bắt đầu lĩnh hội, không gian thông thiên, tại tầng thứ 8 của thông thiên tháp. Không gian thông thiên, có thể trấn áp bầu trời, giam cầm càn khôn, giống nhau tầng lao ngục cuối cùng của thông thiên tháp. Chỉ cần có thể khống chế tầng này thì có thể đả thông bầu trời, thẳng tới chiến trường Thiên Khải. Cũng chỉ có đả thông không gian này. Mới có thể thật sự tái hiện thần uy của thần khí, hình thành lao ngục lĩnh vực trấn áp Sơn Hà, U Minh, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc.
Khương Dương và Khương Hách đã bị khống chế, chờ chàng xử lý. Trước khi Khương Phàm bế quan, Hướng Vãn Tình tìm đến hắn. Ai? Khương Phàm lắc đầu. Hắn vẫn biết tâm trí hai người kia có vấn đề, nhưng nghĩ tới bọn hắn đời đời kiếp kiếp chịu khổ, hắn có thể hiểu được, cũng có thể chấp nhận, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại náo ra loại chuyện hỏng bét này. Chuyện lần này, nói nghiêm trọng, là bọn hắn tiết lộ bí mật của chúng ta, nói không nghiêm trọng, trên thực tế bọn hắn chỉ là khoác lác với một nữ tử mà thôi. Dù sao, bọn hắn cũng không biết Phù Sinh Hội là nội gián, là bị lợi dụng. Hướng Vãn Tình cảm thấy hổ thẹn trong lòng, dù sao cũng là nàng giật dây Kiều Hinh, chủ động lợi dụng huynh đệ Khương gia. Bọn bây giờ hắn bị nhốt ở đâu? Trong địa lao. Thả bọn hắn ra, chọn một mảnh núi rừng, phạm vi không nên quá nhỏ, để bọn hắn có thể tự do hoạt động. Bọn hắn muốn cái gì, có thể thỏa mãn thì hãy thỏa mãn, nhưng quãng đời còn lại. Đừng cho bọn hắn đi ra ngoài nữa. Khương Phàm cảm thấy hổ thẹn đối với Khương gia, dù sao đó cũng là mẫu tộc của hắn, cũng chỉ còn thừa hai độc đinh này, hắn không thể làm quá phận. Chờ tương lai tất cả đều kết thúc, hắn có tinh lực có thời gian, lại nghĩ cách chỉ dẫn bọn hắn. Nếu như có thể chuyển biến tốt thì tiếp tục bồi dưỡng. Nếu như thực sự không cách nào sửa được nữa, chỉ có thể quay lại. Tâm lý của bọn hắn vặn vẹo, là hoàn cảnh sinh hoạt mà ra. Sau khi ta thỉnh giáo Nạp Lan Thanh Cảnh, đã nghĩ đến một cái biện pháp, có thể thanh trừ tất cả ký ức của bọn hắn, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Chuyện này mặc dù nghe rất tàn nhẫn, nhưng loại bỏ ký ức, cũng có thể loại bỏ những đau đớn và thù hận đã từng không tốt kia của bọn hắn, cũng coi là một loại giải thoát. Nạp Lan Thanh Cảnh còn có thể thanh trừ ký ức. Nguyệt Nhãn Linh Văn còn cường đại hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Hắn có thể nhìn trộm lòng người, có thể ảnh hưởng nỗi lòng, có thể kích phát ra tâm thiện và ác ở sâu trong nội, sau khi đạt tới cực hạn, còn có thể rút ký ức ra, tịnh hóa linh hồn. Hắn nói cho nàng, chính ta cha, hắn rất điệu thấp, cũng rất quái gở, không muốn giao lưu quá mức cùng người khác, có lẽ là, đôi mắt có thể nhìn trộm lòng người kia của hắn, có thể tại thời điểm đang giao lưu cùng người đó thì đã biết mục đích, ý nghĩ, cùng thiện ác của họ, loại cảm giác này. Sợ là chúng ta không dễ hiểu. Bây giờ hắn còn ở đây không? Hắn còn muốn chạy nhưng đã bị tỷ tỷ của ta giữ lại. Khương Phàm lắc đầu, vẫn muốn dùng Nạp Lan Thanh Cảnh, nhưng Nạp Lan Thanh Cảnh ngay cả chuyện khôi phục hai mà hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận, nói rõ hắn còn luôn áy náy đối với tội ác hắn giết chết đại ca của hắn nên mới tình nguyện trừng phạt mình một cách quái gở như thế, cũng không nguyện ý phóng xuất năng lực của mình ra. Trước tiên hãy giữ Thanh Cảnh lại, đừng ép buộc hắn. Quay hai huynh đệ Khương Dương và Khương Hách lại trước, sau này sẽ xử lý. Được rồi, ta đi xử lý. Hướng Vãn Tình quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Khương Phàm gọi lại. Cái kia chủ ý, là nàng đưa ra sao? Hướng Vãn Tình không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng khẳng định. Ta phải nói, làm rất tốt, làm phấn khích, ta cũng nên nói một tiếng. Cảm ơn nàng. Giọng Khương Phàm nhẹ nhàng chậm chạp, lại trực kích nội tâm Hướng Vãn Tình. Giữ một cái chớp mắt này để nàng kiêu ngạo kiên cường bất chợt mông lung khóe mắt. Khương Phàm hít sâu, chậm rãi thở ra. Nhưng, ta thật không hy vọng lại có lần tiếp theo. Ta có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của ta, nhưng ta không chịu đựng nổi bất cứ người nào trong các ngươi. Gặp bất trắc. Hướng Vãn Tình có chút cúi đầu, hai mắt bịt kín một tầng hơi nước. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội thông thiên tháp. Hướng Vãn Tình quay đầu, hai con người với hơi nước mông lung nhìn Khương Phàm ở bên trong một chút, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Ngày mùng 8 tháng 1, thế giới hỗn độn giáng lâm Xích Chi Đại Liệt Cốc. Từ bán thánh đến thánh linh, từ thánh vương đến thánh hoàng, cũng lần lượt xuất quan vào hôm nay. Hơn 10 ngày tu dưỡng điều chỉnh, trạng thái của bọn họ tăng lên tới tốt nhất. Các luyện đan sư dùng hết khả năng luyện chế đan dược, cũng đều lần lượt phân phát đến trong tay đám người. Đan dược chủ yếu chia làm bổ sung linh lực, chữa trị linh hồn, cùng với chữa thương. Bởi vì bọn họ là tác chiến nơi địa ngục, một khi linh lực hao hết, chẳng khác nào dã thú không có răng nanh, mặc cho quỷ xâm lược, cho nên đan dược bổ sung linh lực là cực kỳ quan trọng. Bởi vì muốn tác chiến cùng quỷ tộc, đầu tiên là phải bảo vệ linh hồn. Đan dược chữa thương lại càng không cần phải nói, chiến đấu thảm liệt nhất định sẽ có thương vong, có thể còn sống trở về hay không. Trình độ rất lớn phải dựa vào đan dược duy trì. Ngày 11 tháng 1, đột phá được mong đợi nhất sốt cuộc cũng đã hoàn thành. Thiên hậu biến đổi linh văn,
chính thức tiến đến thần phẩm, cảnh giới đạt tới Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Nhận thần văn cùng cảnh giới tăng lên 2 tầng đã kích thích 9 đại khế ước thú phát sinh thăng hoa huyết mạch cùng tăng thực lực lên. Luân hồi huyết sư đột phá cực kỳ khó khăn rốt cuộc cũng đã tiến vào thánh linh cảnh, huyền quy, thiên bằng, thất thải thôn thiên mãng, nhao nhao đạt tới thánh linh đỉnh phong, hai đại chiến thú tổ mạch kim hống và đằng xà này thì song song bước lên cảnh giới thánh vương, kim ô, côn bằng, mặc kỳ lân, đều đội lên thánh vương đỉnh phong. Kỳ thật trước đó côn bằng và mặc kỳ lân là thuộc về thánh vương đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến loại cảnh giới thánh hoàng tôn quý kia, tuyệt đối không phải chỉ do thiên hậu kích phát thì sẽ có thể làm ngay được. Cái này cần chính bọn chúng cố gắng trong tương lai. Tuy nhiên, viên thịt tỏa sáng kia của Mặc Kỳ Lân rốt cuộc cũng đã phá kén, hóa thành cái đầu ánh sáng hoàn toàn mới. Cái đột phá này tới quá quan trọng, nó mang ý nghĩa thiên hậu có thể kích phát lực lượng ánh sáng, cũng có thể tiếp quản Quang Minh Thần Kiếm. Xuất chinh. Thiên hậu cưỡi Mặc Kỳ Lân, cầm Quang Minh Thần Kiếm trong tay, tiếng thét lên ra lệnh mát lạnh vang vọng toàn trường. Giống. Mặc Kỳ Lân đong đưa chiến khu. Sáu cái đầu phát ra tiếng gào thét hùng hậu, chấn động ngàn dặm sông núi. Xuất chinh, xuất chinh. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Diễm, Thái Dương Kim Ô, Ngưu Chính Uyên và tất cả cường giả xuất chinh cùng hò hét, thanh triều hùng hậu, chiến ý sôi trào, như là đốt lên thế giới hỗn độn. Giống. Địa ma thụ dơ lên hơn 1000 sợi dây leo giống như 1000 con ác long, cuồng kích đại địa, chiến khu kéo dài 800 dặm giống như một dãy núi khủng bố ầm vang dâng lên. Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Trấn Nguyên cùng với các cường giả không gian tản mát trên dây leo, liên thủ giơ nó lên. Địa ma thụ giống như siêu cấp pháo đài di động, quấn chặt lấy tất cả cường giả, dưới sự dẫn dắt của thiên hậu, nó rơi xuống thế giới hỗn độn, xông vào luân hồi bí cảnh, lao tới U Minh địa ngục. Khương Phàm đưa mắt nhìn bọn người thiên hậu rời khỏi, sau đó cũng rời khỏi thế giới hỗn độn, ngắm nhìn phương Tây xa xôi, chờ đợi yêu đồng đến. Hành động trước thời hạn. Cũng đã được đi thông báo. Không biết nơi đó sẽ làm ra dạng gì quyết định. Còn có, Man Hoang Chiến Tộc và Chu Thiên Thần Điện. Man Hoang Chiến Tộc, Đế Tổ, ngài sẽ đích thân đi qua sao? Man Thiên Cương cung kính hỏi Đế Tổ đã xuất quan. Khương Phàm không biết tình huống chúng ta nơi này, nhưng hẳn là người tại Thiên Khải đều biết, bọn hắn đều đang đợi ta sao có thể vắng mặt. Đế Tổ cảm nhận được lực lượng đã lâu, lộ ra răng nanh sắc bén. Mặc dù chỉ là khôi phục được cảnh giới thần cấp, nhưng cuối cùng cũng có chút thực lực. Không biết Khương Phàm đang mưu đồ hành động gì, nhưng hẳn là không nhỏ được. Hắn không cần Khương Phàm bố thí di cốt gì cả, lần này, hắn sẽ tự mình đi lấy. Thiên Khải đông đảo cổ tộc, ta lo lắng có người sẽ nhận ra ngài, hoặc là phát giác được đế khí trên người ngài. Man Thiên Cương đương nhiên chờ mong có thể đi theo đế tổ chinh chiến Thiên Khải, nhưng thực lực đế tổ đã bắt đầu khôi phục. Đế uy cũng đã bắt đầu phóng thích, khó tránh khỏi sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ. Ta đã thành thần, không sợ thiên hạ. Mặc dù Man Hoang đế tổ chỉ là khôi phục cảnh giới thần cấp, nhưng nếu thật muốn bạo phát, phía dưới đế quân thì không có ai là đối thủ của hắn. Mà huyết ma tộc đã bị chọc giận, lúc nào cũng có thể sẽ trừng trị nơi này, hắn muốn bảo trụ Man Hoang thì phải nhanh chóng mạnh lên, mà biện pháp mạnh lên trực tiếp nhất, chính là chiến tranh. Chiến tranh, chiến tranh. Lần này Khương Phàm tới vừa đúng lúc, rất kịp thời. Đế tổ có thể dẫn đầu chúng ta, không thể tốt hơn. Man Thiên Cương cung kính hành lễ, chiến khu tráng kiện khổng lồ chậm rãi căng cứng, trong cơ thể thô to khuấy động chiến ý bành trướng. Ở bên ngoài Man Hoang Đại Điện, toàn bộ nhân ma cao giai niết bàn cảnh trở lên đều đã tập kết, gương mặt dữ tợn, miệng rộng đầy răng nanh, chiến khu khổng lồ khuấy động ma uy kinh khủng, hai cánh vặn vẹo không gian. Bọn hắn đã sớm tập kết. Chỉ đợi gửi thư. Lại căn cứ tình huống Khương Phàm cung cấp mà quyết định xuất chinh bao nhiêu người. Ngày 11 tháng 1, ở thời điểm bọn người thiên hậu đuổi giết U Minh, Đông Hoàng cản đến Man Hoang. Man lão quái, làm ra quyết định kỹ càng rồi. Man Thiên Cương ở bên ngoài cổ địa, nghênh đón Đông Hoàng cản. Mục tiêu của các ngươi là cái nào? Sinh tử giới. Sinh tử giới, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta làm một cái bẫy ở nơi đó. Lấy Tu La làm mồi nhử, dẫn phát U Minh đại loạn, đế tộc Thiên Khải tất nhiên sẽ giáng lâm. Chúng ta chia binh hai đường, một đường phối hợp tác chiến tại U Minh, một đường phản kích tại Thiên Khải. Nếu như các người muốn tham gia, lập tức lên đường, theo ta đến Xích Chi Đại Liệt Cốc. Khương Phàm đang ở nơi đó trùng kiến trụ trời, phá không trời, đến Thiên Khải. Man Thiên Cương ngưng tụ huyết mâu,
nhìn chằm chằm Đông Hoàng Càn. Các ngươi dám bố cục ở sinh tử giới, các ngươi. Thật to gan, không sợ đảo loạn sinh tử lưỡng giới. Đông Hoàng Càn hừ lạnh. Chúng ta không sợ, các ngươi sợ. Man Thiên Cương nhìn chằm chằm Đông Hoàng Càn. Không sợ. Vậy còn chờ gì, đây là một phần đại lễ Khương Phàm đưa cho các ngươi, mở ra cánh chim mà các ngươi đã cất kỹ. Nếu như trận chiến này thành công, man hoang chiến tộc các ngươi sẽ không cần lại nhìn sắc mặt huyết ma tộc mà làm việc. Các ngươi, Man Thiên Cương còn muốn hỏi cụ thể tình huống chuẩn bị, nhưng lời vừa tới miệng lại đè xuống. Cái này hoàn toàn không cần thiết phải hỏi, nếu Khương Phàm muốn xuất chinh, khẳng định đều đã chuẩn bị tốt các mặt, bọn hắn cứ tham dự là được. Đuổi theo không, chúng ta tranh thủ thời gian. Ngươi đi trước, chúng ta sẽ đến sau ngay. Man lão quái, ngươi cho rằng ta bị thiểu năng trí tuệ sao? Lập tức đi theo ta, để lại người giữ của cần thiết, các bán thánh khác trở lên, toàn bộ xuất phát. Các ngươi có thể bồi dưỡng tân thần hay không, có thể thoát khỏi huyết ma tộc hay không, có thể thủ vệ Thương Huyền sau này hay không, thì phải nhìn trận chiến này. Đông Hoàng Càn đưa ánh mắt đe dọa nhìn Man Thiên Cương. Man Thiên Cương và Đông Hoàng Càn nhìn nhau một lát, lại hướng sang bên cạnh nghiêng thân thể, chậm rãi khom người xuống đối với bầu trời. Ngươi làm cái gì vậy, đau thắt lưng. Đông Hoàng Càn cau chặt lông mày. Mặt mo Man Thiên Cương hơi trầm xuống, không để ý tới hắn, tiếp tục hành lễ đối với bầu trời. Nói chuyện đi chứ, không động được. Làm sao, thân thiết rồi. Lão ma trách, ngươi đừng giở trò lừa bịp với ta. Đông Hoàng Càn đang muốn quát tháo, lại đột nhiên tập trung vào mê vụ lượn lờ nơi bầu trời. Mê vụ mãnh liệt, bầu trời vặn vẹo, hư không hắc ám giống như xốc lên đại mạc bại lộ ở trước mặt hắn. Đại ma đầy vảy đen trải rộng thâm không, thân cao 20-30 mét, hình thể tráng kiện, cơ bắp khoa trương, hai cánh tụ tập ở sau lưng, phía trên bỏ đầy đường vân hư thiên đặc biệt. Man hoang chiến tộc, đã tập kết. Ở phía trước nhất bọn ma quái này lại là một tên tương đối, nhỏ nhắn xinh xắn, ma quái vảy đỏ chỉ có cao 10 mét, đỉnh đầu có hai cái sừng, hơi có vẻ gầy gò, nhưng trong đôi mắt ác này lại như là thời gian đang chảy xuôi biến thiên thâm thúy, khuấy động núi thây biển máu giết chóc. Cho dù cách hư không, Đông Hoàng Càn vẫn đều cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, cánh tay phải của thần đều không tự chủ mà kéo căng. Mục tiêu của Khương Phàm là Côn Lôn. Ha ha, có ý tứ. Chúng ta, tham gia. Man Hoàng Đế Tổ nhếch miệng, răng nanh ẩn hiện. Vốn cho rằng là phát động một trận đại chiến tại Thiên Khải, đi săn thần ma, không nghĩ tới lại là sinh tử giới. Có ý tứ, ha ha, thật có ý tứ. Ngươi là ai? Đông Hoàng Càn cau mày. Hắn cảm nhận được thần uy. Ma tổ thức tỉnh. Man Thiên Cương bay lên không, xông vào hư không, đứng ở bên cạnh đế tổ. Ma tổ. Đông Hoàng Càn âm thầm hồi hộp, bên trong man hoang cổ thành lại còn một lão quái vật đang ngủ say như thế. Ngủ say từ lúc nào? Tiểu gia hỏa, dẫn đường. Đế tổ bẻ bẻ cổ, không thể chờ đợi. Tiểu gia hỏa. Đông Hoàng Càn cau chặt lông mày, bản giáo tôn đều đã hơn 1000 tuổi. Chu Thiên Thần Điện. Trong một tháng, bọn hắn đã phong cấm toàn diện, từ chối Xích Thiên Thần Triều xin gặp, toàn thể đều bế quan. Chu Thiên Thần Tôn đã làm ra quyết định. Một cái quyết định chân chính, không muốn lại thay đổi nữa. Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa, Tần Thiên Hồng, bốn vị thánh hoàng toàn bộ đều tham chiến. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại là lực lượng mạnh nhất của bọn hắn. Ngay cả Thần Điện đều không tuân thủ. Bởi vì Xích Thiên Thần Triều không biết nơi này hư thực, lại không dám tùy tiện tập kích Đồng Liêu. Coi như phát hiện ra vấn đề, muốn xuất động, đến lúc đó bọn hắn đều đã trở về. Khi Đông Hoàng Như Ảnh đến nơi này, cửa Bắc đã rộng mở trước tiên. Chu Thiên Thần Tôn không có nói nhảm dư thừa, chỉ là hỏi một câu. Thời gian, địa điểm. Đông Hoàng Như Ảnh nói thẳng. Ngày 13 tháng 1 xuất chinh, địa điểm Thiên Khải Chiến Trường, mục tiêu. Sinh tử giới. Lấy Tu La làm mồi nhử, dẫn bạo chiến trường Côn Lôn, kích thích quần hùng Thiên Khải đuổi giết U Minh. Chúng ta chia binh hai đường, giáp công chiến trường, săn giết thần ma. Sinh tử giới, chiến trường Côn Lôn, không uổng công ta chờ mong một tháng, xuất phát. Chu Thiên Thần Tôn vung tay lên, không có đủ loại lo lắng, không có lặp đi lặp lại phỏng đoán nữa, giờ phút này hắn là một thân nhẹ nhõm, chiến ý dâng cao, như là về tới thời gian đã từng. Như là tìm về với chính mình. Chiến trường Côn Lôn. Tần Thế Võ và đám người hít vào từng ngụm khí lạnh, sau khi hồi hộp,
toàn thân lại nổi lên sóng nhiệt đã lâu chưa có lại. Sáng sớm ngày 13 tháng 1, phế tích khe nứt lớn. Sắc trời còn chưa có hoàn toàn sáng, Chu Thiên Thần Tôn đã dẫn đầu đến đây. Ngươi thành thần, đúng vậy nhỉ, ngươi cũng nên thành thần. Chu Thiên Thần Tôn bước ra từ hư không, đầu tiên ánh mắt đã rơi xuống trên thân Khương Phàm đang đứng đợi ở đấy. Khương Phàm cứ việc cố ý khắc chế khí tức, nhưng vẫn phát giác được cái thần uy đang phun trào khắp toàn thân hắn kia, hai con người sáng tỏ trong lúc mở ra như là có hai tôn chú tước yêu hoàng muốn vỗ cánh bay ra. Hắn thành thần, phần thiên thần hoàng, đã trở về. Tần Thế Võ mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm, người khác không có trải qua trận kịch biến ngàn năm trước kia, nhưng hắn lại là người đã tự mình trải qua. Hoan nghênh gia nhập. Khương Phàm chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị hoan nghênh. Chu Thiên Thần Tôn cũng không có nhiều lời, gật đầu làm đáp lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hai bên chỉ là bởi vì cùng gặp phải nguy cơ đế ước mà tạm thời hợp tác. Bất luận là bây giờ, hay là tương lai, đều khó có khả năng trở thành cái gọi là bằng hữu. Thỏa hiệp lớn nhất của bọn hắn, chính là kề vai chiến đấu. Quan hệ hoàn mỹ nhất của bọn hắn, chính là cùng tiến cùng lui, không có phản bội hay hãm hại. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến đêm khuya, Khương Phàm đều đứng tại không trung, nhìn qua phương xa, yên lặng chờ đợi. Nhưng hắn không phải ngóng nhìn Đông Bắc, mà là phương Tây. Chu Thiên Thần Tôn cũng cảm thấy kỳ quái, đây là đang chờ ai? Đêm khuya, tinh không đột nhiên oanh động, hắc ám vặn vẹo, không gian sụp đổ. Các cường giả bán thánh trở lên của man hoang chiến tộc liên tiếp giáng lâm. Khương Phàm và Chu Thiên Thần Tôn tập trung vào phía trước nhất của đội ngũ trước tiên. Vào tôn nhân ma màu đỏ được bị hai vị thánh hoàng là Man Thiên Cương, Man Thiên làm bạn kia. Bọn hắn cau chặt lông mày, đây là khí tức gì? Thần sao? Khương Phàm, hân hạnh, đây là, Chu Thiên Thần Tôn, ha ha, càng có ý tứ. Đế Tổ cười, một kẻ là thần hoàng Chu Tước, một kẻ là Chu Thiên Chiến Thần, tam thần liên thủ, nếu như tập kích, hiệu quả kia. Rất đáng được chờ mong. Đông Hoàng Càn đi đến bên cạnh Khương Phàm, giới thiệu nói. Hắn là cổ thần tỉnh lại trong tổ từ man hoang. Trong tổ từ man hoang còn có thần. Khương Phàm lặp đi lặp lại dò xét tên ma quái đỏ kia, hắn lại phát giác được mấy phần cảnh giác. Đế Tổ nói, nếu đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Ta không hạn chế bất cứ hành động gì của các ngươi, đến lúc đó toàn bằng ý nguyện làm việc. Nhưng, ta muốn nói rõ ràng từ sớm, cục, là chúng ta bày, nhưng tình huống cụ thể trong này như thế nào, lại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chúng ta không dám dự đoán, cho nên ta hy vọng giữa ba bên chúng ta có thể hình thành hai cái ăn ý. Đầu tiên, mới bắt đầu tập kích, tốt nhất có thể liên thủ hợp tác, phá tan nhất cổ tác khí của bọn hắn, tách ra, tận lực chém giết một thần ma. Thứ hai, không cần bởi vì cướp đoạt con mồi mà nội đấu, lấy săn giết làm chủ trước, sau đó lại căn cứ thu hoạch mà phân phối. Còn tỷ lệ phân phối, các ngươi cứ việc yên tâm, vì Thương Huyền, vì để sau này còn có thể hợp tác. Ta sẽ không bởi vì trận chiến tranh này mà cùng các ngươi náo ra không thoải mái. Khương Phàm nói xong lại nhìn về phía Chu Thiên Thần Tôn và Man Hoang Đế Tổ. Đồng ý. Chu Thiên Thần Tôn nói đầu tiên. Có thể. Man Hoang Đế Tổ cũng coi như đồng ý. Khương Phàm quan sát phương Tây lần cuối cùng, sau đó tế lên Thông Thiên Tháp. Chờ cũng không kịp, không chờ nữa. Dị động tại U Minh cũng đã diễn biến càng quyết liệt. Thế giới U Minh yên lặng ngàn năm cứ như là muốn trở lại thời đại hỗn loạn trước đó. Quỷ tộc nơi này nhưng không có cái gọi là đạo lý và tính lý như nhân gian giới, bọn chúng bạo ngược, tàn nhẫn, điên cuồng hơn, cho nên đều đã nhao nhao tụ tập nói Côn Lôn quỷ giới. Nếu như tu la ngươi ở lại nơi này, vậy thì tốt, mục đích bọn chúng tập kết chỉ là trấn nhiếp thiên khải chiến trường. Nếu như tu la ngươi vi phạm ước định, mưu toan rời khỏi U Minh, vậy cũng tốt, chúng ta diệt ngươi. Đỉnh Côn Lôn, hồn thể của Tu La Phiêu đáng vặn vẹo, quan sát quần thể tam đại quỷ tộc tụ tập bên ngoài quỷ giới. Quỷ Hoàng Huyết Hà, Quỷ Hoàng Hoàng Tuyền, còn có Quỷ Hoàng Luyện Ngục. Diêm Bá lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Trong mong muốn của bọn hắn, có thể là hai vị chủ nhân quỷ giới tới, không nghĩ tới chủ nhân Luyện Ngục cũng đều từ tầng dưới chót U Minh đi ra. Quỷ Hoàng, đó là tồn tại giống như bán đế. Không giống với thần tôn, ma hoàng, yêu hoàng ở thế giới bên ngoài, nơi này chủ nhân quỷ giới đều là không có hạn chế tuổi thọ, bọn chúng là vô hạn tồn tại, mỗi kẻ đều tồn tại với thời gian vô tận, mà chỗ quỷ giới chính là lực lượng nguyên của bọn chúng, càng là vũ khí của bọn chúng.
Đế quân phía ngoài cũng không dám tùy tiện giáng lâm U Minh địa ngục, nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây. Một khi một vị đế quân nào đó không biết tốt xấu xông tới, chủ nhân quỷ giới tám phương nhất định sẽ quần công. Trong thế giới tử vong này, thực lực đế quân bị suy yếu, thực lực quỷ hoàng lại được phóng đại vô hạn, muốn ngươi chết ở chỗ này, ngươi thật đúng là khả năng chết ở chỗ này. Mà, đế quân bên ngoài cho tới bây giờ đều là không hợp, ai muốn vào đến đây gây sự, đầu tiên phải ngẫm lại mấy kẻ khác có nhân cơ hội này phong cấm ngươi tại U Minh hay không. Ba bên quỷ hoàng, không nghĩ tới bọn hắn lại coi trọng ta như vậy, ta là nên vui mừng, hay là nên bi ai đây? Tu La cảm nhận được áp lực nặng nề, mặc dù chỉ nhiều hơn một tên, nhưng đó là tồn tại tương đương với cấp bậc bán đế. Một khi bọn người Khương Phàm đến đây cứu vớt, quỷ hoàng giận dữ, pháp tắc sụp đổ, hậu quả kia thật rất khó đoán trước được. Mà tam đại quỷ hoàng tụ tập, tất nhiên cũng sẽ chấn động thiên khải. Một khi quần hùng thiên khải phát giác được bên ngoài Côn Lôn có tam đại quỷ hoàng chiếm cứ, hoặc là rút lui, hoặc là sẽ triệu tập càng nhiều cường giả, thậm chí có khả năng mang theo đế quân tọa chấn. Chúng ta cần kết thúc hành động này không? Diêm Bá cũng không nghĩ tới sẽ nháo đến loại cục diện này. Chỉ sợ bọn họ đã đang trên đường tới. Tu La ngẩng đầu, ngước nhìn xiềng xích trên vòng xoáy hắc phụ. Muốn tiếp tục, chỉ sợ chỉ có một cách. Diêm Bá nói nhỏ, nhưng không có nói tiếp. Chỉ có cách này. Tu La thu hồi ánh mắt, thả người nhảy xuống Côn Lôn nguy nga. Lúc trước rơi xuống U Minh chính là liên hệ chủ nhân huyết hà, do chủ nhân huyết hà ra mặt, liên hệ bảy đại quỷ giới khác, cho phép hắn tọa trấn Côn Lôn. Cái giá, hắn ký kết khế ước huyết hà cùng chủ nhân huyết hà. Sau này hắn bằng vào vũ dũng cùng cường thế, giữ gìn Côn Lôn 300 năm ổn định thì đã được quỷ hoàng khác tán thành, cuối cùng đồng ý để hắn vĩnh viễn tọa trấn nơi này. Nhưng thiên khải chiến trường từ đầu đến cuối không có từ bỏ trấn áp đối với hắn, áp lực của Atu là càng lúc càng lớn. Chủ nhân Hoàng Tuyền lập tức liên hệ Tu La, ký kết khế ước Hoàng Tuyền. Hai đại khế ước, giao phó cho Tu La thực lực khủng bố, nhưng tương tự là tương đương với việc tế hiến tặng cho Hoàng Tuyền và huyết hà, vĩnh viễn không tụ thành huyết nhục, cơ thể, không chỉ toàn ô trọc khí tức, cũng không cách nào lại đến được luân hồi. Lần này chủ nhân huyết hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền đích thân tới, cũng chính là phải dùng khế ước kiềm chế Tu La. Bây giờ điều Tu La muốn làm là liên hệ chủ nhân luyện ngục, ký kết khế ước luyện ngục mới. Khế ước này nhất định phải có, hắn tiếp nhận luyện ngục pháp tắc chế ước, lại thêm khế ước huyết hà, khế ước Hoàng Tuyền, tương đương với việc hắn triệt để cho mình vây ở U Minh địa ngục. Dù là tương lai Khương Phàm lên trời chứng đạo, thành tựu vị trí đế quân, cũng không cách nào lại hắn mang về nhân gian được nữa. Nhưng vì vạn thế thần triều lại nổi lên thương huyền, vì trận chiến tranh chưa bao giờ dừng lại này, cũng vì hắn bất khuất, không cam lòng, và kiềm chế tức giận, hắn kiên quyết dứt khoát đi đến chỗ chủ nhân luyện ngục. Ngàn năm thì như thế nào, vạn năm thì như thế nào, thời gian vô tận phiêu đãng tại đỉnh Côn Lôn này, thì như thế nào? Hắn chỉ vì một cái kết quả mà hắn muốn. Diêm Bá và mấy triệu chiến hồn toàn thể quỳ xuống, gửi lời chào với đại thống lĩnh vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Một ngày sau, chủ nhân luyện ngục rút lui Côn Lôn chiến giới, giảm bớt trùng kích đối với thiên khải. Sau đó Tu La liên hệ chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân huyết hà, nói ra mục đích của mình. Côn Lôn quỷ giới lập tức bạo động, 9 tầng chiến trường phun trào quỷ khí vô tận, chồng chất bao phủ Côn Lôn, trùng kích về mảnh mây mù to lớn tại đỉnh Côn Lôn. Mây mù kéo dài mấy trăm dặm, xiềng xích hoành không ở bên trong, âm lôi như thủy triều, khí tức huyết sát bành trướng cuồn cuộn. Nơi đó là khu vực yếu kém của Cửu U Thâm Không. Nơi đó là khu vực sinh tử pháp tắc vặn vẹo. Nơi đó càng là khu vực kết nối giữa thiên khải chiến trường cùng U Minh địa ngục. Thời gian vô tận đến nay, hoàng đạo thiên khải kiêng kỵ quỷ tộc xông vào thiên khải chiến trường, quỷ tộc càng không nguyện ý để thiên khải giáng lâm địa ngục. Hoàng tộc thiên khải muốn tiêu hao thực lực quỷ tộc cũng luôn muốn săn giết sinh linh thiên khải, cho nên hai bên thường xuyên bộc phát chiến tranh thảm liệt. Con đường chiến tranh chính là từ đầu đại đạo sinh tử này. Địa điểm tập kết xuất chinh và nghênh chiến thiên khải, chính là tại Côn Lôn quỷ giới này. Thiên khải chiến trường, sinh tử giới. Cấm khu tuyệt đối của thiên khải nối liền với U Minh địa ngục, trấn áp tử khí U Minh thao thao bất tuyệt, là chiến trường bọn hắn chống cự U Minh xâm lấn, cũng là quân doanh bọn hắn tập kết giết đến U Minh, hoàn toàn xứng đáng là vùng đất bách chiến. Nơi này đã tồn tại mấy chục vạn năm, phạm vi đạt tới hơn 2.000 dặm. Do 9 đế trụ cùng 36 cây thần ma trụ liên hợp tổ kiến thành cấm khu tử linh.
Năng lượng bên trong cũng vì thế mà nồng đậm, bàng bạc, khí tức sinh mệnh càng là như đại dương mênh mông, vì để bảo đảm đám người trấn thủ nơi này có thể thỏa thích hiện ra thực lực, cũng là vì duy trì cân bằng sinh tử pháp tắc, ổn định sinh tử cánh cửa. Dưới tình huống bình thường đều là đế tộc các phương thay phiên trấn thủ. Người canh giữ trong khoảng thời gian này đương nhiên đó là yêu tộc mạnh nhất, Long tộc. Long Hoàng, Tử Kim Long Thần, thần cấp của Cự Long tộc tự mình trấn thủ, Thánh Hoàng cảnh, Lôi Đình Cự Long cùng Thánh Hoàng cảnh, Bát Thủ Thiên Long, tự mình dẫn đầu Cự Long tộc, Thiên Long tộc cùng với chân Long tộc khác liên hợp phụ trợ. Mà theo tất cả các cường giả đế tộc giáng lâm, Long tộc khác điều tới một tôn Thánh Hoàng Long đặc thù Thái Hư Cổ Long. Bởi vì đỉnh Côn Lôn tạm thời phong tỏa sinh tử môn, bây giờ bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể của Côn Lôn quỷ giới. Nhưng, chỉ cần Khương Phàm mạo hiểm, Côn Lôn quỷ giới nhất định sẽ đại loạn, sinh tử môn cũng sẽ xuất hiện dung chuyển, đến lúc đó. Bọn hắn sẽ liên thủ giết vào U Minh. Thừa dịp nơi đó hỗn loạn, giải quyết triệt để mối nguy hiểm tu la này, càng phải săn giết Khương Phàm. Nếu như tình huống cho phép, bọn hắn còn sẽ săn giết quỷ chủ U Minh, nghênh chiến quỷ hoàng, làm suy yếu thực lực U Minh cực lớn. Tử Kim Thần Long cao hơn 10 vạn mét, giống như một dãy núi màu tử kim, vàng tím uốn lượn, chiếm cứ ở xung quanh sinh tử môn, đầu rồng to lớn cao ngạo giơ lên, vuốt rồng giống như sơn lĩnh trục trên sinh tử môn, như là tùy tiện đẩy đã có thể đẩy ra nó. Mục tiêu của nó không phải Khương Phàm, mà là chủ nhân quỷ giới. Mặc dù chủ nhân quỷ giới trong U Minh địa ngục có thể so với bán đế, nhưng nó là đế mạch cự long chí cao vô thượng, càng là thần cấp đỉnh phong, không thể trấn sát quỷ giới chủ nhân. Nhưng ngăn chặn chủ nhân quỷ giới là không có chút áp lực nào. Thái Hư Cổ Long chuyển động giữa hư vô cùng chân thực, đan xen không gian sáng chói, bảo đảm đồng thời đẩy hai tôn Thánh Hoàng là Lôi Đình Cự Long cùng Bát Thủ Thiên Long này lên U Minh trước tiên. Lôi Đình Cự Long cùng Bát Thủ Thiên Long đều cuồn cuộn long khí, long tinh sao động, kích ra tiềm lực, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng vọt đến bán thần, giết vào U Minh. Bạch Hổ Yêu Thần, thần cấp khuấy động sát khí mênh mông, mang theo một đám bạch hổ cùng hai đại yêu tộc là Thao Thiết và cùng kỳ tộc theo sát phía sau. Bọn chúng bạo ngược mà hung tàn, đã sớm không kịp chờ đợi. Nếu như không phải là bởi vì Long tộc phụ trách trấn thủ sinh tử giới, bọn chúng đều hận không thể đứng ở phía trước nhất, là nhóm đầu tiên giết vào U Minh. Bạch hổ yêu thần lộ ra răng nanh tùm, khấu chặt lấy móng vuốt màu vàng, chuẩn bị tìm quỷ chủ đánh một trận. Huyết Ma Hoàng và Hắc Ma Hoàng, hai đại ma hoàng đều ôm bả vai tráng kiện, mật thiết chú ý khí tức sinh tử va chạm cánh cửa rộng rãi. Bọn hắn không tranh cùng hai tôn thần Bạch Hổ và Cự Long cái kia, mục tiêu của bọn hắn là Khương Phàm và Tu La. Liệp thần thương trong tay Khương Phàm cần Hắc Ma Bia kiềm chế, quỷ khí khủng bố của Tu La càng cần huyết hải huyết ma tộc đi chấn áp hơn. Thiên mệnh thần tôn đến từ Bắc Thái Đại Lục, Hoàng Kim thần tôn đến từ Thái Sơ Đại Lục, thì cũng hơi nhắm mắt lại, tôn quý cao ngạo, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi chiến tranh. Chủ nhân Tu Di với dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu, dẫn đầu 3.000 tăng lữ đứng ở cạnh góc, không tranh không đoạt. Bầu không khí tại sinh tử giới an tĩnh, thậm chí là có chút kiềm chế, nhưng trong lồng ngực tất cả cường giả lại cuồn cuộn chiến ý bành trướng. Ngàn năm qua, bọn hắn đã vô số lần muốn xử lý sạch Tu La, đoạt lại huyết quan hắn khiêng đi, nhưng đều bởi vì địa ngục can thiệp mà thất bại. Ngược lại là Tu La còn được U Minh duy trì. Mấy lần xông phá sinh tử môn, đại loạn thiên khải. Mà U Minh cũng nhờ vào mấy trận thắng lợi đó, càng là tùy tiện hơn. Lần này, bọn hắn nhất định phải giải quyết triệt để. Ngày 15 tháng 1, vượt qua thâm không U Minh, thiên hậu đến 5.000 dặm bên ngoài Côn Lôn quỷ giới, Đông Hoàng Trấn Nguyên thân phó Côn Lôn, bí mật liên hệ Diêm Bá. Cũng tại một ngày này, Khương Phàm lặng yên đang lâm thiên khải chiến trường, dưới sự hiệp trợ của Đông Hoàng càn cùng man hoang chiến tộc. Bọn hắn đã tới gần sinh tử giới. Một trận chiến tranh nhất định ảnh hưởng đến cách cục thiên hạ. Sắp bộc phát. Một bên Côn Lôn, huyết hà vô biên bao phủ cả hoang dã, sóng cả mãnh liệt, huyết khí che trời, chiếu đỏ lên địa ngục vô tận. Hàng vạn chiến thuyền chập trùng lên xuống, vây quanh một bên Côn Lôn. Chiến thuyền không chỉ có số lượng khổng lồ, mà thân tàu càng là trăm mét đến vạn mét không giống nhau, toàn thân đỏ tươi, huyết thủy chảy ngang, như là hòa làm một thể cùng huyết hà. Có chiến thuyền bị huyết thú dữ tợn lôi kéo, có chiến thuyền thì bị quái vật giống như núi lớn nâng cao. Cảnh tượng khủng bố đầy máu, như là có thể tỉnh lại ác mộng kinh khủng nhất của bất cứ sinh linh nào. Đội tàu trải rộng ra phạm vi cực lớn, vần quanh một chiếc chiến thuyền khổng lồ dài đến 5 vạn mét,
So với chiến thuyền khác thì nó càng dữ tợn hơn, đầy máu hơn, trông nó đỏ tươi hoa lệ, giống như một cung điện. Phía trên có những hình ảnh đỏ thẫm trôi nổi, y phục đỏ bay phần phật, nhìn như náo nhiệt, nhưng lại tĩnh mịch đến mức để cho người ta tuyệt vọng, trống trải đến mức làm cho người ta hoảng hốt. Một cái giường khổng lồ giống như quan tài máu lơ lửng ở sâu trong chiến thuyền, phía trên có nữ tử xinh đẹp tuyệt luân với sắc mặt tái nhợt nằm ở đấy. Nàng, chính là chủ nhân huyết hà đời thứ ba của U Minh Địa Ngục, Huyết Hoàng. Một bên khác của Côn Lôn, chọc khí phấp phới, giống như cát vàng che khuất bầu trời, cuồng quyển khắp đại địa. Chín dòng nước vẩn đục xen lẫn vào nhau lao nhanh, giống như là chín con ác long hồng hoang gào thét ở giữa đất trời, mãnh liệt ở phía tầng dưới U Minh. Nơi này không giống với một bên huyết hà, náo nhiệt, không có quá nhiều ác quỷ huyết thú, chỉ có nhánh sông Cửu Tuyền đang lao nhanh liên miên bất tuyệt kia. Chín dòng nước suối này chính là chân thân của Hoàng Tuyền. Chủ nhân Hoàng Tuyền đời thứ năm. Hoàng Tuyền và huyết hà xen lẫn, cắt đứt Côn Lôn chiến giới. Tất cả quỷ tộc trên tầng tầng chiến trường Côn Lôn đều sợ hãi co do, e ngại hung uy của quỷ hoàng. Tu La, thiên hậu ở bên ngoài 5.000 dặm, nhìn phương hướng Côn Lôn. Tin tức Đông Hoàng Chấn Nguyên truyền đến để trong nội tâm nàng khó chịu, khế ước thứ ba đính ở trên thân, mang ý nghĩa đã không còn khả năng trùng sinh nữa. Sau lưng thiên hậu, chúng cường tụ tập, yên lặng nhìn bóng lưng kia, chờ đợi chỉ lệnh. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn sàng, chủ nhân huyết hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, cũng sẽ không thật sự hạ tử thủ, nhưng vì để hấp dẫn thiên khải giáng lâm, chúng ta cần trả giá đắt. Tu La, sẽ nghênh kích chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân huyết hà, do chúng ta ứng phó. Thiên hậu quay đầu, nhìn đám người chiến ý tăng cao. Đã hiểu nơi đó ý tứ chưa? Chủ nhân huyết hà chỉ sẽ không thật sự hạ tử thủ, nhưng quỷ tộc huyết hà dưới trướng nàng sẽ không lưu tình. Các ngươi cũng không cần có lo lắng, giết cho ta. Đám người ầm vang lĩnh mệnh. Mặt mò tang thương của Đông Hoàng Chấn Nguyên trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, quỷ tộc địa ngục. So với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Địa ma thụ, xuất kích huyết hà. Kiều Vô Hối, Đan Hoàng, Kim Ô, Ngô Chính Nguyên, Hồng Hoang Cự Long phối hợp. Khương Quỳ, Khương Diễm, Đông Hoàng Toại, theo ta nghênh chiến chủ nhân huyết hà. Vì vạn thế, vì thương huyền, toàn thể, xuất chinh. Thiên hậu triệu ra quang minh thần kiếm, dứt khoát bước ra hư không, bí lực vô lượng bộc phát, côn bằng rực vỗ cánh mãnh liệt, nương theo thanh thế to lớn thiên kinh động địa, trong chớp mắt đã bay cao lên trời, đuổi giết huyết hà khủng bố đang mãnh liệt nhấc lên. Khương Quỳ hóa thân thành Đọa Lạc Minh Hoàng, minh hỏa sôi trào đầy trời, Khương Diễm hóa thân thành Liệt Ngục Yêu Hoàng, nhấc lên nghiệt hỏa vô tận, yêu thể cao vài trăm mét, vỗ cánh cuồng kích. Bọn hắn có thể thích ứng chiến trường U Minh tốt hơn, cũng càng dễ hiệp trợ thiên hậu hơn. Đông Hoàng Toại cuốn lên chiều cường không gian, mang theo Đọa Lạc Minh Hoàng cùng Liệt Ngục Yêu Hoàng, đuổi kịp thiên hậu. Xuất chinh. Đông Hoàng Chấn Nguyên các võ giả không gian liên thủ thôi động không gian. Ném địa ma thụ khổng lồ như pháo đài chiến tranh ra ngoài. Địa ma thụ cuồn cuộn kịch liệt, dây leo như là những con sông đen ngòm hoành hành, thân thể giống như dãy núi đang nhúc nhích, chiến khu 800 dặm nặng đến hàng tỷ tấn từ 3 vạn mét hư không rơi xuống, nhấc lên cuồng phong cùng ma khí vô tận, đập xuống đất. Ầm ầm, ầm ầm. Đại địa gào thét, bụi mù ngập trời. Như là thiên thạch va chạm, chấn động mãnh liệt dẫn phát địa chấn mấy ngàn dặm, vô số vết nứt cuồng dã lan tràn. Hống hống hống. Địa ma thụ vung lên hơn ngàn sợi dây leo, như ác long xuất huyên, như thác nước đen chảy ngược, cảnh tượng cực dọa người. Phần đầu mỗi sợi dây leo đều mở ra cái miệng rộng đỏ ngầu, miệng đầy răng nanh, từng vòng xoay tròn. Mặt ngoài dây leo lượn lờ huyết quang, như lôi đình đi nhanh, chiếu ánh lấy hắc ám hoang dã. Thanh thế kinh khủng, hình thái rung động, mang cho đất trời vô tận áp bách đến ngạt thở, lại kích thích lên đám người Ngô Chính Nguyên dâng cao chiến ý cường đại. Nhao nhao lên tiếng gào thét. Địa ma thụ vung lên hơn 1.000 cái xúc tu đánh ra mặt đất, lấy tốc độ khoa trương bước về phía trước. Mênh mông đại địa nhận lấy chà đạp vô tình, như là một cái cối xay thịt ép qua, để lại vết tích nhìn thấy mà giật mình. Huyết hà lập tức chấn động. Huyết chiều cuồn cuộn, mấy vạn chiến thuyền liên miên thay đổi tuyến đường. Lít nha lít nhít huyết thú xông vào huyết hà, số lượng lớn huyết quỷ gào thét thê lương, toàn bộ lao đến phía địa ma thụ đang bạo động. Khí tức huyết sát chiếu đỏ khắp không gian nơi đây, tai nạn thì đưa tới áp bách kinh khủng trùng kích đến hoang dã. Cho dù cách rất xa nhưng vẫn đều có thể cảm nhận được ngọn chiều dâng hủy diệt đập vào mặt kia. Địa ma thụ không sợ hãi chút nào,
nó mang theo Kiều Vô Hối, Đan Hoàng và các cường giả cuồng dã lao về phía trước. Giống như là một hòn đảo, tức giận tranh đấu với đại dương mênh mông. Kiều Vô Hối sôi trào lên bất diệt yêu hỏa, thiên hoàng huyết mạch, nhận Khương Phàm đột phá kích phát, cảnh giới của hắn đã được tăng lên trên diện rộng, bây giờ đã là thánh hoàng đỉnh phong. Hồng hoang thiên long lay động cơ thể, long uy cuồn cuộn, long khí như biển, trong miệng rồng đang gào thét lóe ra ánh sáng hồng mông khai thiên tích địa. Đan Hoàng kích phát Tử Vi thần viêm, tế lên Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Mặc dù hắn không thích chiến đấu, nhưng không có nghĩa là hắn không biết chiến đấu. Ngô Chính Nguyên hiện ra chiến khu mạnh nhất, mặc dù thế giới thạch vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng không ảnh hưởng đến hắn thời khắc này sôi trào chiến ý. Tặc Điểu lấy yêu thể kim ô, kích phát Thái Dương đồ đằng, Hướng Vãn Tình lấy yêu thể thiên hồ, hiện ra Thái Âm đồ đằng. Hai đại đồ đằng va chạm kịch liệt, mặt trời cùng Thái Âm thuần chính bộc phát ở giữa đất trời. Mượn nhờ uy lực đồ đằng giao hòa, cùng Thái Âm Thái Dương va chạm, bọn hắn như là hòa làm một thể, kích phát ra uy thế khủng bố của Thánh Hoàng đỉnh phong. Bạch Tai, Đại Vương, Thiên Hồ Thánh Vương, toàn bộ kích phát tiềm lực mạnh nhất, căm tức nhìn chiều cường huyết hà che khuất bầu trời nơi xa. Chủ nhân huyết hà, Thiên Hậu lướt qua huyết hà đang lao nhanh, thẳng đến chiếc chiến thuyền khổng lồ nhất kia. Giờ khắc này, khí thế của nàng đột nhiên biến đổi, có được khí thế cực kỳ bá đạo, cứ như là tầm mắt có thể nhìn hết sinh tử, nhìn xuyên tuyên cổ. Một loại phong thái không cách nào nói rõ, một loại khí thế khống chế vạn vật trên thế gian. Cũng ngay giờ khắc này, đằng xa, Côn Bằng cùng với các kế ước thú tạm thời mất đi sức chiến đấu, cảnh giới cùng thực lực của Thiên Hậu lại đều cơ hồ đang tăng vọt, từ cảnh giới bán thần, thẳng bước đến chân thần. Thiên Hậu phóng thích bí lực vô lượng toàn thân đến cực hạn. Côn Bằng quay quanh nhanh chóng hoành hành, kim hống sâu thể mặc giáp trụ kim khải, kim ô dương uy, nở rộ uy lực liệt dương. Chín đại khế ước thú giao hòa hoàn mỹ cùng Thiên Hậu. Mặc dù Thiên Hậu không phải chân thần nhưng nàng cũng đã có uy lực chân thần, quang minh thần kiếm nhận lấy thần uy xúc động, cùng năng lượng ánh sáng trùng kích, bộc phát ra ánh sáng như cửu thiên ngân hà rơi xuống, chút xuống tia sáng vô tận, lại như ánh sáng vĩnh hằng trong vũ trụ mịt mờ, chiếu thấu vạn cổ, ánh sáng mãnh liệt, kiếm khí tuôn ra. Ngưng tụ thành kiếm nhận phong bạo bàng bạc mà chói mắt, muốn đảo loạn u minh, cắt đứt huyết hà. Huyết hà bốc hơi, chiến thuyền tan rã, những nơi ánh sáng đi qua, ngàn vạn huyết quỷ hóa thành cho bụi. Quà tặng từ chín đại chiến thú cùng với quang minh thần kiếm giúp đỡ, Thiên Hậu như là trở lại chiến trường thiên khải năm đó. Chủ nhân huyết hà thức tỉnh ở bên trong quan tài máu, đôi mắt tinh hồng, bên trong tràn ngập từng tầng xiềng xích màu máu. Như là liếc nhìn lại đã có thể tước đoạt huyết nhục sinh linh nhân gian. Nàng im ắng phiêu khởi, rơi vào phía trước chiến thuyền. Ngước nhìn thân ảnh giống như mặt trời rơi xuống, con người có chút ngưng tụ, đưa tay đánh một kích, y phục đỏ phiêu đãng trên chiến thuyền 5 vạn mét nhao nhao dâng lên. Y phục tung bay, kịch liệt xen lẫn, hóa thành một cái thuẫn đỏ khổng lồ. Cái thuẫn đỏ này cũng không cứng rắn, ngược lại còn phiêu đãng giống như vải vóc. Nhưng mỗi một phiến y phục trong này đều là chủ nhân huyết hà ngâm trong u minh huyết hà với thời gian vô tận, những năm lâu nhất kia, thậm chí có thể truy tố đến thời khắc khai thiên tích địa, địa ngục sơ thành. Mà lai lịch của những bộ y phục đỏ này cũng không phải vải vóc, mà là da. Da người, da thú, ma bỉ các loại. Quang minh thần kiếm giống như mặt trời hoành hành, dễ như trở bàn tay xuyên qua huyết khí, bổ vào bên trên huyết thuẫn. Một loại khí thế hùng vĩ nổ tung. Kiếm khí tháo chạy trong nháy mắt, huyết khí bạo động bao phủ tới Thiên Hậu. Huyết khí toàn thân Thiên Hậu trong nháy mắt đã mất khống chế, trái tim đều giống như muốn bị vỡ nát, khí huyết trong người nàng nhấc lên, phun máu, ngửa mặt bay ra ngoài. Ngay cả chín đại chiến thú khế ước ở lại phương xa đều từ trong suy yếu mà đau đớn gào thét. Bọn người Khương Quỳ, Khương Diễm còn chưa chạy tới thì cũng đã bị huyết khí ngập trời vô tình bao phủ. Quá mạnh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đông Hoàng Toại, phối hợp với Khương Quỳ, Khương Diễm, đường vòng buôn tập. Thiên Hậu mãnh liệt nhấc lên, cường thế ổn định, yêu khí ngập trời, sôi trào giống như nổ tung, đất trời đỏ thẫm đều theo đó mà vỡ nát. Một đầu tiếp lấy một đầu kim ô từ trong cơ thể xông ra, kịch liệt phóng đại, thân áp đất trời phun ra nuốt vào Thái Dương tinh hỏa như đại dương bao la, sôi trào mãnh liệt, bao phủ huyết hải, lật tung cả bầu trời. Chín con kim ô dương cánh gáy to, kịch liệt xoay chuyển. Hóa thành cửu luân đại nhật, liệt diễm vô biên, ánh sáng càng là vô tận. Lấy uy lực chân thần kích phát mặt trời, như là tái hiện uy lực kim ô thủy tổ, lại như mặt trời tuyên cổ rơi, bành trướng lấy bá uy vô tận,
hoành hành trong huyết hải, bạo kích tấm thuẫn máu. Tấm thuẫn máu bị bổ ra, xen lẫn thành huyết kiếm kình thiên, theo đầu ngón tay chủ nhân huyết hà đánh ra một kích, huyết kiếm bổ trời, huyết khí sôi trào như là trăm ngàn mảnh huyết hà vờn quanh lao nhanh hơn, liên trảm cửu luân đại nhật, dự uy không giảm, chém về phía thiên hậu. Chủ nhân huyết hà quá mạnh, y phục đỏ của nàng càng là trọng khí hồng hoang. Thiên hậu lại không sợ hãi, nàng phóng tới bên trong thái dương liệt diễm đang bắn nổ, phong hoa tuyệt đại, yêu khí nghiêm nghị, mỗi tấc da thịt đều sáng long lanh, tràn ngập bí lực vô lượng. Ầm ầm tiếng vang, chín đạo thú văn nhảy nhót tại khuôn mặt, như là chín yêu tổ cấp đại thần sâu thể, cảnh giới thực lực lại lần nữa tăng vọt, quang minh thần kiếm tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu phá u minh, chiếu thấu huyết hà, thậm chí muốn chiếu thấu trăm vạn năm cổ kim, mũi kiếm sắc bén vô song, giống như là có thể cắt ra chư thiên vạn cổ, chém giết thần ma vô tận. Keng! Quang minh thần kiếm cùng huyết kiếm giao kích, phát ra tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, mình mông huyết hà nhấc lên sóng lớn, đầu sóng vỗ mạnh tới trời. Quang minh thần kiếm bị đối diện đánh tan, nhưng, thiên hậu đã dự liệu được điều này, cho nên khi tháo chạy, trong chốc lát, bí lực vô lượng sôi trào khắp toàn thân, một đầu đằng xà màu vàng vọt lên, quang huy vạn trượng, yêu khí vô biên. Nó dài đến hơn nghìn thước, khuấy động thần uy như là đằng xà yêu tổ lâm thế, gào thét lên quấn chặt lấy huyết kiếm còn muốn giết tới, trong chớp mắt nộ kích trời cao. Đằng xà truyền thừa, xà động cửu thiên. Vòm trời tối tăm xuất hiện vặn vẹo, như là muốn thẳng tới bên ngoài u minh, nhân gian cửu trọng thiên. Chủ nhân huyết hà khống chế cách không gian, huyết kiếm nháy mắt vỡ nát, hóa thành ngàn vạn huyết y, nhẹ nhõm tách rời đằng xà khổng lồ. Nhưng ngay lúc như thế, huyết kiếm đã bị đằng xà mang theo lao tới thâm không u minh, khoảng cách với chủ nhân huyết hà bị kéo ra. Quanh thân thiên hậu oanh minh sóng lớn, giống như côn bằng ra biển, nàng nhanh chóng lướt qua minh mông huyết hà, đuổi giết chủ nhân huyết hà. Huyết y rơi xuống tràn ngập đất trời, đánh vào huyết hà, giống như là cá bơi vào biển, nhanh chóng hoành hành, thiên hậu truy kích từ phía sau. Oanh! Tốc độ của thiên hậu tiếp tục tăng vọt, như là không gian vượt qua, tới gần chủ nhân huyết hà. Vô lượng kim thân trong cơ thể đột nhiên được phóng thích, xương cốt toàn thân run rẩy, da thịt phồng lên, trong lúc thoáng qua nàng hóa thành một tôn cự thú khủng bố, dung hợp các loại bộ dáng của côn bằng, kim hống, đằng xà, kim ô, mặc kỳ lân, quái dị dữ tợn, khủng bố càng uy nghiêm, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Toại phụ trợ Khương Quỳ cùng Khương Diễm đồng thời giết tới, một mảnh minh hỏa ngập trời, như là giao hòa cùng u minh, uy lực đế cốt trên móng vuốt ầm vang bộc phát, tựa như tuyệt thế hung binh, xé đến phía chủ nhân huyết hà. Khương Diễm dâng lên nhiệt hỏa đầy trời, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít hồn ảnh, không thiếu linh hồn thánh vương cùng thánh hoàng, đang dục hỏa mà sinh trong liệt diễm. Thiên hậu, năm đó ta gặp ngươi xả thân thâm nhập u minh. Điều kiện ta đưa, ngươi còn nhớ rõ không? Huyết hà chủ nhân đời thứ tư. Sắc mặt chủ nhân huyết hà tái nhợt như tử thi, bờ môi tùy tiện mấp máy, chiến thuyền dài đến 5 vạn mét đột nhiên bạo động, như là cự thú u minh đột nhiên thức tỉnh, phát động ra hung uy vô tận. Một trận bạo tạc kinh khủng, nhấc lên thanh triều chấn thiên động địa, cuồn cuộn mãnh liệt, khuấy động minh mông mấy ngàn dặm huyết hà, như là muốn lật tung tất cả chiến thuyền, ngay sau đó sóng lớn vỗ tới bầu trời, liên miên bất tuyệt. Thiên hậu, Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Khương Diễm, toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài. Huyết khí kinh khủng thấm vào thân thể của bọn hắn, cứ như là ngay cả huyết mạch đều nhận phải ô nhiễm, trái tim càng giống là muốn nổ tung, đau đớn không chịu nổi. Thật mạnh! Đông Hoàng Toại tràn đầy kinh hãi, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới ngay cả cận thân cũng đều làm không được. Khương Quỳ và Khương Diễm khó khăn lắm mới ổn định lại được, tinh thần cũng đều sợ hãi. Uy thế cường đại trong nháy mắt đó, vậy mà lại để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực nồng đậm, đó là cảm giác trước đó bọn hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Sợ cái gì, ưỡn ngực cho ta, trên đời này không có nguy hiểm tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng đối với nguy hiểm. Đông Hoàng Toại, trước tiên đi đường vòng buôn tập cho ta. Duy chỉ có thiên hậu tại ổn định trong chốc lát, lập tức phát ra tiếng thú giống thật lớn, cứ như kim hống đang hét lên đầy giận dữ, đánh thẳng vào huyết hà mãnh liệt cuồn cuộn, móng vuốt to lớn cuồng kích, kiên quyết dứt khoát đuổi giết chủ nhân huyết hà. Giết! Đông Hoàng Toại bay lên không, nhấc lên vòng xoáy không gian thật lớn, cuốn Khương Quỳ cùng Khương Diễm đi, lại một lần nữa đường vòng buôn tập. Nhưng, đi đường vòng trước, có ý gì? Đông Hoàng Toại đột nhiên lung lay trong đầu một chút, thiên hậu vừa mới kêu là đường vòng trước. Lại còn đường vòng. Chúng ta làm mồi dụ. Đông Hoàng Toại,
phối hợp thiên hậu. Khương Quỳ lĩnh hội ý tứ, quả quyết hô to, xương cốt toàn thân nổi lên ý lạnh tùm. Thiên hậu phóng tới trăm dặm, đuổi giết chủ nhân huyết hà, bạo tạc trong nháy mắt, yêu thể khổng lồ quái dị dữ tợn, như là dung hợp tất cả những vị trí quan trọng của chín đại chiến thú, mênh mông thần uy kinh hồn nhiếp phách, nàng điên cuồng thôi động bí lực vô lượng, trùng kích quang minh thần kiếm. Keng! Quang minh thần kiếm thức tỉnh, ánh sáng sắc bén như là triệt để khiến cho u minh mênh mông đều hóa thành ban ngày. Chủ nhân huyết hà, nhận lấy cái chết. Đông Hoàng tọa đường vòng đến trước mặt, mang theo hai đại phượng hoàng Khương Quỳ cùng Khương Diễm nhanh chóng hoành hành tại chân thực cùng hư vô. Nhưng ngay lúc thành công gây nên chú ý cho chủ nhân huyết hà, trong chốc lát, hắn đột nhiên biến mất, trực tiếp từ bỏ bọn người Khương Quỳ, mà là xuất hiện ở thiên hậu sau lưng. Đông Hoàng tọa cuồng loạn gầm thét, kích phát ra không gian cường đại, nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh, ngay trong chớp mắt, thiên hậu đang nhanh chóng trùng kích, cuồng dã bộc phát, cưỡng ép thay đổi tuyến đường. Như là đang một cái chớp mắt, thiên hậu rõ ràng đang vọt mạnh tới phía trước thì lúc này nàng lại vung ra một độ cong giống như tốc độ ánh sáng, xuất hiện ở bên hông chủ nhân huyết hà. Quang minh thần kiếm chiếu phá trời đất, sắc bén vô địch, chảm phá không gian pháp tắc, bổ vào trên thân chủ nhân huyết hà. Phốc phốc, một cánh tay rơi xuống. Quang minh thần kiếm không phụ danh tiếng của nó. Hoàn toàn xứng đáng là khắc tinh của quỷ vật địa ngục. Dù là Chu Thiên thần kiếm cũng đều chưa hẳn có thể chém rớt được thân thể quỷ hoàng, nhưng quang minh thần kiếm. Làm được. Nhưng, chủ nhân huyết hà cũng không có thể hiện nào quá bất ngờ, tầng tầng xiềng xích bên trong đồng mâu bỗng nhiên lắc lư, cánh tay vừa mới rơi xuống đột nhiên bạo động, một trường khắc ở trên ngực thiên hậu. Ngực thiên hậu sụp đổ. Hài cốt vỡ vụn, yêu thể lúc này bay tứ tung ra ngoài. Huyết y trên người chủ nhân huyết hà gào thét dương lên, nhấc lên huyết khí ngập trời, giống như là những con sóng lớn cao vạn trượng sâu thể trong chớp mắt. Khương Quỳ, Khương Diễm, Đông Hoàng tọa lại một lần nữa bị vô tình đánh bay, toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh. Chênh lệch, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ mánh khóe gì cũng đều không làm nên chuyện gì. Thiên hậu cuối cùng cũng chỉ là cưỡng ép thôi sinh cảnh giới. Tới gần chân thần mà thôi, không phải giống như trước đó nghênh chiến thiên diện ma hoàng đã nuốt luyện cả bộ thần cốt cửu lê. Huống chi, chủ nhân huyết hà, tuyệt đối không thể so sánh như thiên diện ma hoàng. Nhưng, nhìn thấy không, thiên hạ này không có người không thể chiến thắng, có thể thương nàng một lần, thì có thể thương lần thứ hai, giết cho ta. Thiên hậu miệng đầy máu tươi, nhưng không có bất luận sự thảm bại gì, ngược lại chiến ý còn như thủy triều. Lần nữa mang theo quang minh thần kiếm đuổi giết chủ nhân huyết hà. Thả tất cả bí thuật dưới đáy hòm ra, đánh. Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Khương Diễm, xấu hổ giận dữ đan sen, bọn hắn thiêu đốt huyết khí, điên cuồng thôi động cảnh giới tăng vọt, nghênh kích chủ nhân huyết hà lần thứ ba. Nếu như từ đầu đến cuối ngay cả đối mặt đều không làm được, bọn hắn thật không có mặt mũi để còn sống. Cùng lúc đó, địa ma thụ kéo dài hơn 800 dặm phóng tới va vào huyết hải tràn ngập đất trời. Vung lên hơn 1.000 sợi dây leo, phối hợp với bọn người Ngu Chính Uyên, điên cuồng chặn đánh. Tu La thét lên ra lệnh mấy triệu chiến hồn, nghênh kích huyết hà quỷ tộc, sau đó tự mình nhảy xuống Côn Lôn Nguy Nga, nghênh chiến chủ nhân Hoàng Tuyền. Chín nhánh sông lớn giống như chín con ác long lao nhanh, chính là chân thân của chủ nhân Hoàng Tuyền, bọn chúng có thể hợp thành một thể, cũng có thể chín thể cùng tồn tại. Mặc dù sớm ước định chỉ là luận bàn mà thôi, nhưng chủ nhân Hoàng Tuyền vừa vặn muốn mượn cơ hội này. Thử Tu La những năm này trưởng thành một chút. Mà, chỉ có thật sự giết tới điên cuồng, giết tới khó phân thắng bại, mới có thể kích thích thần ma thiên khải giáng lâm. Quỷ tộc tại 9 tầng chiến trường Côn Lôn Quỷ Sơn đều phát ra tiếng gào thét như núi kêu biển gầm, chiến ý thông thiên, quỷ khí bạo động, bọn chúng nhao nhao nhìn ra hai nơi chiến tranh, chứng kiến cuộc chiến, sinh tử, hiếm thấy. Mà dung chuyển ở nơi này, tự nhiên cũng trùng kích đến sinh tử môn ở phía trên đỉnh Côn Lôn. Tử Kim Long Thần phát giác được khí thức chiến tranh, ầm vang đẩy sinh tử môn ra, đầu rồng to lớn trực tiếp đi đến dò xét. Sinh tử đại đạo, chỗ yếu nhất ở cửu U thâm không, cũng là nơi sinh tử pháp tắc xen lẫn dày đặc nhất. Hắc ám mãnh liệt, như đại dương mênh mông thâm thúy, khi thì như nộ trào bạo động, khi thì giống như vòng xoáy cuồng quyển. Bộ phận phía trên, khí thức sinh mệnh cùng năng lượng tự nhiên như thiên quân vạn mã, tràn ngập đất trời hướng phía dưới trùng kích xuống bộ phận phía dưới. Tử khí địa ngục cùng âm lôi u minh thì như cuồng phong mưa rào, nghịch thiên mà lên. Hai nguồn năng lượng tuyên cổ không dứt va chạm vào nhau, sáng tạo ra, sinh tử đại đạo, quỷ dị nhất kinh khủng nhất.
Tử Kim Long Thần phá tan cánh cửa sinh tử, một đầu đâm vào sinh tử đại đạo xen lẫn sáng tối, đầu rồng to lớn sôi trào long khí bàng bạc, ngạnh kháng sinh tử xâm nhập, cũng không nhìn đến xiềng xích luân hồi trong thâm không, va vào u minh địa ngục cực kỳ bá đạo, xuất hiện ở đỉnh Côn Lôn, hai cái mắt rồng nở rộ ánh sáng bành trướng. Xa xa nhìn lại, như là bên trong vòng xoáy hắc ám tại đỉnh Côn Lôn đột nhiên dâng lên hai vòng minh nguyệt, ngay sau đó long uy kinh khủng như đại dương mênh mông đột nhiên rơi xuống che mất ngọn núi Côn Lôn nguy nga, từ đỉnh núi thẳng tới hoang dã 10 vạn mét phía dưới, đánh thẳng vào ác quỷ vong hồn ở các tầng chiến khu. Đôi mắt to lớn của Tử Kim Long Thần bạo động ở hai bên, thấy được Hoàng Tuyền và Tu La đang chém giết, thấy được chiến trường đỏ thẫm nơi xa. Nó không có chút do dự gì, thân rồng hơn 10 vạn mét giống như là lao nhanh Long Sơn, ép qua sinh tử đại đạo, quay quanh lấy núi Côn Lôn khổng lồ, giáng lâm đến U Minh địa ngục. Giống, hống hống hống, tiếng long ngâm kinh thiên, vang vọng thiên khải sinh tử giới, long khí sôi trào, như biển cả bạo động tràn ngập đất trời. Lôi đình cự long, bát thủ thiên long, nhao nhao bạo động, dưới sự chỉ dẫn của Thái Hư Cổ Long, xuất lĩnh trên trăm cường giả long tộc, xông vào sinh tử đại đạo, lao tới chiến trường U Minh. Rốt cuộc cũng đến rồi, không uổng công ta khổ sở đợi chờ lâu như vậy. Tử Kim Long Thần, các ngươi sốt ruột, hẳn là chờ bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống trước. Đáy mắt Hắc Ma Hoàng bắn ra hàn mang, ngoài miệng hô to, lại là kẻ đầu tiên bay lên không, tự mình dẫn cường giả Hắc Ma tộc cùng thôn thiên ma tộc vọt vào sinh tử đại đạo. Xác định là Khương Phàm tuyên chiến U Minh sao? Thiên Mệnh Thần Tôn cau chặt lông mày. Ở đâu ra lời nói nhảm, giết cho ta. Muốn vào thì vào ngay, không vào thì cút. Xuất trinh, U Minh địa ngục. Bạch hổ yêu tộc, huyết ma tộc, nhao nhao gào thét, sôi trào chiến ý vô biên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào sinh tử đại đạo. Tứ đại đế tộc liên hợp xuất chinh, vượt qua sinh tử đại đạo, không thể nghi ngờ là cuộc chiến sinh tử quy mô lớn nhất ngàn năm qua. Sinh tử đại đạo ba động kịch liệt, xiềng xích gào thét, như lôi đình cuồng kích, hắc ám mãnh liệt, như ác thú xé rách, các cường giả muốn xông vào bên trong cơ hồ đều bị táng diệt toàn bộ tại cửu u thâm không. Nhưng dưới sự khống chế tại Bạch Hổ Yêu Thần, bọn chúng cưỡng bức xé mở con đường, giáng lâm đến đỉnh Côn Lôn. Thiên Mệnh Thần Tôn, Hoàng Kim Thần Tôn, còn có Tu Di Sơn, đụng đụng ánh mắt nhau, cũng tế lên thần binh, xuất lĩnh thuộc cấp đuổi giết vào địa ngục. Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Hoàng Kim Thần Tôn lấy được chỉ lệnh, chỉ là trợ trận. Đám thuộc cấp săn giết Khương Phàm kia, cũng chống cự quỷ tộc phản kích. Mà sở dĩ Tu Di Sơn đến, lại chính là trấn áp quỷ tộc. Đối với tịnh hóa U Minh địa ngục, cho tới bây giờ bọn hắn đều là nghĩa bất dung từ. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, ngay cả một tên nô bộc đều nhìn không nổi, là U Minh địa ngục xuống dốc sao. Tử Kim Long Hồ quay quanh Côn Lôn cự nhạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng rồng ngâm thật lớn. Long ngâm mát lạnh, tựa như thiên âm hùng vĩ từ tuyên cổ truyền đến, sóng âm cuồn cuộn, long khí bàng bạc lần nữa sôi trào, như phong bạo hồng hoang xé rách Côn Lôn. Như biển gầm cuồng kích mười phương hoang dã. Trên dưới Côn Lôn, hoang dã vô tận, số lượng lớn ác quỷ thanh thi cơ hồ muốn bị sóng âm nổ tung. Uy lực long thần, uy áp đất trời. Đến rồi. Tu La bỗng nhiên quay người, ngóng nhìn đỉnh núi. Theo sát cự long giáng lâm, lôi đỉnh cự long phun trào lôi chiều cuồn bạo, bạo kích âm lôi, chiếu sáng khung trời, bát thủ thiên long gào thét, tám cái đầu phun trào năng lượng bát cổ khác biệt, hình thành đại chiều năng lượng tuyệt thế. Long tộc khác cũng đều nhao nhao dương uy, phát ra bí thuật long ngâm truyền thừa mạnh nhất. Triều cường long ngâm kinh khủng giống như hủy trời diệt đất, cuồn cuộn mấy ngàn dặm xung quanh Côn Lôn, vỡ vụn không gian, đánh rách tả tơi trời đất, hoành hành không trở ngại dễ như trở bàn tay. Bất luận là bọn người thiên hậu hay là quỷ tộc Huyết Hà đều tiếp nhận trùng kích to lớn. Bọn hắn là yêu tộc mạnh nhất, đế tộc mạnh nhất, cũng là một giống loài cường giả đế tộc duy nhất không có bị đứt đoạn truyền thừa, không có rơi xuống qua. Càng là một cường tộc duy nhất có thể so đấu thời gian và truyền thừa cùng quỷ hoàng U Minh. Ngay sau đó, Hắc Ma tộc, Thôn Thiên Ma tộc, Bạch Hổ, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Huyết Ma tộc, U Ảnh Ma tộc, cũng lít nha lít nhít giáng lâm đến, các thức năng lượng va chạm mãnh liệt, cơ hồ muốn chôn vùi vùng trời kia, cường quang hừng hực càng là rọi khắp nơi, xua tan hắc ám địa ngục vĩnh hằng không suy. Lại sau đó lại là các cường giả của Thiên Mệnh Thần Triều, Hoàng Kim Thiên Phủ, cùng Tu Di Sơn. Nhao nhao xuất hiện ở tầng mây mù kịch liệt vặn vẹo tại bầu trời. Tràng cảnh rung động, năng lượng rung động, như là chư thiên thần ma muốn tàn sát dân chúng. Tới, thiên hậu hất chủ nhân Huyết Hà ra,
nhíu mày ngóng nhìn từng cái bóng dáng quen thuộc trên bầu trời, từng mảng ánh sáng bạo động đều cách Huyết Hà đập vào mi mắt. Cho dù đã làm chuẩn bị nhưng vẫn âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Toàn bộ lục đại đế tộc đều điều động. Áp trận lại là cường giả thần cấp. Đó chính là, 6 vị thần cấp. Không, 7 vị. Tôn Phật này là, Lão Phật Đà của Tu Di Sơn, Thái Sơ đế tộc lại cho mời bọn hắn tới. Chủ nhân Huyết Hà cũng ngừng lại, đưa ánh mắt lăng liệt ngóng nhìn đỉnh núi, nàng là người đầu tiên chú ý tới tôn Phật bị chúng tăng vần quanh thân kia. So với loại hình năng lượng ánh sáng, Phật quang mới thật sự là khắc tinh của U Minh. Mà nhìn chung cường giả thiên khải, trừ đế quân tám phương ra, thứ duy nhất có thể làm cho bọn hắn còn có chút kiêng kỵ, không thể nghi ngờ chính là Lão Phật Đà của Tu Di Sơn. Đây là tùy tiện tới. Đông Hoàng Toại âm thầm nhếch miệng, rõ ràng tạo nên giả tượng, suy yếu, quần hùng thiên khải hẳn là, tùy tiện đến chút thôi, kết quả. Lục đại đế tộc toàn bộ đều điều động rồi. Bạch Hổ, Cự Long, Thiên Long, Hắc Ma, Huyết Ma, mẫu thân nó, đều là huyết mạch đế tộc. Đều là thánh vương có thể chém giết thánh hoàng có thể đạt tới thánh hoàng đỉnh phong, bán thần có thể dương thần uy huyết mạch khủng bố. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, không có vội vã tiến công Xích Thiên Thần Triều, nếu không thoáng kích thích chút cho thiên khải, không chỉ có lục đại đế tộc trở về, sẽ còn mang theo càng nhiều hơn nữa. Ta còn chưa nhập thần cảnh, không đủ tư cách làm đối thủ của ngươi. Lần sau gặp lại, bảo đảm để ngươi hài lòng. Thiên hậu rời khỏi chủ nhân Huyết Hà, sau khi kéo ra khoảng cách an toàn nàng nhanh chóng đút lấy đan dược và linh quả vào trong miệng, lấy uy lực thôn thiên cưỡng ép luyện hóa, nhanh chóng bổ sung thực lực. Đan Hoàng và các cường giả khác đang ác chiến cũng chỉnh tề rời khỏi chiến trường của riêng phần mình, hội tụ đến sâu trong địa ma thụ, lập tức đút lấy bó lớn đan dược vào trong miệng, bổ sung linh lực tiêu hao, bình phục huyết khí hỗn loạn. Chiến trường thê thảm, cứ như vậy, từ từ, an tĩnh. Tử Kim Long Thần và các cường giả thiên khải đằng đằng sát khí nhìn bên này, nhìn lại bên kia, thể hiện dữ tợn cuồng nhiệt cũng chậm chậm lại. Thu liễm. Bọn hắn đứng trên đỉnh núi, đang nhìn phía dưới. Phía dưới chiến trường, cũng đang nhìn lên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt rồng to lớn của Long Thần có chút ngưng tụ, Bạch Hổ, Huyết Ma đều kéo căng thân thể. Bọn hắn đều đã nhận ra từng tia cảnh giác. Đối mặt với bọn hắn cường thế giáng lâm, lại còn là cao điệu giáng lâm với quy mô như thế, hai bên đang hỗn chiến hẳn là phải kinh sợ, cho nên an tĩnh lại, là đương nhiên. Nhưng, một mực an tĩnh như thế này, lại rất không bình thường. Bọn hắn còn không có ngây thơ đến mức cho là loại chiến trận này lại có thể có trình độ dọa sợ Khương Phàm điên cuồng cùng quỷ tộc quỷ bí. Mà, cứ việc cách rất rất xa, bọn hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh Côn Lôn cũng không có chút bầu không khí hốt hoảng nào, cũng không có bất cứ sự sợ hãi hay khẩn trương gì. Nhất là đám cường giả kia đứng bên trong, cây trồng, thương huyền kia, lại còn bó lớn đồ gì đó nhét vào trong miệng. Cái này, mẫu thân nó, rất ý tứ sao? Ăn điểm tâm xem kịch sao? Ai thay ta nhìn một chút, đó là thiên hậu sao? Thiên mệnh thần tôn tay nâng ngọc tỷ trấn quốc, thần khí thiên mệnh, ngắm nhìn thân ảnh gầy gò sâu trong huyết hà kia. Không sai, chính là nàng. Đồng tử màu vàng của hoàng kim thần tôn nổi lên kim quang, giống như là hai ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn nắm chặt hoàng kim chiến kích, ngóng nhìn thân ảnh ở phương xa kia. Mặc dù thời gian qua đi ngàn năm, lại đã chuyển thế, nhưng bộ dáng vẫn như cũ không hề thay đổi, vẫn gầy gò thanh lệ như thế, vẫn lạnh lùng như băng như vậy. Thiên khải năm đó, hắn đã giao thủ cùng thiên hậu không dưới 5 lần, cuối cùng tại cuộc chiến đăng thiên kiều, cũng là hắn đại biểu Thái Sơ đế tộc, nghênh kích vạn thế thần triều. Cho nên, hắn nhìn một chút thì đã nhận ra được. Không phải là thiên hậu bị Chu Thiên Thần Điện bắt sống sao? Thiên mệnh thần tôn cao mày, chiến khu thẳng tắp uy nghiêm truyền ra thanh âm ù ù. Thiên mệnh thần triều không chỉ có thiên mệnh linh văn, còn có bất diệt chân thân vang dội cổ kim. Siêu cấp chiến khu phối hợp tuyệt diệu cùng đỉnh cấp linh văn, có thể làm cho thân thể bọn hắn tạo thành, hoàng triều hình người, có thể lấy linh hồn là quân, nội tạng kinh mạch là thần. Hài cốt huyết nhục là sông núi thành trì, thực lực cực kỳ cường hãn. Hắc Ma Hoàng, phát hiện tung tích Liệp Thần Thương không? Hoàng Kim Thần Tôn cao giọng quát hỏi Hắc Ma Hoàng ở trước mặt mình. Hắc Ma Hoàng đã bắt đầu cảnh giác. Lúc sông tiến đến hắn đã tế khởi cửu Hoàng Hắc Ma Bia, tìm kiếm tung tích Khương Phàm trước tiên. Hắn muốn vây khốn Khương Phàm ngay đầu tiên, kiềm chế Liệp Thần Thương lại, càng phải giết Khương Phàm, cứu vãn tôn nghiêm của Hắc Ma đế tộc.
Cho nên khi tế lên hắc ma bia, đồng thời, ma nghịch thương thiên, cũng đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị thiêu đốt tuổi thọ bất cứ lúc nào, tăng cảnh giới lên tới thần cấp đỉnh phong, giết đến thống khoái, giết đến triệt để, giết đến long trời lở đất. Nhưng, không có bất kỳ cái cảm ứng gì. Nếu như Khương Phàm ở chỗ này, dù là thu liệp thần thương vào, chí ít thì hắc ma hoàng vẫn có thể có cảm ứng. Không có. Mãi vẫn đều không có. Ta có loại dự cảm xấu. Hắc ma hoàng cảnh giác. Khương Phàm nên tới lại không tới, ngược lại thiên hậu không nên tới thì lại tới. Không tìm được phần thiên thần hoàng. Tử kim long thần quét đôi mắt rồng sáng tỏ nhìn hoang dã huyết hạ an tĩnh, xác thực không nhìn thấy bóng dáng Chu Tước, cũng không có cảm nhận được lệ khí đặc hữu của Chu Tước. Rút lui, rút trở về trước. Thiên mệnh thần tôn lập tức nhắc nhở. Rút lui, một chút xíu vấn đề, đầu tiên nghĩ đến chính là rút lui. Ha ha, e ngại vĩnh viễn là thói hư tật xấu của nhân tộc các ngươi. Bạch hổ yêu thần cũng không quay đầu lại xem thường. Nhân tộc không thể cùng mưu. Sáu đại đế tộc liên thủ, còn gì phải sợ. Lão tổ thánh hoàng của đào ngột, cùng kỳ nhao nhao gầm thét, tăng vọt chiến ý, sát khí ngút trời, đám hung thú cao ngạo cho tới bây giờ đều là không sợ hãi. Chuyện nghĩ cách cứu viện tu la quan trọng như vậy, làm sao phần thiên thần hoàng có thể không ở đây? Huyết ma hoàng đi về phía trước mấy bước, chiến khu khôi ngô giống như huyết sơn tản ra thao thiên ma uy, tiếng gào thét hùng hồn vang vọng tại đỉnh Côn Lôn. Phần thiên thần hoàng, nên đến đều đã đến, tranh thủ thời gian xuất hiện đi. Các lão bằng hữu đều đến tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi nên vui mừng mới đúng. Bạch hổ yêu thần mang theo khí tức sát phạt ngập trời, miệng đầy răng nanh, gào thét với U Minh. Phần thiên thần hoàng, chúng ta tới tiễn ngươi lên đường, đi ra nói lời cảm tạ đi. Hống hống hống. Hắc ma, huyết ma, thôn thiên ma tộc, u ảnh ma tộc, bạch hổ, cự long, thiên long, chân long, đào ngột, cùng kỳ, toàn bộ yêu ma chiếm cứ bầu trời phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Sát khí cuồn cuộn, sóng âm cuồn cuộn, uy thế kinh khủng hồi hộp Côn Lôn quỷ giới. Nhưng, hoang dã an tĩnh, huyết hà bình tĩnh, xung quanh Côn Lôn ngoại trừ quỷ tộc cùng bọn người thiên hậu ngẩng đầu nhìn ra xa thì cũng không có bất kỳ bóng dáng ai khác nữa. Bọn hắn cứ lẳng lặng mà nhìn như vậy, cũng là đang yên lặng khôi phục. Trong bầu không khí quỷ dị từ từ hiện ra mấy phần khẩn trương. Thiên mệnh thần tôn ra hiệu ở hai bên, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Bầu không khí quá quỷ dị, trước tiên phải xác định an toàn rồi lại nói tiếp. Đúng vào lúc này, chín hắc ma bia bao quanh hắc ma hoàng đột nhiên lắc lư, như núi lớn lay trời, rung động không gian, vết máu mặt ngoài ma bia càng là như lôi đình đi nhanh, bắn ra ma uy cường đại. Là siêu cấp trọng khí của ma tộc, uy lực và năng lượng được bộc phát ra quá kinh khủng. Có phản ứng, Khương Phàm ở đây, Khương Phàm đến rồi. Hắc ma hoàng lập tức cảm nhận hắc ma bia phản ứng. Ở đâu? Hắn hẳn là giấu ở nơi xa, chuẩn bị thừa dịp thiên hậu dây dưa, phục kích chủ nhân huyết hà. Hừ hừ, ta đã nói hắn đang ở đây. Hắn sao có thể không ở đây được? Chuẩn bị xuất kích, phần thiên thần hoàng là của ta. Của ta. Đỉnh Côn Lôn sao động, không khí khẩn trương lập tức nóng bỏng hơn. Phản ứng càng lúc càng lớn, hắn đang nhanh chóng tới gần. Hắc ma hoàng cảm nhận được hắc ma bia lay động lịch liệt, cau mày. Ở đâu, ai thấy không? Hoàng kim thần tôn liếc nhìn tám phương, không nhìn thấy bất cứ bóng dáng Chu Tước nào cả. Không thấy. Tất cả cường giả chiếm cứ không trung đều đang nhìn ra xa. Không nhìn thấy thì đương nhiên là giấu ở trong hư không. Tử kim long thần kéo dài thân rồng khổng lồ 10 vạn mét ầm vang nhấc lên, khóa chặt vị trí của thiên hậu. Hắn hẳn là sẽ xuất hiện ở bên cạnh thiên hậu, ta đưa hắn một món lễ gặp mặt. Ầm ầm. Tử kim long thần sôi trào long uy ầm vang tăng vọt, long khí ngập trời như là diễn biến thành đại dương minh mông chân thực, bao phủ khung trời, rọi khắp U Minh. Ngay sau đó long khí bạo động cường thế diễn biến ra một thanh tuyệt thế long đao. Đây là đỉnh cấp thần thông của long tộc, trảm thiên liệt địa, diệt tuyệt sinh cơ, là thần đao thẩm phán long tộc đã dùng chém đầu mấy triệu yêu tộc. Trong chốc lát bộc phát ra ba động khủng bố để long tộc xung quanh nhao nhao cúi đầu. Để bạch hổ và các loại yêu tộc đều cảm nhận được sự hồi hộp. Tuyệt thế long đao dài đến 5 vạn mét, giống như đại long bay lên không, mở ra khung trời, nghịch loạn luân hồi, vô tình chém vào sâu trong huyết hải minh mông. Mục tiêu, thiên hậu. Mục đích, bức phần thiên thần hoàng xuất hiện. Nhưng, không đúng. Hắc ma hoàng đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu,
nhìn phía xiềng xích cuồn cuộn trong hắc ám như con đường sinh tử. Ừm, Thiên Mệnh Thần Tôn tới gần con đường sinh tử nhất cau chặt lông mày, trước tiên đã nhận ra có thứ gì đó đang từ thiên khải nhanh chóng tới gần nơi này. Tại lúc Hắc Ma Hoàng ngẩng đầu lên, trong chốc lát, trong lòng hắn cuồng loạn lên, bất diệt chân thân bạo tạc trong nháy mắt, di chuyển sang bên cạnh. Thiên Mệnh Ngọc Tỷ tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, như sơn hà ù ù, như là vạn dân triều bái, bắn ra uy thế kinh khủng. Lui! Thiên Mệnh Thần Tôn quát lớn một tiếng, các cường giả Thiên Mệnh Thần triều toàn thân nóng hổi, kinh mạch, linh hồn, huyết nhục hài cốt. Giống như bị cưỡng ép tỉnh lại, thân thể không nhận mình khống chế tiếp quản, được Thiên Mệnh Thần Tôn khống chế mà nhanh chóng tháo chạy về tứ phía bát hoang. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thần Tôn căng cứng toàn thân, nguy hiểm mãnh liệt trùng kích ý thức toàn thân, tại lúc hắn ngẩng đầu, cuồn cuộn liệt diễm đã dùng tốc độ khó mà tin nổi bao phủ mây đen đầy trời, nơi đó đã không phải là tử khí đáng sợ nữa, mà là biển lửa bạo động, trong biển lửa bạo loạn đến kịch liệt kia, một tôn chu tước hung liệt thình lình thành hình, móng vuốt khấu chặt, hai cánh cuồng kích, như ác thú hồng hoang giết ra thời không trường hà, cường thế xuất hiện ở trước mặt Hoàng Kim Thần Tôn. Các ngươi, giống như đang chờ ta. Khương Phàm xuyên qua sinh tử lưỡng giới, tám bản thân toàn bộ đều được kích phát, năng lượng giống như bạo tạc đang tàn phá bừa bãi khắp cơ thể. Tám bản thân, tương đương với tám lần bạo tăng thực lực, thân thể hoàn toàn không chống đỡ được, đến mức khi Khương Phàm diễn biến chu tước lại xuất hiện tàn ảnh hỗn loạn, như là tám tôn chu tước phân liệt cùng đoàn tụ tại hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nhưng lại không ngừng ngưng tụ làm một thể, nhưng nguồn năng lượng ba động kinh khủng này, rõ ràng đã đạt đến thần linh đỉnh phong. Khương Phàm, Hoàng Kim Thần Tôn không lo được làm sao lại hắn từ thiên khải giết tới, huyết dịch Hoàng Kim nhanh chóng toàn thân lao nhanh, giống như lôi minh biển động, bộc phát ra ba động khủng bố, hắn vung lên chiến kích cuồng dã quét ngang. Giờ khắc này, tránh cũng không thể tránh, càng không có cơ hội thi triển truyền thừa, chỉ có thể kích phát đạo ngấn toàn thân, giao hòa cùng Thái Sơ Thiên Phủ ở phía xa. Chu Tước dương cánh bạo kích, rốt cuộc Bác Thiên Thuật cũng thể hiện ra thần uy chân chính. Đây là chiến kỹ cường đại có thể săn giết cự long, chém giết bạch hổ. Sát uy tràn ngập đất trời che mất Hoàng Kim Thần Tôn, ánh lửa bạo động xua tan ánh sáng Hoàng Kim bắn ra. Trong chớp mắt, Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, hoành hành không trở ngại dễ như trở bàn tay, xuyên qua kim quang, đánh vào trên thân Hoàng Kim Thần Tôn. Hoàng Kim chiến kích sụp ra ngay tại chỗ, gào thét bay đi. Hoàng Kim Thần Tôn bị đè ép rơi xuống 3.000 mét, đâm vào đỉnh Côn Lôn. Khí lãng, liệt diễm, ánh sáng Hoàng Kim, trong phút chốc trùng kích bốn phương tám hướng, thổi cường giả đế tộc chiếm cứ ở các nơi đến thất linh bát lạc. Hoàng Kim Thần Tôn, đã lâu không gặp. Khương Phàm cúi đầu quan sát, đôi mắt lệ khí vô cương, móng vuốt gắt gao đè lại Hoàng Kim Thần Tôn. Chiến khu cường hãn kiêu ngạo của Hoàng Kim Thần Tôn lại bị đánh phá thành mảnh nhỏ, máu tươi từ phun ra thất khiếu, bắn tung tóe từ vết thương. Hắn căm tức nhìn Chu Tước, cuồng dã gầm thét. Trước một khắc đã thành công xuyên suốt đạo ngấn cùng thiên phủ, tại thời khắc này cách thời không vô tận, cách sinh tử lưỡng giới, hội tụ tới hư ảnh thiên phủ. Trong cuồng chiều liệt diễm giống như kim quang, cung điện màu vàng, quần sơn màu vàng, biển người màu vàng, từ hư vô đến chân thực, bắn ra uy thế tràn ngập đất trời. Tới thì tốt, chúng ta tới tống táng cho ngươi. Tại thời khắc này Hoàng Kim Thần Tôn như là triệt để hóa thành Hoàng Kim Thiên Phủ, thực lực tăng vọt, phòng ngự cũng được tăng nhiều. Nhưng, Khương Phàm chấn kích hai cánh, nắm lấy Hoàng Kim Thần Tôn phóng lên tận trời, yêu thể khổng lồ mãnh liệt nhấc lên, vung Hoàng Kim Thần Tôn lên đánh về phía bầu trời. Cùng lúc đó, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành ngàn vạn sợi hỏa vũ, mỗi sợi hỏa vũ đều âm vang tranh minh, diễn biến thành chu tước kinh khủng, lít nha lít nhít, liệt diễm cuồn cuộn. Ngàn vạn tôn chu tước bạo động tại đỉnh Côn Lôn, phần thiên diệt thế viêm có được khả năng hủy trời diệt đất, bộc phát toàn diện, theo ngàn vạn tôn chu tước dẫn dắt, quét ngang về bốn phương tám hướng. Cự Long và các yêu tộc vừa mới nhận trùng kích và khiếp sợ đều nhao nhao tháo chạy, bảo vệ lấy cường giả dưới trướng với mức độ lớn nhất, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Khương Phàm rơi xuống đỉnh Côn Lôn, ý thức xuyên suốt thông thiên tháp, hắn muốn trước khi tất cả thần ma kịp phản ứng, lấy thông thiên tháp diễn biến uy lực trụ trời, triệt để xuyên suốt sinh tử lưỡng giới, ngăn chặn con đường sinh tử. Hoàng Kim Thần Tôn bị quăng lên vòng xoáy trên bầu trời. Trong lúc chật vật nhấc lên thì cưỡng ép ổn định, thần khu rách dưới cùng Hoàng Kim Thiên Phủ tiếp tục giao hòa, kim thân yên lặng khôi phục tại khí hải. Mỗi một linh văn hoặc là huyết mạch có thể bước lên thần cảnh đều có kinh bí thuật cường đại thế hãi tục, áp đảo chúng sinh,
Hoàng Kim Thiên Phủ cũng không ngoại lệ, đó chính là Kim Thân, yên lặng trong khí hải. Thực lực Kim Thân có thể tới gần bản thể, tại thời khắc sinh tử chân thân và Kim Thân có thể dung hợp toàn diện, bộc phát ra sức chiến đấu gấp đôi. Bồi dưỡng Kim Thân đặc biệt thành công, còn có được thực lực cường hãn mạnh hơn bản thể. Ví dụ như Kim Vô Song của Hoàng Kim Tộc, Kim Thân có thể bộc phát uy lực gấp 3. Mà Hoàng Kim Thần Tôn, thì có thể bộc phát gấp 5 lần. Trở về, Hoàng Kim Thần Tôn cường thế kích phát Kim Thân, đưa tay chỉ Hoàng Kim Chiến Kích tản mát ở nơi xa. Nhưng, đến rồi, một tiếng bạo hống quanh quẩn ở sau lưng nó, liệt diễm còn không có tản ra vòng xoáy đột nhiên bị huyết quang chiếu ánh, một thanh đao cương màu đỏ xuất hiện trong nháy mắt, huyết quang vô biên rọi khắp nơi u minh. Cái khí tức quen thuộc này, chẳng lẽ là Hoàng Kim Thần Tôn hãi nhiên biến sắc, toàn thân tăng vọt kim quang, như thiểm điện muốn tránh khỏi, nhưng Chu Thiên Thần Kiếm phối hợp sinh tử pháp tắc, xé ra đại đạo trời cao, chém chết sinh tử đại đạo, xuyên qua vạn cổ, bổ vào trên thân Hoàng Kim Thần Tôn. Hoàng Kim Thần Tôn run rẩy, cơ hồ bị chém thành hai đoạn, vết nứt lưu lại do trước đó bị Khương Phàm bạo kích, lập tức sụp ra, lộ ra bạch cốt âm u cùng nội tạng bành trướng. Mà Kim Thân đang thức tỉnh, đang bộc phát, đang dung hợp cùng chiến khu, thời khắc này nhận lấy trùng kích thảm liệt, lập tức đảo loạn loại giao hòa nghịch thiên này, thân thể giống như là muốn nổ tung từ bên trong. Hoàng Kim Thần Tôn rơi vãi máu thịt, giống như là mặt trời màu vàng, rơi xuống đỉnh Côn Lôn. Chu Thiên Thần Tôn. Hoàng Kim Thần Tôn va chạm xuống mặt đất, bỗng nhiên bắn lên, năng lượng kim thân mất khống chế, mạnh mẽ đâm tới ở trong thân thể, máu thịt hài cốt màu vàng đều như là nổ nát vụn. Trở về. Hoàng Kim Thần Tôn gầm thét dâng lên, bàn tay lớn vồ một cái, Hoàng Kim Chiến Kích đánh xuyên khung trời rốt cuộc cũng đã về đến. Nhưng, khi Hoàng Kim Thần Tôn chuẩn bị nắm chặt chiến kích, giao hòa cùng chiến hồn ở bên trong, kích phát thực lực mạnh hơn, một thân ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Keng! Thân ảnh kia xuất hiện trong chớp mắt, một cái móng vuốt cầm lấy đầu Hoàng Kim Thần Tôn, một cái móng vuốt cầm lấy Hoàng Kim Chiến Kích. Hoàng Kim Chiến Kích là thần khí truyền thừa của Hoàng Kim Thiên Phủ, chỉ chịu huyết mạch Hoàng Kim điều khiển, tại lúc phát giác được khống chế có vấn đề, trong nháy mắt, chiến kích như là chiến thần thức tỉnh, trong chốc lát đã nhấc lên, bộc phát ra chiều dâng khủng bố như cơn lốc, muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Ai? Hoàng Kim Thần Tôn kinh hồn, cường thế bộc phát, không lo được áp chế năng lượng kim thân trong cơ thể, muốn tránh thoát trói buộc quỷ dị đột nhiên xuất hiện này. Nhưng, phốc phốc hai tiếng bạo hưởng, đầu Hoàng Kim Thần Tôn bị bóp nát, Hoàng Kim Chiến Kích tức thì bị cưỡng ép khống chế, đánh xuyên qua lồng ngực Hoàng Kim Thần Tôn. Đột ngột vỡ vụn, để năng lượng kim thân đang bạo động triệt để mất khống chế, ngay sau đó chính là bạo hưởng kinh thiên động địa. Chiến khu cứng cỏi đáng tự hào nhất của Hoàng Kim Thần Tôn, ở phía ngoài thì vỡ vụn, ở bên trong thì bị trùng kích, nổ tới chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều bị thương nặng. Từ Khương Phàm phục sát, đến Chu Thiên Huy Kiếm, lại đến đế tộc bắt giết, toàn bộ quá trình hỗn loạn, chỉ ngắn ngủi giữa 6 giây. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Như Ảnh, Tần Thế Võ và tất cả cường giả giết theo ra cánh cửa sinh tử, lít nha lít nhít dáng lâm tới đỉnh Côn Lôn. Ầm ầm, Thượng Cổ Thông Thiên Tháp cũng thức tỉnh toàn diện tại lúc này, bộc phát ra cường quang vạn trượng, quy mô tăng vọt cực tốc, bên dưới Trần U Minh, bên trên Thông Thiên Khải. Thông Thiên Tháp như là hồng hoang thiên trụ, xuyên suốt sinh tử lưỡng giới, ngăn chặn con đường ở giữa Thiên Khải cùng U Minh. Ngay sau đó, tầng đầu tiên đến tầng thứ 8 được mở toàn diện ra, phun ra thần uy kinh khủng. Tầng đầu tiên tuôn ra khí tức hư vô kinh khủng, thẩm thấu Côn Lôn quỷ giới, thẳng tới tầng địa ngục thứ 19, giao hòa cùng hư vô bên ngoài địa ngục. Tầng thứ 2 xông ra xiềng xích màu máu, như lôi đình giúp hoành kích đất trời, giống như quấn chặt lấy linh hồn Hoàng Kim Thần Tôn đang chạy trốn trước tiên. Tầng thứ 3 tầng thứ 4 phun ra ra phù văn đầy trời, trấn áp núi cao huyết hà. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 7 thì khuấy động ánh sáng thẩm phán săn giết nhân, yêu, ma. Hoàng Kim Thần Tôn còn chưa kịp gây dựng lại huyết nhục hài cốt rách dưới thì đã bị ánh sáng tầng thứ 5 quấn quanh, một cái cánh cửa vô hình ầm vang mở ra, hắn kéo đi đến đấy. Về phần tầng thứ 8, thì là nơi giao hòa cùng Thiên Khải chiến trường. Hài cốt toàn thân Khương Phàm run rẩy, sôi trào lên liệt diễm vô biên, vắt ngang ở phía trước Thượng Cổ Thông Thiên Tháp, quan sát rất nhiều cường tộc đang tháo chạy. Chu Thiên Thần Tôn cầm Chu Thiên Thần Kiếm trong tay cùng đứng ở bên cạnh, phía sau là Tần Thế Võ và các Thánh Hoàng đang sôi trào chiến ý. Man Hoàng Đế Tổ hiện ra chân thân, trong tay còn đang nắm cái đầu Hoàng Kim đã bị bóp nát,
giống như là linh quả tươi mới, nhét vào trong miệng, lộ ra ánh mắt dữ tợn cuồng nhiệt. So với ta tưởng tượng càng nhiều hơn nhỉ, ha ha, tốt, quá tốt rồi. Có thể ăn no nê. Các cường giả tháo chạy tại đỉnh Côn Lôn nhao nhao dừng lại, kinh ngạc nhìn kịch biến cùng cường giả đột nhiên xuất hiện đầy trời. Thần tôn, Hoàng Kim Thiên Phủ bi phẫn gầm thét, rất nhanh đã để cho các cường giả xung quanh bừng tỉnh.